Hồ Hoàng Việt sao có thể không hiểu ý của câu nói này chứ, nhếch mép cười, yên tâm đi, anh Vương, tôi hiểu. Vương Nhất ừ một tiếng, vậy thì tốt. Nói xong, đã đi đến cửa nhà bác Trương, khẽ gõ cửa. Bác Trương, thắm, là cháu, Vương Nhất đây. Đến đây. Trong nhà truyền đến một giọng nói lanh lảnh, rất nhanh, cửa đã được mở ra, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, chính là Tô Thắm. Lúc nhìn thấy Vương Nhất, cô ta nở nụ cười, anh Vương Nhất. Muộn như vậy còn đến làm phiền, không làm phiền mọi người chứ. Vương Nhất hiếm khi nở nụ cười. Không có, không có, chỉ cần là anh Vương Nhất, muộn thế nào cũng không sao. Tô Thắm rõ ràng rất vui, vội vàng mời Vương Nhất vào, mình thì chạy vào nhà, vui vẻ hét lên, ba, anh Vương Nhất đến. Hồ Hoàng Việt ở phía sau ngây người nhìn bóng lưng của Tô Thắm, nhìn rồi lại nhìn, mắt ông ta đỏ lên. Thế nào, có phải là con gái của ông không? Vương Nhất thu lại ánh mắt, hỏi. Mắt Hồ Hoàng Việt ươn ướt, nghẹn ngào nói, đúng là giống hệt, là con bé. Nói xong đột nhiên đứng thẳng lên, cúi người thật sâu với Vương Nhất, trầm giọng nói, anh Vương, con gái của tôi, bao nhiêu năm nay đều được anh chăm sóc. Giây phút nhìn thấy Tô Thắm, tình cảm trong lòng Hồ Hoàng Việt lại dâng lên như dòng nước lũ, cho dù chỉ nhìn từ xa, biết được Tô Thắm không sao, ông ta cũng yên tâm rồi. Cúi người xong, ông ta quay người, định rời đi. Ông đi đâu vậy? Lúc Hồ Hoàng Việt cúi người, Vương Nhất không nói gì, đến tận khi lúc ông ta muốn rời đi, anh mới khẽ lên tiếng. Hồ Hoàng Việt cả người run rẩy, không quay đầu lại, chỉ trầm giọng nói, anh Vương, anh nói đúng, bây giờ con bé đang có một cuộc sống yên bình, gia đình hòa thuận, tôi không nên làm phiền con bé, chỉ cần biết được con bé không sao, là tôi đã hài lòng rồi. Không phải không muốn gặp, mà là không dám gặp đúng không? Vương Nhất đột nhiên lên tiếng, ánh mắt bình tĩnh. Ở một góc không nhìn thấy được, Hồ Hoàng Việt lại run rẩy, trợn tròn mắt, ánh mắt trốn tránh. Lời nói của Vương Nhất giống như một con dao sắc bén, xé toạc lớp ngụy trang của ông ta. Ông sợ ông không khống chế được bản thân mình, hay sợ bị cô ấy nhận ra sau đó oán hận ông. Giọng nói bình tĩnh của Vương Nhất lại truyền đến, Hồ Hoàng Việt nghe mà cả người càng thêm run rẩy. Anh Vương, hay là, hôm nay bỏ đi. Rất lâu sau ông ta mới quay đầu lại, nói với Vương Nhất. Sau bao năm đi cách xa, càng gần càng sợ hãi cái gì? Là người không dám đối diện kia, còn cả đáy lòng không thể vượt qua được. Nhưng, Vương Nhất khẽ vỗ vai ông ta, ông cảm thấy ông còn chỗ để lùi về sau không? Ông có đi hay không, không phải ông nói là được. Lời này vừa được nói ra, cơ thể ông ta lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau Vương Nhất, bác Trương và Tô Thắm đã đi ra, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Hồ Hoàng Việt. Đặc biệt là Tô Thắm, đứng sau Vương Nhất, tò mò đánh giá ông ta. Chú là bạn của anh Vương Nhất hả, sao không đi vào? Nói xong, cô ta chú ý đến cách ăn mặc của Hồ Hoàng Việt. Bộ vest đắt tiền trị giá mấy chục triệu, chiếc đồng hồ của thương hiệu nổi tiếng, và thỉnh thoảng lại tỏa ra khí chất của người bề trên, không có gì phải nghi ngờ ông ta là một người giàu có và thành đạt. Vì vậy, trên mặt cô ta có chút ngượng ngùng, nhà tôi không có gì đáng tiền, không tiếp đãi tốt hai người, thật sự xin lỗi. Con cái trong những gia đình nghèo khó phải lo liệu việc nhà từ rất sớm, cô ta đã nhìn ra Hồ Hoàng Việt và bọn họ không phải là người cùng một thế giới, phản ứng đầu tiên chính là tự ti. Sắc mặt Hồ Hoàng Việt lập tức thay đổi, vội vàng giải thích, không phải, cháu đừng hiểu nhầm, chú không phải vì chuyện này mà không đi vào, là chú. Hồ Hoàng Việt không nói tiếp nữa, ông ta vô cùng căng thẳng nhìn Tô Thắm, sợ bị Tô Thắm ghét mình, ông ta vội vàng tháo đồng hồ trên tay xuống. Cởi chiếc áo vest đắt tiền xuống, sau đó mới thận trọng hỏi, như thế này có phải tốt hơn rất nhiều không? Chú làm gì vậy? Tô Thắm trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn Hồ Hoàng Việt, cô ta chỉ nói ra suy nghĩ trong lòng mình, người này, vì lựa theo ý cô ta mà ném tất cả những thứ đắt tiền trên người đi. Chú! Hồ Hoàng Việt đột nhiên có chút lắp bắp, nghẹn nửa ngày, mới nói được một câu, chú sợ cháu xa lánh chú. Thấy Hồ Hoàng Việt, một người chưa từng gặp gỡ, lại vì Tô Thắm mà làm đến mức này, bác Trương giống như hiểu ra điều gì đó, đi đến trước mặt Vương Nhất, dùng giọng nói mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy hỏi, cháu tìm được ba của Thắm rồi. Vương Nhất chần chừ gật đầu, sợ bác Trương sẽ vì chuyện này mà đau lòng. Ai biết được,
trên mặt bác Trương lại hiện lên sự vui mừng, trên trán còn hiện lên sự vui vẻ, yên tâm. Đây là một chuyện tốt, ba của Thắm, là người như thế nào? Ông ta lo lắng ba của Tô Thắm là loại người có tiền án, Phương Nhất lại cảm thấy yên tâm, cười nói, ông ấy là người giàu số một ở Thiên An, Hồ Hoàng Việt. Người giàu số một ở Thiên An. Bác Trương lập tức trợn tròn mắt, khuôn mặt tràn đầy sự không thể tin được, lẩm bẩm, Thắm, vậy mà lại là con của người giàu có. Cuối cùng, Hồ Hoàng Việt cũng đi vào nhà, Tô Thắm rất lịch sự rót cho ông ta một ly trà, lúc đưa trà, đột nhiên bật cười. Hồ Hoàng Việt sững sờ, cháu cười cái gì thế? Hả, ngại quá, cháu chỉ cảm thấy chú rất thú vị. Tô Thắm vội vàng dừng cười, hơn nữa, cháu còn cảm thấy chú rất quen. Khuôn mặt Hồ Hoàng Việt tràn đầy sự kích động, nhưng nghĩ đến lời nói của Vương Nhất, vẫn miễn cưỡng dừng sự kích động này lại, gãi đầu, vậy sao? Vương Nhất và bác Trương cố tình tạo không gian cho Hồ Hoàng Việt và Tô Thắm, thường xuyên qua lại, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Hồ Hoàng Việt cũng không giấu thân phận giàu có của mình, dùng danh nghĩa cá nhân để tài trợ toàn bộ học phí cho Tô Thắm, nếu như bác Trương không ngăn lại, ông ta còn muốn tặng cả nhà. Hồ Hoàng Việt cũng không ở lại quá lâu, rất nhanh đã rời đi, ông ta sợ ở lại quá lâu, sẽ không khống chế được cảm xúc của mình. Vương Nhất đi đến nhà họ Lý, nói cho Lý Thiên Dương biết tin tốt này. Sau khi biết được tin này, Lý Thiên Dương cũng vô cùng vui mừng, là sự vui mừng cho Tô Thắm được phát ra từ tận đáy lòng. Tất cả giống như đang đi đúng hướng. Sau khi Vương Nhất đứng dậy rời đi, cửa sổ căn phòng thứ hai ở khu nhà họ Lý, lại lặng lẽ mở ra một khe hở, phản chiếu khuôn mặt trắng bệch, vô cùng căm hận của một người phụ nữ. Đó chính là Châu Mỹ Ngọc. Nhìn rất lâu, bà ta gọi một cuộc điện thoại. Tôi phải làm gì? Đầu bên kia điện thoại không có bất kỳ âm thanh gì, rất nhanh đã bị cúp máy. Một phút sau, Châu Mỹ Ngọc nhận được một tin nhắn nặc danh. Nội dung của tin nhắn là bốn chữ lớn đẫm máu. Giết Lý Thiên Dương. Vương Nhất không hề biết một ý định giết người đang chảy trong sự yên bình, lúc này anh đã vội vàng trở về nhà. 3. Vừa mở cửa, Vương Tử Lam đã giang hai tay chạy đến. Vương Nhất ngồi xổm xuống ôm lấy cô bé, hôn lên mặt cô bé, lúc này mới buông cô bé ra, cười hỏi, mẹ đâu? Vương Tử Lam lập tức nhìn lên tầng, không vui bĩu môi, mẹ vừa về là bắt đầu làm việc, không có thời gian chơi với con. Vương Nhất lập tức mỉm cười, vậy ba chơi với con nhé. Vâng. Vương Tử Lam lập tức tươi cười. Chơi với Vương Tử Lam một lúc, cô bé cũng buồn ngủ, Vương Nhất cẩn thận bế cô bé lên, đi lên tầng. Mở cửa ra, đúng lúc Lý Khinh Hồng từ trên ghế đứng dậy, Tử Lam ngủ rồi. Vương Nhất gật đầu, vừa mới ngủ. Nghe thấy vậy, biểu cảm trên mặt Lý Khinh Hồng cũng trở nên áy náy, công ty có chút bận, không có thời gian ở bên Tử Lam. Không sao, đã có anh rồi. Vương Nhất cười lắc đầu, căn dặn, nhưng, không được cố quá. Lý Khinh Hồng khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp, đột nhiên nói, ngày mai anh đừng đi lên tầng cao nhất nữa. Đi với em đến Lệ Tinh. Ánh mắt Vương Nhất lộ ra vẻ kinh ngạc, tại sao? Bởi vì... em muốn để anh vào Lệ Tinh. Ánh mắt Lý Khinh Hồng trở nên dịu dàng nói, đợi dự án xây dựng thành phố hoàn thành, giá thị trường của Lệ Tinh có sẽ tăng lên mấy lần, đợi tất cả đi vào quỹ đạo, em sẽ giao Lệ Tinh cho anh. Trong lòng Vương Nhất cảm thấy ấm áp, đem công ty mà mình vất vả gây dựng làm của hồi môn tặng cho người khác, cái này phải hào phóng đến mức nào. Anh biết rất rõ, thứ mà tập đoàn Lệ Tinh đại diện không phải là tiền, mà là thứ Lý Khinh Hồng trân quý nhất. Cô gây dựng công ty này từ hai bàn tay trắng, không dùng một xu nào ở trong nhà, rời khỏi nhà bao nhiêu năm, nhưng không có ý định quay về nhà. Đây không phải là chứng minh cho những người trong gia đình biết, không có bọn họ, cô cũng có thể sống rất tốt sao. Nhưng, ánh mắt Phương Nhất lại trở nên nặng nề, đây không phải là lý do mà em sắp xếp cho anh vào Lệ Tinh đúng không? Lý Khinh Hồng đột nhiên trở nên trầm mặc, suy tư, hai tay đột nhiên nắm chặt lại, nhưng rất nhanh đã buông ra. Rất lâu sau, cô lại ngẩng đầu lên, nhìn Vương Nhất nói, bị anh nói trúng rồi, vì để đối phó với những người trong nhà của em. Ánh mắt Vương Nhất đột nhiên trở nên lạnh lùng, không nói gì, yên lặng đợi Lý Khinh Hồng nói tiếp. Nếu như anh muốn cùng em trở về Yến Kinh, nếu như không có chút chức vụ gì, bọn họ nhất định sẽ sỉ nhục anh mà không cần kiêng nể gì. Làm một phó tổng ở công ty em, sẽ tốt hơn một chút.
Nghe thấy lời nói của Lý Khinh Hồng, ánh mắt Vương Nhất nhìn cô càng thêm dịu dàng. Nhưng, anh chỉ khẽ cười, không từ chối. Anh biết rất rõ sự lo lắng của Lý Khinh Hồng, mặc dù bây giờ ở thành phố Thiên An anh là một người có thể gọi là có quyền thế lớn nhất, nhưng trên thực tế không có ai biết thân phận của anh, đừng nói đến những người trong nhà họ Bạch kia. Sợ ở trong mắt bọn họ, anh vẫn là đồ bỏ đi không có công việc. Anh không hề quan tâm đến thái độ của nhà họ Bạch ở Yến Kinh, đối với anh mà nói, đối phương chỉ là nhà mẹ đẻ của Lý Khinh Hồng mà thôi. Nhà họ Bạch ở Yến Kinh, hy vọng mấy người đừng ép cô ấy quá, nếu không tôi không ngại là người ác một lần đâu. Trong đôi mắt u ám của Vương Nhất lóe lên một tia lạnh lẽo. Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao. Cùng đưa Vương Tử Lam đến nhà trẻ, Vương Nhất cùng với Lý Khinh Hồng đi đến tập đoàn Lệ Tinh. Chỉ là, hai người đều nhạy bén, cảm nhận được tập đoàn Lệ Tinh ngày hôm nay hình như có chút không giống lúc trước. Nhân viên đi đi lại lại, nhìn thấy Lý Khinh Hồng, lại không chào hỏi, chỉ gật đầu mà thôi. Trong mắt Vương Nhất có chút u ám, quay đầu lại nhìn Lý Khinh Hồng, vẻ mặt Lý Khinh Hồng vẫn bình tĩnh, chỉ có bước chân của cô nhanh hơn một chút. Lý Tổng. Đúng lúc này, Phương Huệ vội vàng đi đến tiếp đón, trên mặt mang theo sự nghiêm trọng. Xảy ra chuyện gì? Trên mặt Lý Khinh Hồng cuối cùng cũng hiện lên sự lạnh lùng. Vương Nhất cũng hơi nheo mắt lại, Lý Khinh Hồng là người gây dựng lên Lệ Tinh, tại sao nhân viên lại đột nhiên không hề tôn trọng cô? Phương Huệ nhìn trái nhìn phải, xác định bốn xung quanh không có tai mắt, mới đè thấp giọng nói với Lý Khinh Tuyết, Thành Tổng trở về rồi. Câu này vừa nói ra, ánh mắt Lý Khinh Hồng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, biểu cảm cũng trở nên nghiêm trọng. Ngược lại, Vương Nhất có chút sững sờ, Thành Tổng là ai? Phương Huệ lo lắng nói, tập đoàn của chúng tôi tổng cộng có 3 phó tổng, ngoài tôi và Tôn Kiều đã bị sa thải, còn một phó tổng nữa, chính là Thành Tổng này. Lúc Lý Tổng gây dựng công ty cô ấy đã có rồi, là nguyên lão nhị triều, có quyền lên tiếng cao nhất, chỉ là quanh năm mở rộng thị trường ở thành phố Giang, không ở Thiên An. Vậy sao? Nghe lời giới thiệu của Phương Huệ, Vương Nhất cũng chú ý hơn một chút. Hơn nữa, nghe nói lúc công ty mới được thành lập, vị trí chủ tịch vốn dĩ là của Thành Tổng, chỉ vì Lý Tổng được lòng người hơn, nên mới lấn áp được cô ấy. Chuyện này Thành Tổng vẫn luôn canh cánh trong lòng, mặc dù trên miệng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn oán giận Lý Tổng cũng nhìn ra được suy nghĩ của Thành Tổng, nên mới cử cô ấy đi đến thành phố Giang để mở rộng nghiệp vụ. Đủ rồi. Phương Huệ còn muốn nói gì đó, Lý Khinh Hồng lại hét lên, lạnh lùng liếc nhìn cô ta, lập tức mở cuộc họp các quản lý cấp cao, có một số thay đổi về mặt nhân sự. Vâng, Lý Tổng. Phương Huệ lập tức ngậm miệng lại, không dám nói gì nữa. Vương Nhất đứng phía sau Lý Khinh Hồng, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Nếu như thật sự giống như Phương Huệ nói, vậy thì Thành Tổng này đúng là một người không lương thiện. Vị trí chủ tịch vốn dĩ đã nằm trong tay nhưng lại bị Lý Khinh Hồng giành mất, còn bị biến tướng lưu đày đến thành phố Giang, nói cách khác, sự oán giận ở trong lòng của Thành Tổng này sẽ nhiều hơn bất kỳ người nào. Lần này cô ta trở về làm gì? Giúp đỡ? Hay là, bức vua thoái vị? Cuộc họp giữa các quản lý cấp cao được tiến hành rất trật tự, Lý Khinh Hồng ngồi ở vị trí chính giữa chiếc bàn hình bầu bục ở trong phòng họp, thư ký Tiêu Đào đứng bên cạnh, hai bên bàn, là những lãnh đạo được ngồi theo thứ tự chức vụ từ cao đến thấp. Ánh mắt lạnh lùng của Lý Khinh Hồng lướt qua tất cả mọi người, lãnh đạm lên tiếng, tôi nói sơ qua về nội dung cuộc họp ngày hôm nay, sau khi Tôn Kiều từ chức, bây giờ trong công ty vẫn còn thiếu một phó tổng. Ồ, lời này vừa được nói ra. Ánh mắt của tất cả lãnh đạo ở phía dưới đều trở nên sâu xa, tất cả mọi người đều hy vọng mình có thể ngồi vào vị trí phó tổng. Nhưng, sau khi Lý Khinh Hồng dừng lại một lúc, tiếp tục nói, ở đây, tôi xin tuyên bố, anh Vương bên cạnh tôi, chính thức gia nhập vào tập đoàn Lệ Tinh, đảm nhiệm vị trí phó tổng đang còn trống. Lý Khinh Hồng vừa dứt lời, Vương Nhất đã bước lên một bước, mỉm cười với tất cả mọi người, tôi tên là Vương Nhất. Bên dưới vô cùng im lặng. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Vương Nhất, trong lòng nổi lên sóng lớn. Vương Nhất là người như thế nào, tất cả mọi người của tòa nhà quốc tế đều nghe nhiều nên quen, không phải chính là chồng của Chủ tịch Lý Khinh Hồng của bọn họ sao? Cái quái gì đây? Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Lãnh đạo của Lệ Tinh hầu hết đều là phụ nữ, lúc này bọn họ đều nhìn chằm chằm vào Vương Nhất và Lý Khinh Hồng với ánh mắt lạnh thấu xương,
lần đầu tiên cảm thấy vô cùng bất mãn với Lý Khinh Hồng. Nhưng, vì sự uy nghiêm của Lý Khinh Hồng lại không dám nói gì. Tôi phản đối. Đúng lúc này, một giọng nói to và vang từ bên ngoài cửa truyền vào. Chỉ thấy một người phụ nữ chín chắn, tóc ngắn, mặc đồ công sở đi giày cao gót sải bước đi vào, đôi môi đỏ tươi, đôi mắt phượng hơi nheo lại, khí chất bề trên không hề thua kém Lý Khinh Hồng, đã chứng minh thân phận của cô ta. Nguyên lão nhị triều của tập đoàn Lệ Tinh, thành tổng, thành bội. Lý Khinh Hồng khẽ nhướng mày, đôi mắt xinh đẹp nheo lại, mang theo sự nguy hiểm đánh giá thành tổng. Thành bội cười như không cười, giống như ám chỉ điều gì đó, nói với Lý Khinh Hồng, Lý Tổng quên tôi rồi sao, ngay cả cuộc họp của các quản lý cấp cao quan trọng như thế này cũng không mời tôi. Thành Tổng, ngài đến rồi. Tất cả lãnh đạo lớn nhỏ vốn dĩ bất mãn với Lý Khinh Hồng, lúc này vừa nhìn thấy Thành Tổng đẩy cửa vào lập tức ào ào đứng dậy như tìm được người đáng tin cậy, thái độ của bọn họ cung kính vô cùng. Cảnh tượng này khiến Vương Nhất nheo mắt. Có vẻ như quyền lực của Khinh Hồng ở tập đoàn vẫn chưa đủ lớn. Vẻ u ám trong mắt Thành Trâm biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là nụ cười tươi như gió xuân, bất kể địa vị của đối phương lớn hay nhỏ, cô ta cũng vui vẻ gật đầu, dáng vẻ chiêu hiền đãi sĩ. Tất cả các lãnh đạo cũng thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nhìn Lý Khinh Hồng, người đang một thân một mình trên đài. Một khi Thành Tổng đến, chắc chắn sẽ gây ra mối đe dọa cho Lý Khinh Hồng, nếu không, trong những ngày đầu thành lập công ty, Lý Khinh Hồng đã không điều Thành Tổng đến thành phố Giang. Dầm. Phương Huệ vỗ bàn, nhìn Thành Trâm với biểu cảm khó chịu, bực tức hét lên, Thành Tổng, hãy chú ý tới ngôn từ của cô, bảo Lý Tổng quên cô là ý gì. Phương Huệ, thì ra là cô. Lúc tôi rời đi, tôi nhớ cô mới chỉ là một thực tập sinh vừa tốt nghiệp đại học đúng không? Thế mà bây giờ đã trở thành phó tổng rồi. Thành Trâm khẽ liếc Phương Huệ, mỉm cười, tuy nhiên, tôi khuyên cô nên lịch sự với tôi hơn. Ở công ty này, ngoại trừ Lý Tổng, không ai có thể ngang hàng với tôi. Cô, gương mặt xinh đẹp Phương Huệ tràn đầy tức giận, đang định đi qua nói cho ra nhẽ, nhưng Lý Khinh Hồng quát lên ngăn lại, Phương Huệ. Phương Huệ quay đầu lại, lửa giận vẫn chưa tan, Lý Tổng, cô ta coi thường chị. Quay lại, Lý Khinh Hồng giọng điệu lạnh lùng, nhưng lại mang theo vẻ uy nghiêm không thể từ chối. Phương Huệ mặt đầy tức giận, nhưng vẫn không đi qua, đứng ở bên cạnh Lý Khinh Hồng. Chỉ thấy Lý Khinh Hồng từ vị trí chủ tịch đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Thành Trâm, cô quay về mà không nói tiếng nào, không ai biết cả, đương nhiên cũng không thông báo cho cô. Thành Trâm cười khẩy, nói vậy vẫn là lỗi của tôi sao? Chẳng lẽ không phải, đôi mắt Lý Khinh Hồng lạnh lùng nhìn Thành Trâm, giọng nói lạnh lùng. Vậy được thôi. Thành Trâm chẳng thèm để ý cười mỉm, nhìn chằm chằm Lý Khinh Hồng cười nói, nhưng nếu tôi đã ở đây, vậy hội nghị cấp trung cao này có chỗ cho tôi lên tiếng chứ? Đương nhiên, dù Lý Khinh Hồng có ghét Thành Trâm đến mức nào, cô cũng không thể xem nhẹ vị trí phó tổng của cô ta. Thành Trâm đi về phía bàn tròn hội nghị, lập tức một vị lãnh đạo chủ động nhường ghế, Thành Tổng, ngồi vào chỗ của tôi. Cảm ơn. Thành Trâm không từ chối mà còn mỉm cười cảm ơn. Cách nói chuyện tao nhã, phong thái của một người phụ nữ trưởng thành, so với Lý Khinh Hồng lạnh lùng và khó gần, quả thực Thành Trâm là người dễ gần hơn một chút. Thành Trâm tao nhã ngồi vào chỗ ngồi, sau đó đưa mắt nhìn Vương Nhất, khẽ liếc mắt một cái, giọng điệu bình thản nói, người này, tôi là người thứ nhất không đồng ý. Tôi cũng không đồng ý. Thành Tổng nói đúng, anh ta hoàn toàn không có năng lực làm phó tổng. Lý Tổng, chúng tôi biết anh ta là chồng của cô. Nhưng cô làm vậy là quá vô lý. Bị mọi người bác bỏ, Vương Nhất không hề tức giận, anh vốn là người đột nhiên chen ngang, lại có thân phận là chồng của Lý Khinh Hồng, là người mà ai nhìn cũng cảm thấy Lý Khinh Hồng định phù sa không chảy ruộng ngoài, định cắm một cái đinh vào đây. Lý Khinh Hồng chống tay lên bàn hội nghị, lạnh lùng hỏi, cho tôi một lý do để phản đối. Thành Trâm cảm thấy buồn cười trước câu nói này, còn cần lý do gì sao? Lý Tổng, cô ngồi ở vị trí chủ tịch lâu như vậy, chẳng lẽ không hiểu hai chữ tị hiềm nghĩa là gì sao? Lý Khinh Hồng nghe xong câu này ánh mắt liền lạnh đi, Vương Nhất cũng nghe được ẩn ý trong lời nói của Thành Trâm, vẻ mặt cũng hơi lạnh. Lý Tổng, cô thích tìm mấy tên trai bao vô dụng. Đây là việc cá nhân của cô, tôi không quản được, nhưng cô chơ chẽn mang người nhà cô tới công ty, lại còn cho anh ta làm phó tổng, có hợp lý không? Thành Trâm bắt chéo hai chân.
nhìn những lãnh đạo xung quanh, các vị ở đây đều là trụ cột của Lệ Tinh, coi như không có công lao cũng có khổ lao, chức vụ phó tổng, sao chạy tới chạy lui rồi lại về tay ông chồng bám váy vợ của cô làm như vậy không sợ mọi người thất vọng ư? Những lời này có thể nói là vô cùng khôn khéo, Thành Trâm rất thông minh, không dùng sức mạnh của bản thân để đối đầu Lý Khinh Hồng, mà là đem tất cả lãnh đạo chung và cao cấp, kích động lòng bất mãn của họ để đối đầu với Lý Khinh Hồng. Ngay lập tức, tất cả các lãnh đạo chung và cao cấp đều tràn đầy tức giận, chỉ mũi giáo về phía Lý Khinh Hồng. Lý Tổng, chuyện này cô phải cho chúng tôi một lời giải thích. Đúng vậy, chúng tôi sẽ không làm nữa. Đúng anh ta là chồng của cô, nhưng chúng tôi sẽ không đồng ý để anh ta làm phó tổng. Hơn nữa, chuyện này mà truyền ra sẽ hủy hoại danh tiếng của Lệ Tinh chúng ta. Tiếng đấu tranh càng lúc càng lớn, nhưng Lý Khinh Hồng lại chìm vào im lặng. Vương Nhất cũng không nói chuyện, ánh mắt bình tĩnh nhìn tất cả, không phải anh không muốn nói, mà là bởi vì không thể nói. Như Thành Trâm đã nói, giờ anh vẫn chưa là người của Lệ Tinh, trong phòng họp này chỉ có một người điều khiển, đó là Lý Khinh Hồng. Thấy Lý Khinh Hồng không dám nói chuyện, Thành Trâm cho rằng cô sợ nên không khỏi nhếch khóe miệng, lén nở nụ cười giễu cợt. Lý Tổng, tôi khuyên cô lý trí một chút, tôi hiểu cô nóng lòng muốn tìm một công việc cho người chồng vô dụng của mình, nhưng cô không thể trực tiếp đưa chức phó tổng được. Thành Trâm hơi nâng cằm lên chỉ vào Vương Nhất từ đầu đến giờ vẫn chưa nói chuyện, đột nhiên cao giọng lên một quãng tám, nói cho tôi biết, anh ta xứng đáng làm phó tổng ở điểm nào. Lý Khinh Hồng vẫn im lặng, Vương Nhất đang ngồi ở phía sau, trong mắt cũng có chút lạnh lùng. Sau một hồi im lặng, Lý Khinh Hồng đột nhiên nâng mắt lên, lạnh lùng liếc nhìn mọi người. Ánh mắt sắc bén, đè ép tất cả mọi người, đột nhiên cả đám lãnh đạo bồn chồn, mất đi vẻ kiêu ngạo nãy giờ, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ bất an. Thành Trâm, người vốn tràn đầy tự tin, cũng ngồi thẳng dậy và nhìn Lý Khinh Hồng với vẻ mặt nghiêm trọng. Trong lòng cô ta cũng có một chút bất an. Chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng của Lý Khinh Hồng quét qua người mỗi một lãnh đạo phản đối, sau đó đôi môi đỏ mọng khẽ mở, lạnh nhạt nói, không đưa là lời giải thích thì tất cả các người không làm việc nữa à. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, cảm thấy da đầu dâm ran một lúc, nhưng họ vẫn cứng đầu nói, đúng vậy, điều này không công bằng với chúng tôi phải đấu tranh cho quyền lợi và lợi ích của chính mình. Quyền lợi và lợi ích. Lý Khinh Hồng chế nhạo, những người không đóng góp gì cho công ty, mà cũng đòi nói tới quyền lợi và lợi ích. Mọi người bỗng sửng sốt một lúc, trên mặt Thành Trâm cũng lộ ra vẻ không chắc, không ngờ Lý Khinh Hồng lại dám nói ra lời như vậy trong hội nghị cấp trung, cao, không sợ mất lòng mọi người sao. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo mới khiến mọi người tê tái ra đầu. Nếu mọi người đã không muốn làm, vậy thì đi đi. Trước buổi trưa, mọi người chuẩn bị đơn từ chức giao cho tôi. Gì cơ? Ngay sau khi những lời này vừa dứt, như sét đánh ngang tai, tất cả mọi người đều sững sờ, kể cả hai phó tổng Phương Huệ và Thành Trâm. Bọn họ nghi ngờ lỗ tai của mình nghe nhầm, Lý Khinh Hồng muốn sa thải mọi người. Phương Huệ vẻ mặt lo lắng, vội vàng can ngăn, Lý Tổng, chị đang nói cái gì vậy, sa thải nhiều người như vậy không chỉ khiến công ty không ổn định, mà hoạt động của tất cả các dự án cũng sẽ dừng lại. Tuy nhiên, vẻ mặt của Lý Khinh Hồng vẫn lạnh lùng, không thành vấn đề. Chỉ cần đội ngũ cốt cán không thay đổi, tôi có thể chấp nhận bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự. Thực ra, cho dù lần này không ra tay, trong tương lai tôi cũng sẽ bắt đầu thanh lý những con sâu có mức lương và năng lực không tương xứng này. Tất cả những lãnh đạo từng chống đối Lý Khinh Hồng vẻ mặt lần lượt như cho tàn, sắc mặt đờ đẫn. Họ lấy từ chức để uy hiếp, hoàn toàn không phải muốn thực sự từ chức, mà chỉ muốn giành thêm quyền lực và lợi ích từ Lý Khinh Hồng. Thành Trâm sững sờ không nói được tiếng nào, các ngón tay run lẩy bẩy. Vốn dĩ mục đích của cô ta chỉ là muốn ra oai phủ đầu với Lý Khinh Hồng, nhưng không ngờ cô ta lại mạnh tay như vậy, vì người chồng vô dụng của cô ta mà định sa thải nhiều người như vậy, đúng là không ngờ tới. Vẻ mặt cô ta bỗng nhiên trở nên hưng phấn, Lý Khinh Hồng, đây là cô nói đấy, đừng hối hận. Vẻ mặt của Lý Khinh Hồng hờ hững, cô hỏi anh ấy xứng đáng làm phó tổng ở điểm nào đúng không? Thành Trâm có chút kiêng dè trước ánh mắt của Lý Khinh Hồng, nhưng nhìn sắc mặt Vương Nhất vẫn bình tĩnh, cô ta đành liều, nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ tôi nói không đúng à? Thứ nhất, anh ta không phải là thành viên của tập đoàn Lệ Tinh và hoàn toàn không hiểu gì về hoạt động kinh doanh của công ty. Thứ hai, anh ta có đóng góp được gì cho Lệ Tinh không?
Thứ ba, có phải cô cảm thấy mình là chủ tịch thì có thể làm bất cứ điều gì mình muốn? Sau ba câu hỏi liên tiếp, Thành Trâm cũng từ từ đứng dậy, đối đầu gay gắt với Lý Khinh Hồng. Được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết tại sao tôi lại để cho Vương Nhất làm phó tổng. Hoàn toàn không phải bởi vì anh ấy là chồng của tôi, mà là bởi vì tập đoàn Lệ Tinh nhờ có anh ấy mới có được ngày hôm nay. Lý Khinh Hồng tăng âm lượng giọng nói lên, chỉ vào Vương Nhất nói, cái khác không nói, chỉ nói đến 2.640 tỷ tài trợ thôi, là do anh ấy kéo đầu tư. Ai trong những người đang ngồi ở đây có khả năng này? Câu hơi mạnh mẽ như vậy, khiến tất cả mọi người ngu người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong thời đại mà chỉ cần tụt lại là bị đánh bại, mọi người đều cố gắng leo lên cao. Tổ trưởng bộ phận muốn làm lãnh đạo bộ phận rất muốn vào hội cổ đông, các cổ đông nghĩ trăm phương ngàn kế trở thành phó tổng tập đoàn, mà các phó tổng sẵn sàng nhắm vào chủ tịch, muốn lật đổ chủ tịch. Phó tổng tiền nhiệm Tôn Kiều chán nản từ chức, vị trí phó tổng bị bỏ trống, ai cũng muốn leo lên ngồi. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng sự đóng góp của Vương Nhất đối với tập đoàn Lệ Tinh lại lớn đến vậy. Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ, như nhìn thấy ma giữa thanh thiên bạch nhật, kinh ngạc nhìn về phía Vương Nhất. Mặt của Thành Trâm hết đỏ lên rồi trắng bệch, không dám tin lời Lý Khinh Hồng nói. 2.640 tỷ là do Vương Nhất kéo được đầu tư. Mọi người đều có nghi vấn cực lớn trong lòng. Lúc đó, chủ tịch 10 tập đoàn lớn ở Thiên An đích thân tới hiện trường. Mọi người đều cho rằng là vì nể mặt Lý Khinh Hồng. Không thể nào. Lúc này, một vị lãnh đạo cấp trung mới tỉnh táo lại, run giọng hét lên, đó không phải là do chủ tịch Lý mời chào được sao? Lý Khinh Hồng cười khẩy một tiếng, tôi không có mặt mũi lớn như vậy. Thành Trâm bên dưới cau chặt mày không nói gì. Đúng vậy, một mình Lý Khinh Hồng sẽ không bao giờ có thể thu hút được nhiều tài trợ như vậy. Dù sao thì... Tập đoàn Lệ Tinh dù phát triển tốt đến đâu cũng chưa lên thị trường, không thể so sánh với 10 doanh nghiệp khổng lồ đã lên sàn này. Chẳng lẽ thật sự là anh ta đưa tới? Lông mày của Thành Trâm nhíu chặt hơn, cô ta nhìn Vương Nhất và Lý Khinh Hồng với vẻ mặt u ám. Lúc này, trong đầu cô ta nảy ra một suy đoán táo bạo. Lúc cô ta được cử đến thành phố Giang để mở rộng kinh doanh, tình cờ cô biết đến gia đình Lý Khinh Hồng. Tuy không biết nhiều nhưng cũng biết Lý Khinh Hồng xuất thân từ một gia tộc quyền thế bí ẩn, lẽ nào đây là tác phẩm của gia tộc đứng sau cô ta? Càng nghĩ lại càng thấy có khả năng. Khóe miệng Thành Trâm nở một nụ cười đầy ẩn ý, bởi vì cô ta biết quan hệ giữa Lý Khinh Hồng và gia đình cô ta không tốt, có lẽ có thể mượn Lý Khinh Hồng làm nhánh cây để leo lên. Nghĩ đến đây, trong mắt Thành Trâm cũng lộ ra vẻ phấn khởi, khẽ vỗ tay cho bản thân. Dưới khí thế mạnh mẽ của Lý Khinh Hồng, tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có một mình Thành Trâm khẽ vỗ tay, ánh mắt Lý Khinh Hồng cũng hơi lạnh đi, cô làm gì đấy? Khen ngợi cô đấy. Thành Trâm nói với vẻ đương nhiên, chủ tịch của chúng ta yêu thương, bảo vệ chồng như vậy, vẫn có thể xem là câu chuyện đáng để ca tụng. Lời nói mang theo ẩn ý, ánh mắt Lý Khinh Hồng hơi tối sầm lại, tôi đã nói hết chuyện phát triển của công ty, cô vẫn cho rằng tôi đang tạo đà cho anh ấy sao? Chẳng lẽ không phải à? Thành Trâm chậm rãi đứng dậy, giày cao gót sải bước, bình tĩnh đến bên cạnh Lý Khinh Hồng, dùng giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy, người khác không biết số tiền này đến bằng cách nào, tôi biết, chỉ là cô có thể dựa vào gia tộc của mình hoành hành ngang ngược được mấy lần nữa thôi. Ngay khi những lời này nói ra, đôi mắt Lý Khinh Hồng hơi nheo lại, trên mặt Vương Nhất hiện lên vẻ lạnh lùng. Anh cũng nghe được những gì Thành Trâm nói, theo ý Thành Trâm. Đây là uy thế từ việc Lý Khinh Hồng mượn sự trợ giúp từ vương tộc ở Yên Đô. Vậy nên chuyện này không tính. Thành Trâm lắc nhẹ ngón tay, cười nói, không phải là không thể cho chồng cô làm phó tổng. Phải đưa ra được lý do đủ để thuyết phục chúng tôi. Sự tài trợ giá trên trời này, đúng là đủ, nhưng đây thực sự là do anh ta tự kéo đầu tư tới ư. Lý Khinh Hồng quay mặt đi, tức giận đến nỗi bật cười. Nếu tất cả chuyện này đều là do cô bịa ra bị phanh phui thì cũng không có gì để nói, nhưng đây là sự thật không thể chối cãi. Cô nói ra sự thật, nhưng không ai muốn tin, thế giới này sao vậy? Vậy thì cô muốn thế nào? Cô nhìn Thành Trâm và lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản, hãy để chúng tôi xem thử khả năng thực sự của chồng cô. Hoặc là có điều gì đó khiến chúng tôi sáng mắt ra, hoặc có tài nguyên và mối quan hệ xứng đáng để chúng tôi tin phục, nếu không...
cô sẽ phải trả giá cho hành vi ích kỷ của mình. Thành Trâm nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, tuy rằng cô là chủ tịch, nhưng công ty không phải là nơi cô độc đoán, ở hội nghị bầu chủ tịch tới đây, cô phải từ chức. Về tư cách và sự từng trải, tôi phù hợp hơn cô. Lý Khinh Hồng cũng lạnh lùng nhìn cô ta, lúc này, Thành Trâm mới bộc lộ tham vọng thực sự của mình. Lý Tổng. Phương Huệ đứng ở một bên, ánh mắt đầy lo lắng. Tập đoàn Lệ Tinh do một tay Lý Khinh Hồng thành lập, cô không thể tưởng tượng nổi một tập đoàn không có Lý Khinh Hồng sẽ như thế nào. Được. Trước khi Lý Khinh Hồng nói chuyện, giọng nói của một người đàn ông vang lên và đồng ý. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều hướng sự chú ý về phía Vương Nhất, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng nói lời nào mà ngồi ở trong góc. Thành Trâm sững sờ một lúc, cô ta không ngờ rằng người đồng ý với cô ta chính là Vương Nhất. Những lãnh đạo cấp trung và cấp cao khác cũng nhìn Vương Nhất như một kẻ ngốc, thật sự không biết sự tự tin của anh ta đến từ đâu. Vợ mình bị éo vào đường cùng, anh không giúp thì thôi, lại còn gây thêm rắc rối, chỉ càng làm tăng tốc độ Lý Khinh Hồng từ chức thôi. Không tệ, có dũng khí. Thành Trâm nhìn Vương Nhất nở nụ cười, suy nghĩ kế hoạch đã thành công lóe lên trong mắt, sau đó nhìn Lý Khinh Hồng hơi chế giễu, xem ra chồng của cô còn quả quyết hơn cô nói thế nào đây? Vốn tưởng rằng hành vi chống đối vợ của Vương Nhất nhất định sẽ khiến Lý Khinh Hồng nhảy dựng như sấm, nhưng không ngờ trên mặt Lý Khinh Hồng không có một chút tức giận nào, ngược lại còn cười một cách kỳ lạ, tôi không có ý kiến gì. Thành Trâm sững sờ, sau đó nụ cười châm biến trên mặt càng sâu, được rồi, lấy sơ yếu lý lịch của anh trình lên đi, để tôi xem có năng lực vượt trội hay mạng lưới quan hệ rộng rãi không. Vương Nhất lại lắc đầu, tôi không có sơ yếu lý lịch, cũng chưa từng đi học. Nhưng tôi có thể gọi vài người tới, mọi người xem thử có đủ mặt mũi không nhé. Được rồi, tùy anh muốn gọi gì thì gọi. Thành Trâm ngồi trở lại vị trí cũ, bắt chéo chân, ánh mắt đầy mỉa mai. Theo cô ta thấy, Vương Nhất không có bất kỳ năng lực hay mối que nhện nào. Điều khiến mọi người buồn cười hơn nữa là Vương Nhất thật sự lấy điện thoại di động ra và gọi vài cuộc. Những người có mặt gần như cười phá lên, một tên ở rể gì cũng không có. Chỗ dựa lớn nhất của anh ta chính là Lý Khinh Hồng, có thể gọi người như thế nào tới đây? Tuy nhiên, trong vòng 5 phút, điện thoại của Tiêu Đào đổ chuông. Nghe thấy nội dung cuộc điện thoại, vẻ mặt của Tiêu Đào đột nhiên trở nên nghiêm túc, được rồi, tôi hiểu rồi. Thành Trâm hỏi, thư ký Tiêu, ai gọi vậy? Bộ phận lễ tân, cô Vương từ giải trí Chiêu Hòa tới đề nghị hợp tác. Giải trí Nhất Hòa. Tất cả các lãnh đạo cấp trung và cấp cao có mặt tại đây đều ngơ ngác nhìn nhau, mắt nhìn nhau rồi lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Thành Trâm cũng cười lắc đầu, tôi chưa từng nghe nói về giải trí Nhất Hòa này, chắc là một công ty nhỏ không có danh tiếng nào đó. Dù sao thì tập đoàn Lệ Tinh chúng ta cũng là một doanh nghiệp top trên ở Thiên An, không phải một công ty nhỏ nào đó có thể hợp tác. Tiêu Đào vẻ mặt lãnh đạm, đột nhiên mở miệng nói. Tiền thân của giải trí Chiêu Hòa là giải trí Huy Hoàng dưới trướng nhà họ Bạch. Ngay sau khi những lời này vừa dứt, biểu cảm của Thành Trâm thay đổi rõ rệt, ngay cả cặp chân đang bắt chéo cũng buông xuống. Gì? Thành Trâm vốn dĩ là người Thiên An, đương nhiên đã từng nghe nói đến giải trí Huy Hoàng dưới trướng nhà họ Bạch, bây giờ đã có danh tiếng rất lớn ở Giang Chiết. Chỉ là, cô ta rất tò mò, giải trí Huy Hoàng đã phát triển rất tốt, tại sao lại đổi tên thành giải trí Nhất Hòa chứ? Hai từ Nhất Hòa này có ý nghĩa gì? Không chỉ có một mình Thành Trâm kinh ngạc, tất cả những lãnh đạo trung và cao cấp ở hiện trường đều trợn tròn mắt. Ngay cả Lý Khinh Hồng cũng kinh ngạc nhìn Vương Nhất. Cô căn bản cũng không chú ý đến chuyện nhà họ Bạch, đương nhiên không biết chuyện giải trí Huy Hoàng đổi tên. Chỉ có Phương Huệ là vẫn bình tĩnh, bởi vì lúc giải trí Huy Hoàng đổi tên, cô ta cũng có mặt ở đó. Nhưng, dù sao Lý Khinh Hồng cũng là tổng giám đốc. Sự kinh ngạc trong mắt lóe lên rất nhanh rồi biến mất, nói với Tiêu Đào, mau mời cô ta vào. Vâng. Tiêu Đào gật đầu, sau đó đi truyền mệnh lệnh, rất nhanh, cửa phòng họp đã được mở ra, hai bóng người một trước một sau đi vào. Một người đeo kính đen, người cao chân dài, khí chất rất khác biệt, không phải người mẫu cũng là minh tinh. Một người mặc chiếc váy xẻ tà màu đỏ, thấp thoáng có thể nhìn thấy đôi chân xinh đẹp, đầy đặn thoát ẩn thoát hiện, đôi môi đỏ mọng. Vừa đi vào, đôi mắt đào hoa đã lập tức nháy mắt với Vương Nhất. Chính là Vương Thanh Hòa và Đồng Yên Nhiên. Sau khi Vương Thanh Hòa nhận chức tổng giám đốc của giải trí Nhất Hòa, vì không có kinh nghiệm ở phương diện này,
đúng lúc Đồng Yên Nhiên cũng bày tỏ sự hứng thú mãnh liệt, nên ra mặt giúp đỡ. Mấy ngày hôm nay Đồng Yên Nhiên vẫn luôn đi theo Vương Thanh Hòa tham dự những sự kiện lớn nhỏ trong giới giải trí, không phải bữa tiệc từ thiện thì cũng là họp mặt với tuyến dưới, chơi rất vui. Vương Thanh Hòa, cô Vương. Nhìn Vương Thanh Hòa, Lý Khinh Hồng cũng vô cùng kinh ngạc, ông chủ của giải trí huy hoàng không phải là Bạch Vũ sao? Lý Tổng. Vương Thanh Hòa mỉm cười, Đồng Yên Nhiên ở phía sau lần đầu tiên gặp Lý Khinh Hồng, sau khi kinh ngạc với khí chất và vẻ đẹp của cô, cũng bước lên một bước, đưa tay ra, tôi là trợ lý của Vương Tổng, Đồng Yên Nhiên, gọi tôi là Yên Nhiên là được rồi. Lý Khinh Hồng bắt tay với Đồng Yên Nhiên, trong mắt mang theo sự kinh ngạc, cô là người nhà họ Đồng. Đồng Yên Nhiên mỉm cười mà không nói gì, vẫn gật đầu. Vì vậy, vẻ mặt của một số lãnh đạo trở nên có chút nghiêm nghị. Nhà họ Đồng cũng là một nhân vật lớn, ở Thiên An không ai dám động vào. Không thể nào, nhà họ Bạch đâu? Trong mắt Thành Trâm mang theo sự kinh ngạc, lớn tiếng chất vấn. Ấn tượng của cô ta với nhà họ Bạch vẫn dừng lại ở thời điểm trước khi cô ta đi đến Giang Thành, lúc đó, nhà họ Bạch vẫn là một gia tộc hạng nhất ở Thiên An. Đồng Yên Nhiên liếc nhìn cô ta, đột nhiên nở một nụ cười xinh đẹp, nhà họ Bạch đã không còn nữa. Cái gì? Câu này vừa được nói ra, đồng tử của Thành Trâm cũng đột nhiên co rút lại. Cô ta không dám tin, một gia tộc hàng đầu, lại nói không còn là không còn nữa. Vương Thanh Hòa đột nhiên đi đến trước mặt Lý Khinh Hồng, cười nói, Lý Tổng, bởi vì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của chúng ta lúc trước, giải trí Nhất Hòa muốn ký hợp đồng dài hạn với quý công ty, từ ngày hôm nay, tất cả việc tuyên truyền sản phẩm của quý công ty đều do giải trí Nhất Hòa của tôi bao thầu, hơn nữa, giá cả cũng sẽ thấp hơn giá bình quân trên thị trường. Lý Khinh Hồng gật đầu, vậy thì, chúc hai công ty của chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Vương Thanh Hòa và Lý Khinh Hồng bắt tay nhau, đại biểu cho sự hợp tác dài hạn giữa hai công ty. Trong nháy mắt, sắc mặt của Thành Trâm trở nên vô cùng khó coi. Cô ta không tin giải trí Nhất Hòa là do Vương Nhất tìm đến, trùng hợp, chỉ là trùng hợp mà thôi. Cái này không là gì cả. Cô ta xua tay, nghiến răng, vẻ mặt tái mét nói, tập đoàn Lệ Tinh vốn dĩ có hợp tác với bọn họ, sản phẩm mới, Thiên Sứ, bán rất chạy, bọn họ cũng kiếm được rất nhiều tiền, hợp tác dài hạn là điều đương nhiên. Tại sao cô nói lời mà không giữ lời chứ, thừa nhận năng lực của người khác khó như vậy sao? Phương Huệ nhướng mày, lớn tiếng hét lên. Vương Nhất lại gọi cô ta lại, không sao, để cô ta hét, đây mới chỉ là sự bắt đầu. Nói xong. Vẻ mặt vẫn mang theo sự đùa cợt liếc nhìn cô ta. Lời nói và vẻ mặt của Vương Nhất khiến trong lòng Thành Trâm lập tức mất đi sự chắc chắn, mặc dù vẫn chưa đến mức hoang mang lo sợ, nhưng vẫn có sự thấp thỏm, bất an. Cô ta nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, một người con rể vô dụng, không quyền không thế, sống dựa vào vợ mình sao có thể mời được một tập đoàn cấp bậc như thế này. Một lúc sau, điện thoại của Tiêu Đào lại vang lên. Lần này, vẻ mặt của cô ta lập tức trở nên nghiêm trọng. Lại làm sao? Thành Trâm vội vàng hỏi. Tiêu Đào cúp điện thoại, nhìn Thành Trâm với ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Thành Tổng, cô tự cầu phúc đi, chủ tịch của rất nhiều doanh nghiệp đều đích thân đến. Két! Cửa phòng họp được mở ra, một nhóm người hùng hổ đi vào. Nhìn thấy những người này, vẻ mặt của Thành Trâm lập tức trở nên tái nhợt. Bầu không khí trong phòng họp cũng trở nên vô cùng căng thẳng khi những người này xuất hiện. Gia chủ nhà họ Tôn, Tôn Chính Vũ. Công ty Ẩn Long, Lý Thiên Dương. Lương Nhật Tân nhà họ Lương. Còn có tập đoàn Kim Thị. Nói đến phía sau, giọng nói của Thành Trâm rõ ràng trở nên run rẩy dữ dội, vô cùng sợ hãi. Với sự dẫn đầu của Tôn Chính Vũ, Lương Nhật Tân, Kim Thành Phong, ánh mắt lạnh lùng của bọn họ liếc nhìn tất cả mọi người. Sau đó đột nhiên quay người về phía Lý Khinh Hồng, thái độ kính trọng. Cô Lý, sau này cần nhà họ Tôn tôi giúp đỡ thì cứ việc lên tiếng. Nhà họ Lương tôi cũng vậy, lúc trước Nhật Tân còn trẻ, bây giờ nghe theo chỉ thị của tập đoàn Lệ Tinh. Khinh Hồng, tập đoàn của ba cũng vậy. Tất cả mọi người đều lần lượt bày tỏ thái độ, chỉ cần Lý Khinh Hồng đồng ý, việc hợp tác có thể đạt được bất cứ lúc nào. Cảnh tượng này đã đâm sâu vào trái tim của Thành Trâm. Cứ nghĩ giải trí Nhất Hòa là một doanh nghiệp lớn nhất, không ngờ những doanh nghiệp phía sau, doanh nghiệp này còn lớn hơn doanh nghiệp khác. Nhà họ Tôn, tập đoàn Ẩn Long cũng bỏ đi, nhà họ Lương và nhà họ Kim phía sau,
là hai trong bốn gia tộc lớn của Thiên An. Hơn nữa, những tập đoàn này không hề có quan hệ nghiệp dư nào với tập đoàn Lệ Tinh, lúc này tìm đến để thăm hỏi, chắc chắn sẽ không vì Lý Khinh Hồng mà đến. Lẽ nào, thật sự là Vương Nhất gọi đến? Đúng lúc này, Vương Nhất cũng thong thả đứng lên, nở một nụ cười sán lạn với Thành Trâm, Thành Tổng, không biết bây giờ tôi đã xứng chưa? Phịch! Một câu của Vương Nhất, lập tức khiến Thành Trâm phải ngồi vị trí cũ, vẻ mặt vô cùng tái nhợt. Bởi vì, mấy người Tôn Chính Vũ, Lương Thành Tân, Kim Thành Phong đều lạnh lùng nhìn cô ta, bất kỳ ai đứng ra cũng có thể dạy dỗ Thành Trâm một bài học. Cô ta nghiến răng, đấu tranh một lúc, cuối cùng vẫn từ bỏ phản kháng. Tôi thu lại sự nghi hoặc lúc trước đối với anh, xin lỗi. Một lời xin lỗi, khiến sắc mặt của những vị lãnh đạo trung và cao tầng bị cách chức cũng trở nên trắng bệch. Bọn họ vốn dĩ đặt hy vọng lên người Thành Trâm, chỉ cần Thành Trâm có thể lật đổ được Lý Khinh Hồng, bọn họ có thể trở về tập đoàn Lệ Tinh. Ai biết được, lần đầu tiên Thành Trâm trở về Thiên An gây rối đã thất bại thảm hại. Đúng lúc này, Lý Khinh Hồng tuyên bố, mọi người đã không có ý kiến gì khác, vị trí phó tổng sẽ do Vương Nhất đảm nhiệm. Ngoài ra, mấy người các người, trước bữa chưa phải nộp đơn từ chức cho tôi. Tan họp, không chút dấu vết lướt qua những lãnh đạo đã bị cách chức kia, Lý Khinh Hồng định rời đi. Trong mắt Thành Trâm tràn đầy sự không cam lòng, liếc nhìn Vương Nhất, rời khỏi phòng họp đầu tiên. Phương Huệ đi đến, nói tiếng chúc mừng, sau đó cũng trở về bộ phận của mình. Tôn Chính Vũ, Lương Nhật Tân và những người khác cũng rời đi, chỉ còn Kim Thành Phong vẫn ở lại phòng họp. Cô Lý, anh Vương, xin hãy dừng bước. Anh ta gọi Vương Nhất và Lý Khinh Hồng lại, thực ra, ngoài tôi, thì chị tôi cũng đến, chị ấy đợi trên khu vực dành cho khách trên tầng cao nhất. Kim Thúy Như. Sau khi nghe thấy lời nói của Kim Thành Phong, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều dừng lại, nhìn nhau. Ở trong những trường hợp bình thường, Kim Thúy Như chưa từng dễ dàng lộ diện, có thể khiến cô ta ra mặt, đều là những chuyện rất quan trọng đối với cô ta. Vương Nhất cũng không biết Kim Thúy Như tìm bọn họ làm gì, có thể bị người khác đoán được cô ta đang nghĩ gì, thì cô ta không còn tên là Kim Thúy Như nữa. Nói với cô ta, chúng tôi sẽ đến ngay lập tức. Nói một tiếng, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đều đi vào trong thang máy, đi lên khu vực dành cho khách ở trên tầng cao nhất. Đến tầng cao nhất, xuyên qua ô cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, Vương Nhất nhìn thấy một bóng người xinh đẹp, duyên dáng đang ngồi trên sofa ở khu vực dành cho khách, ung dung uống trà, giơ tay nhấc chân đều mang theo sự tao nhã của một cô chủ gia tộc lớn. Vương Nhất không thể không thừa nhận, Kim Thúy Như là người phụ nữ duy nhất có thể so sánh với Lý Khinh Hồng trên mọi phương diện. Cho dù là ngoại hình, địa vị, hay là tiền bạc, quyền thế. Thậm chí về mặt mưu kế còn trên cơ Lý Khinh Hồng. Còn về gia thế, nhà họ Kim, không phải là nhà của cô ta chỉ được nhận nuôi mà thôi, Vương Nhất cũng không biết được thân phận thật sự của cô ta. Người phụ nữ này, tập trung đầy đủ ngoại hình, quyền lực, kinh tế, mưu kế, và sự thần bí, từ một phương diện nào đó, cô ta còn cao quý và tao nhã hơn Lý Khinh Hồng. Mặc một bộ sườn xám màu tím nhạt, tôn lên những đường cong cơ thể trên người cô ta một cách rõ ràng, tinh tế, đồng thời thể hiện sự quyến rũ của một người phụ nữ, ánh mắt lười biếng thi thoảng lại liếc nhìn qua một bên, càng khiến cho người khác một cảm giác khác biệt, cô ta giống như một đóa hoa sen đỏ tràn đầy sự mê hoặc, chỉ có thể nhìn, không thể đùa giỡn. Nhìn thấy Vương Nhất, Kim Thúy Như đặt cốc trà xuống, ung dung đi đến trước mặt anh, chỉ vào cửa phòng làm việc đang bị khóa, mở cửa đi. Khuôn mặt Vương Nhất tràn đầy sự kinh ngạc, sao cô biết phòng làm việc của tôi ở đây? Phòng làm việc này là dành riêng cho chủ của tòa nhà, ngoài Tăng Quốc Vinh, Hồ Hoàng Việt, La Chí Viễn, chỉ có một mình Lý Khinh Hồng có thể tùy tiện đi vào đây, sao Kim Thúy Như có thể biết được? Chỉ thấy Kim Thúy Như khẽ cười một tiếng, anh nghĩ tôi không biết anh chính là chủ nhân của tòa nhà quốc tế sao? Cô biết. Vì vậy, vẻ mặt Vương Nhất rõ ràng càng thêm kinh ngạc. Biết từ lâu rồi. Kim Thúy Như thờ ơ nói, nếu như tôi không biết anh là chủ nhân của tòa nhà quốc tế, lúc trước sao còn lợi dụng thân phận của anh để lừa Kim Thành Vũ? Câu này vừa được nói ra, ánh mắt Vương Nhất lập tức lạnh đi. Đúng vậy, Kim Thành Vũ vì quá muốn có được dự án xây dựng thành phố, mới bị Kim Thúy Như lợi dụng, đã đưa ra thông tin sai lệch, chủ của tòa nhà quốc tế là Văn Thái. Nhìn cô ta một cái thật sâu, Vương Nhất mở cửa phòng làm việc. Lý Khinh Hồng và Kim Thúy Như cùng nhau đi vào.
Vương Nhất và Lý Khinh Hồng ngồi đối diện với Kim Thúy Như, nói thẳng vào vấn đề, nói đi, tìm chúng tôi làm gì? Kim Thúy Như khẽ cười, đương nhiên là chuyện hợp tác, tập đoàn Kim Thị của tôi rất xem trọng sự hợp tác với hai người. Nói đi, giọng điệu của Lý Khinh Hồng vẫn bình tĩnh, vẻ mặt mang theo sự cảnh giác, đánh giá cô ta. Thân phận của Kim Thúy Như đã đủ khiến Lý Khinh Hồng trở nên mẫn cảm, nhìn chung trong tất cả những người phụ nữ, cũng chỉ có một mình cô ta mới có thể khiến Lý Khinh Hồng đối xử đặc biệt như vậy. Cộng thêm lúc trước bị Kim Thúy Như tính kế, mới thúc đẩy sự hợp tác giữa hai bên, sao có thể không cẩn thận với cô ta chứ? Kim Thúy Như cười, không hề để tâm, nội dung thảo luận tiếp theo quả thật là chuyện hợp tác. Mặc dù Lý Khinh Hồng phản bác một cách sắc bén mấy câu, thì cả quá trình cũng xem như suôn sẻ. Cuối cùng, tôi cảnh báo một câu, tất cả mọi chuyện đều phải cẩn thận. Kim Thúy Như ý tứ sâu xa nói một câu, sau đó đứng dậy rời đi. Vương Nhất nheo mắt lại, luôn cảm thấy đây là sự uy hiếp của Kim Thúy Như. Lý Khinh Hồng lạnh lùng hét lên một tiếng, đứng lại. Kim Thúy Như thật sự dừng lại, quay đầu qua, bình tĩnh liếc nhìn Lý Khinh Hồng, còn chuyện gì không? Vẻ mặt Lý Khinh Hồng lạnh như băng, nói rõ ràng rồi đi. Nhưng Kim Thúy Như lại xem thường, tôi đã nói đủ rõ ràng rồi. Nói xong, không thèm liếc nhìn Lý Khinh Hồng, sải bước đi về phía cửa. Soạt, một bóng người lại xuất hiện trước mặt cô ta một cách kỳ lạ, thờ ơ nhìn cô ta. Kim Thúy Như kinh ngạc, sau khi hoàn hồn lại, cũng không sợ hãi, khẽ cười nói, thế nào, anh, không nể tình cũ, như vậy sao, còn không cho phép tôi đi. Xin lỗi, chuyện quan trọng, nói rõ ràng rồi đi. Vẻ mặt Vương Nhất lạnh lùng, thờ ơ nói. Kim Thúy Như trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, đánh giá Vương Nhất, bảo tôi nói rõ ràng một chút cũng được thôi, 8 giờ tối, ở đại viện nhà họ Kim, chỉ cho phép một mình anh đến. Lời này vừa được nói ra, vẻ mặt Vương Nhất có chút thay đổi, khuôn mặt Lý Khinh Hồng càng trở nên u ám. Ở trước mặt cô, hẹn chồng của cô, điều này không phải là không để cô vào mắt sao? Kim Thúy Như, có phải cô nghĩ tôi không dám làm gì cô có đúng không? Giọng nói của cô vô cùng lạnh lùng. Có lẽ là sự đụng chạm của hai người phụ nữ ưu tú như nhau, Kim Thúy Như cũng hất cằm, đối đầu gay gắt, cô không còn lòng tin với chồng mình như vậy sao? Hay là, cô cảm thấy anh ấy sẽ bị tôi giành mất, dù sao, 5 năm trước anh ấy cũng suýt nữa đã cưới tôi. Ánh mắt Lý Khinh Hồng lập tức trở nên vô cùng không thân thiện, nhưng rất nhanh đã trở lại sự lạnh lùng, cô không cần kích động tôi chỉ tùy việc mà xem xét thôi, đi hẹn một người đàn ông đã có vợ, cô rất vẻ vang. Nụ cười trên mặt Kim Thúy Như cũng lập tức biến mất, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, đột nhiên mất đi hứng thú nói chuyện tiếp. Tùy cô, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tóm lại, 8 giờ tối nay, đại viện nhà họ Kim, quá hẹn không đợi. Nói xong, Kim Thúy Như quay đầu nhìn Vương Nhất, đẩy anh ta ra, nghênh ngang rời đi. Sau khi Kim Thúy Như rời đi, Vương Nhất lập tức cảm thấy lo lắng nhìn Lý Khinh Hồng, Khinh Hồng, em không sao chứ? Lý Khinh Hồng ngồi trên sofa, vẫn là dáng vẻ tức giận, nhìn Vương Nhất, buổi tối anh có đi không? Trong lòng Vương Nhất do dự, nhất thời anh cũng không đoán được ý tứ của Kim Thúy Như. Anh sợ Kim Thúy Như phô trương thanh thế, nhưng lại sợ Kim Thúy Như thật sự làm chuyện mờ ám gì đó. Đi. Sau khi do dự một lúc, ánh mắt Vương Nhất mang theo sự kiên định nói. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng có chút thay đổi, miệng hơi mở ra, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được gì. Thôi, anh đi đi. Mắt Lý Khinh Hồng đỏ hoe, trực tiếp rời khỏi phòng làm việc. Khuôn mặt Vương Nhất tràn đầy sự áy náy, nhưng không đứng dậy đuổi theo. Xin lỗi, Khinh Hồng, anh không cho phép xảy ra sự cố nào. Lý Khinh Hồng đã đi ra ngoài, ở bên ngoài đợi một lúc, thấy Vương Nhất vẫn không đuổi theo, lại nghiến răng, dậm chân, tức giận trở về phòng làm việc. Rất nhanh, màn đêm đã buông xuống. Lý Khinh Hồng tan làm, đi đón Vương Tử Lam, không hề gửi tin nhắn cho Vương Nhất. Vương Nhất nhìn thời gian, vội vàng đi đến đại viện nhà họ Kim. Lúc đến nơi, vừa đúng 8 giờ, vầng trăng tròn đã treo trên cao. Vương Nhất đi thẳng vào nhà họ Kim, giọng điệu lạnh lùng nói, Kim Thúy Như đâu? Vẻ mặt Kim Thành Phong hơi thay đổi, chị họ đang trang điểm. Cút ra! Vương Nhất hét lên một tiếng, kéo Kim Thành Phong ra, đi thẳng vào sân sau. Sân sau nhà họ Kim là một rừng trúc, có nhà gỗ, còn có một hồ bơi,
vốn dĩ thuộc về gia chủ nhà họ Kim, Kim Tuần, sau khi Kim Thúy Như ngồi lên vị trí gia chủ, đã thuộc về cô ta. Két! Vương Nhất đẩy mạnh cửa ra, lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh kinh ngạc. Kim Thúy Như mặc một cái váy trắng màu trắng mỏng, ngồi bên cạnh hồ bơi, nhưng, mái tóc dài ướt nhẹp được buông xõa, cô ta đang cuốn mái tóc dài của cô ta, chải đầu. Lúc này, dường như cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất, cô ta hơi ngẩng đầu lên, sau đó nở một nụ cười mang ý tứ sâu xa. Anh đến rồi. Trăng lạnh như nước, chiếu lên khuôn mặt của Kim Thúy Như, càng làm tôn lên vẻ đẹp hoàn mỹ, đồng thời cũng có chút cảm giác cô đơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc nãy cô ta vừa gội đầu vừa ngắm trăng, Trung Thu vẫn chưa đến, rốt cuộc phải buồn chán đến mức nào mới ngắm trăng một mình. Khuôn mặt Vương Nhất có chút không tự nhiên, vội vàng thu ánh mắt lại, xin lỗi. Kim Thúy Như sững sờ, sau đó không để ý, khẽ cười một tiếng, không cần xin lỗi, thời gian tôi hẹn anh là 8 giờ, anh chỉ đến đúng giờ mà thôi. Đợi tôi một lúc. Nói xong, Kim Thúy Như đứng dậy trở về phòng, rất nhanh đã quay trở lại. Mái tóc vốn đang ướt nhẹp đã được sấy khô, được búi cao bằng một chiếc cặp tóc, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, đi đến trước mặt Vương Nhất, vào đi. Nhìn thấy Kim Thúy Như như thế này, cơn tức giận trong lòng Vương Nhất cũng giảm đi rất nhiều, khẽ gật đầu, được. Ai có thể ngờ được, phòng của Kim Thúy Như lại là một căn nhà gỗ đơn giản như vậy. Diện tích có chút nhỏ, nhưng vẫn đầy đủ đồ đạc. Ngoài những thứ mà trong phòng một cô gái nhất định phải có ra, còn có một bộ dụng cụ dùng để pha trà, Kim Thúy Như thích trà đạo, đây là chuyện mà người trong giới thượng lưu ở Thiên An đều biết. Thiết Quan Âm hay là Long Tỉnh? Kim Thúy Như không quay đầu lại, hỏi. Không cần. Vương Nhất từ chối, anh đến nhà họ Kim chỉ để hỏi rõ mọi chuyện, nói xong, anh sẽ rời đi. Kim Thúy Như nheo mắt lại, khẽ cười một tiếng, vậy uống Long Tỉnh đi. Đối với chuyện này, Vương Nhất chỉ có thể cười khổ. Kim Thúy Như làm việc gì, chỉ quan tâm bản thân muốn làm gì, không bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác, cho dù người đó là Vương Nhất. Rất nhanh, một cốc trà Long Tỉnh nghi ngút khói đã được bưng đến trước mặt Vương Nhất. Cảm ơn. Vương Nhất nói cảm ơn, nhưng lại không uống, chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta, bây giờ có thể nói chưa? Câu nói lúc buổi sáng có ý gì? Kim Thúy Như không trả lời câu hỏi này, đôi mắt xinh đẹp mang theo ý cười, đánh giá anh, chúng ta chưa từng bình tĩnh, hòa nhã ngồi uống trà với nhau đúng không? Vương Nhất không hiểu tại sao cô ta lại nói những lời như thế này, trầm mặc một lúc, sau đó vẫn gật đầu. 5 năm trước, lúc ở rể nhà họ Kim, anh và Kim Thúy Như có ở với nhau một khoảng thời gian ngắn, chỉ là, lúc đó Vương Nhất vẫn chưa đến mức như thế này, ở trong mắt anh, Kim Thúy Như chính là một người phụ nữ rắn rết. Tâm cơ, kín đáo. Mỗi một câu mà cô ta nói đều phải suy nghĩ cẩn thận, sợ có ẩn chứa ý nghĩa khác hay không, mỗi một hành động mà cô ta làm, đều phải cẩn thận dè dặt, bởi vì phải lo lắng có phải cô ta đang bày trò gì hay không. CSO dù ngủ, dưới gối lúc nào cũng giấu một con dao. Ở trong quá khứ, hai người vẫn luôn đan xen thù hận, sao có thể ngồi uống trà nói chuyện như thế này chứ? Kim Thúy Như cũng gật đầu, đã không có thì càng phải trân trọng. Ánh mắt Vương Nhất mang theo sự nguy hiểm nheo lại, tôi có chút không hiểu, những lời cô nói rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả. Kim Thúy Như vẫn mỉm cười, người phụ nữ như thế này, mới thú vị không phải sao? Vương Nhất không trả lời, chỉ cười trừ. Đối với tôi mà nói, một người đàn ông như anh cũng rất thú vị. Kim Thúy Như lại đột nhiên lên tiếng, nhìn Vương Nhất nói. Tóc dài ngang vai, khuôn mặt như trăng sáng. Trên người còn có mùi hương nhàn nhạt, giống như mùi hương của trà, lại giống như mùi hương của cơ thể. Vương Nhất vẫn không bị dao động, vẫn nhìn Kim Thúy Như với ánh mắt lạnh lùng. Trước khi trả lời câu hỏi của anh trả lời tôi một vấn đề trước. Cô ta nheo mắt lại, lúc này cô ta đã thể hiện ra sự sắc bén. Anh cảm thấy tôi có từng thích anh không? Lời nói này của Kim Thúy Như khiến Vương Nhất hơi sững sờ, sau đó lắc đầu, không. Vậy sao? Ánh mắt của Kim Thúy Như lập tức thay đổi, tất cả khí thế lập tức biến mất. Cô ta nói tiếp, thích có rất nhiều kiểu, tình cảm sâu đậm là thích, lặng lẽ chúc phúc là thích, mèo với chuột cũng là thích. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Vương Nhất không kiên nhẫn ngắt lời Kim Thúy Như, giọng nói trầm thấp. Sát khí đột ngột phóng ra khiến Kim Thúy Như run rẩy. Hai tay cô ta nắm chặt lấy cốc trà,
dùng lực rất lớn, trên cổ tay đã trắng bệch. Nhưng một lúc sau, cả người cô ta đều được thả lỏng, vẻ mặt thản nhiên, chỉ nói một câu rất khó hiểu. Cá và tay gấu không thể có cả, thiên sứ và ác quỷ, chỉ là một suy nghĩ. Ai là cá, ai là thiên sứ? Vương Nhất đột nhiên cảm thấy buồn cười. Đương nhiên anh nghe ra được ý mà Kim Thúy Như muốn nói, chỉ là, anh sẽ không dễ dàng phụ họa theo lời nói của Kim Thúy Như. Tình cảm đối với cô ta chỉ là một thủ đoạn để cô ta đạt được mục đích mà thôi. Hôn nhân cũng vậy. Kim Thúy Như chìm vào trong sự trầm tư, quay đầu liếc nhìn chiếc tủ ở đầu giường của cô ta. Ở đó có một khung ảnh, nhưng, đã bị người khác cố tình úp xuống. Nhìn rất lâu, cô ta mới quay mặt lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Vương Nhất, nếu như có một ngày, tôi sẽ ra tay với Lý Khinh Hồng của anh sẽ làm như thế nào? Tôi sẽ giết chết cô. Vương Nhất cũng bình tĩnh nhìn cô ta, giọng điệu bình thường. Cho dù anh không có năng lực ngăn cản, Kim Thúy Như lại hỏi. Cũng như vậy. Vương Nhất đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Kim Thúy Như, hy vọng cô suy nghĩ thật kỹ, đừng tự chịu diệt vong. Nói xong, sải bước rời đi. Trà ở trong cốc, Vương Nhất chưa uống một ngụm, đã lạnh rồi. Kim Thúy Như vẫn ngồi bên cạnh bàn trà, hai mắt vô hồn, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Rất lâu sau, cô ta đứng dậy, đi đến chiếc tủ đầu giường, dựng khung ảnh đã úp xuống kia lên, vành mắt đỏ hoe, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong khung ảnh. Đó là một bức ảnh kết hôn. Người đàn ông trong ảnh cười một cách hưởng gạo, người phụ nữ lại cười từ tận đáy lòng. Nhìn một lúc, khóe miệng Kim Thúy Như cong lên, giống như chuồn chuồn đạp nước, khẽ cười. Chí ít, em cũng đã từng có được anh. Khẽ giọng lẩm bẩm một câu, Kim Thúy Như khẽ úp khung ảnh xuống. Nhìn mặt trăng trên bầu trời, đôi mắt của cô ta dần trở nên ác liệt, trong đó còn mang theo một chút chắc chắn. Cá và tay gấu không thể cùng có, thiên sứ và ma quỷ chỉ là một ý nghĩ. Chỉ cần một câu nói của anh, em sẽ dừng lại tất cả, chạy về nơi có ánh sáng. Nhưng tiếc là, người muốn em rơi vào trong bóng tối là anh. Vương Nhất, anh sẽ hối hận vì lúc đầu không giết chết em. Giọng nói của Kim Thúy Như lạnh đến tận xương cốt. Vương Nhất về đến nhà đã rất muộn rồi. Anh tắm nước lạnh, sau đó rón rén đi vào phòng, nhưng lại phát hiện ra, Lý Khinh Hồng vẫn chưa ngủ. Sao em vẫn chưa ngủ? Vương Nhất có chút kinh ngạc, khẽ hỏi. Lý Khinh Hồng không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh, sau khi xác định trên người không có mùi hương của phụ nữ, mới lật người lại, đi ngủ. Vương Nhất cười khổ một tiếng, cũng không nói gì, cẩn thận dè dặt nằm xuống bên cạnh Lý Khinh Hồng. Hai người nằm quay lưng vào nhau ngủ. Lý Khinh Hồng vẫn chưa ngủ, đợi một lúc lâu vẫn không thấy Vương Nhất chủ động nói thật, trong lòng lập tức dâng lên một ngọn lửa tức giận. Thực ra, cô biết rõ nguyên nhân Vương Nhất đi tìm Kim Thúy Như, chỉ là, mối quan hệ của Kim Thúy Như và Vương Nhất quá đặc biệt, cho dù tin tưởng Vương Nhất sẽ không phạm sai lầm, nhưng cô vẫn nghĩ nhiều. Cứ nghĩ sau khi trở về Vương Nhất sẽ chủ động nhận sai, không ngờ lại trực tiếp đi ngủ. Lý Khinh Hồng nghiêng người qua, thấy Vương Nhất vẫn không có phản ứng gì, lập tức vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Ai thèm quan tâm? Càng nghĩ càng tức, Lý Khinh Hồng đột nhiên nghiến răng mắng một câu, tình thế đối phó đến cùng. Cho dù biết mình nghĩ nhiều, cô cũng không xin lỗi. Nhưng, lúc cảm xúc của Lý Khinh Hồng có chút sụp đổ, Vương Nhất lại lật người, khẽ ôm lấy cô. Xin lỗi. Bên tai rất nhanh đã truyền đến giọng nói tràn đầy sự áy náy của Vương Nhất. Cả người Lý Khinh Hồng lập tức cứng đờ, nước mắt lập tức rơi xuống. Tại sao em lại khóc? Nhìn bả vai đang cố nén run rẩy của Lý Khinh Hồng cùng với tiếng khóc nho nhỏ, Vương Nhất hoàn toàn ngơ ngác. Không chỉ có Lý Khinh Hồng lăn qua lăn lại ngủ không được, mà Vương Nhất cũng như thế, cứ luôn cảm thấy nếu im lặng như vậy mà đi ngủ thì không hay cho lắm. Thế là anh liền nói xin lỗi. Nhưng không ngờ Lý Khinh Hồng lại bật khóc. Trong ấn tượng của anh, số lần mà Lý Khinh Hồng khóc là rất ít, chỉ có khi anh trở về sau cuộc chinh chiến thì mới thấy cô khóc, còn là lúc hai người ở riêng với nhau, sao ngày hôm nay lại khóc rồi? Em đừng có khóc mà. Vương Nhất lập tức bối rối, đau đầu không biết làm như thế nào. Kêu anh ra trận giết địch thì được đó, nhưng mà kêu anh dỗ dành phụ nữ không khóc nữa, chuyện này có chút khó khăn đây. Phí sức cả buổi trời mới có thể nặn ra một câu em đừng khóc nữa. Lý Khinh Hồng bỗng nhiên trở mình lại,
nước mắt đã sớm được lau khô, nghiêm túc nói, ai khóc chứ, tại sao lúc nãy anh lại nói xin lỗi, có phải làm chuyện gì đó có lỗi với em rồi không? Phụ nữ đều hay ghi thù, Vương Nhất lo lắng đề phòng sợ là Kim Thúy Như sẽ làm ra chuyện gì đó, bây giờ Vương Nhất đã trở về, cô cũng muốn dọa anh một chút. Vương Nhất nghe thấy lời nói của Lý Khinh Hồng, sắc mặt lập tức thay đổi, anh vội vàng giải thích, không có, anh chỉ đến đó hỏi Kim Thúy Như vài câu mà thôi. Thật không? Lý Khinh Hồng vẫn vô cảm như cũ. Hoàn toàn chính xác. Vương Nhất căng thẳng chỉ thiếu việc kéo Kim Thúy Như đến đây giải thích giúp mình. Lúc anh muốn tiếp tục giải thích, một mùi hương thoang thoảng lại đánh tới, Lý Khinh Hồng duỗi tay ra che kín miệng Vương Nhất. Vương Nhất lập tức mở to mắt nhìn, anh kéo tay Lý Khinh Hồng xuống, Khinh Hồng, em. Em hiểu hết mà, anh lo lắng cho em nên mới đi tìm cô ta, là do em suy nghĩ lung tung. Lý Khinh Hồng dịu dàng nhìn Vương Nhất, em xin lỗi. Vương Nhất sửng sốt hồi lâu, xác định Lý Khinh Hồng không còn tức giận nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, anh còn tưởng là em hiểu lầm anh đó. Lý Khinh Hồng cười khẽ, đồ ngốc này, dọa anh một chút mà thôi, làm sao anh có thể phản bội em được chứ? Mặc dù trong phòng có hơi tối, lại không được mở đèn, nhưng Vương Nhất vẫn có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt trần ấy, anh nhìn đến ngây người. Hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào Lý Khinh Hồng. Khinh Hồng, em cười lên thật là xinh đẹp. Anh ngơ ngác nói. Nghe thấy lời nói này, Lý Khinh Hồng cũng bất ngờ, sau đó lại càng cười vui vẻ hơn, anh mới phát hiện ra à. Nghe vậy, Vương Nhất cũng xấu hổ cười cười, em vẫn luôn xinh đẹp, mà lúc cười lại đẹp hơn. Lý Khinh Hồng lại rơi vào trầm mặc, cô ngồi dậy từ trên giường nhìn vầng trăng trên bầu trời đến xuất thần. Sao vậy? Vương Nhất cũng ngồi dậy theo. Không có gì đâu, chỉ là thời gian trôi qua thật nhanh, đã sắp đến Trung Thu rồi. Lý Khinh Hồng nhìn mặt trăng dần dần tròn chỉnh trên bầu trời. Đúng đó, sắp đến Trung Thu rồi. Chẳng biết tại sao, Vương Nhất cũng có chút ngậm ngùi. Trung Thu là ngày lễ cả nhà đoàn viên cùng nhau ngắm trăng ăn bánh Trung Thu, ít nhất là Lý Khinh Hồng vẫn có gia đình, còn anh thì ngay cả ba mẹ ruột là ai mà anh cũng không biết. Nhưng Vương Nhất đã hiểu lầm ý của Lý Khinh Hồng rồi. Cô tuyệt đối không hề nhớ nhung đến gia tộc đã mang đến bóng ma tâm lý cho tuổi thơ của cô, cái mà cô đang nghĩ đến chính là gia đình nhỏ của mình, có chồng và con gái, nỗi hận của cô đối với gia tộc cũng không còn sâu đậm như vậy. Càng quan trọng hơn là sau khi ở bên cạnh Vương Nhất, số lần mà cô cười đã tăng lên rất nhiều. Cuộc gặp gỡ với Vương Nhất giống như là giấc mộng loằng ngoằng. Từ lúc bắt đầu là phẫn nộ, bất lực, hoảng sợ, đến khi một sinh mệnh nhỏ ra đời trở thành chỗ dựa tinh thần mới cho cô. Đến cuối cùng, Vương Nhất đã trở về xây dựng một gia đình hoàn chỉnh, Lý Khinh Hồng cảm thấy khó mà tin được. Cô nhìn gương mặt của Vương Nhất, ánh mắt dịu dàng, Trung Thu lần này, chắc chắn gia đình chúng ta sẽ có một buổi lễ hạnh phúc. Chắc chắn mà. Ánh mắt Vương Nhất kiên định cam kết với cô. Thời gian từng ngày một trôi qua, vừa chớp mắt là đã đến 13 tháng 8. Còn 2 ngày nữa là đến Trung Thu. Trong khoảng thời gian này, nhà họ Nhan vẫn không có hành động, điều khiến Vương Nhất cảm thấy kỳ quái đó chính là anh đã kêu Lãnh Nhan thăm dò nhà tổ nhà họ Nhan nhưng lại không có bất cứ tin tức gì, ở toàn bộ Thiên An lại không hề có một biệt thự nào được gọi là nhà họ Nhan. Nếu đã không có nhà họ Nhan, vậy thì nhà họ Nhan đó lấy hình thức gì mà tồn tại chứ? Anh đã từng hỏi Lương Nhật Tân vấn đề này. Đối với vấn đề này, câu trả lời của Lương Nhật Tân cũng khiến Vương Nhất chú ý. Trong tứ đại hào môn của Thiên An, nhà họ Nhan chính là một gia tộc thần bí nhất, trên cơ bản chưa từng lộ diện trước công chúng, cũng sẽ không tham gia vào các cuộc tranh đấu thắng thua của các thế lực khác nhau, giống như là an nhàn hưởng cuộc sống ở một thành phố lớn. Nơi phồn hoa đô thị, mọi thứ đều được gắn liền với lợi ích, vậy mà nhà họ Nhan lại không tranh quyền thế, điều này khiến Vương Nhất càng chú ý hơn. Nhưng mà anh cũng không để ý nhiều cho lắm, cho dù nhà họ Nhan là gia tộc mạnh nhất trong tứ đại hào môn, đối với anh mà nói thì vẫn chẳng là cái gì. Đồng thời, dưới tình huống nhà họ Nhan không ra mặt thì anh chính là người mạnh nhất ở Thiên An. Reng reng. Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, là Khương Nhã Mi gọi tới. Người mà anh cần đã được huấn luyện xong rồi, anh có muốn đến xem thử không? Giọng nói của cô ta lạnh lẽo. Sau lưng thỉnh thoảng còn vang lên tiếng rên rỉ đau đớn, xem ra là khoảng thời gian này đã bị Khương Nhã Mi tra tấn không ít lần. Vương Nhất nghe vậy, anh cũng chỉ cười cười, cũng được,
Khương Nhã Mi báo vị trí cho anh, Vương Nhất và Lãnh Nhan cùng đến đó. Đây là căn cứ huấn luyện mà Khương Nhã Mi đã đặc biệt mượn từ thủ lĩnh quân đội. Vương Nhất và Lãnh Nhan chạy đến nơi thì đã nhìn thấy trong sân vận động rộng mênh mông có một đống người mặc quân phục màu xanh nằm ngổn ngang, tất cả bọn họ đều là người trong Hiệp hội Võ Đạo. Tương lai sẽ trở thành một lực lượng bảo vệ mạnh mẽ, giữ gìn thiên an. Khương Nhã Mi huýt sáo, hét to một tiếng, đứng dậy hết cho tôi. Ngay tức khắc, đám người vốn dĩ còn đang mệt đến nỗi thở không ra hơi lập tức như phản xạ có điều kiện mà đứng bật dậy trong vòng 3 giây, đứng xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề trước mặt bọn họ. Sau khi ánh mắt lạnh lùng của Khương Nhã Mi đảo qua từng người một, cô ta lên tiếng nói, mọi người thể hiện đi. Diệp Kình Hiên là chỉ huy, lập tức ra trận tiến lên một bước, đánh một bộ thân pháp. Người đứng phía sau cũng đồng loạt thể hiện, động tác nhịp nhàng, đồng thời còn mang theo sát khí mạnh mẽ. Khương Nhã Mi nhẹ gật đầu, như thế nào, tu vi võ đạo của bọn họ đã được định hình, rất khó để có thể phát triển nữa, nên tôi đã dạy kỹ năng vật lộn trong quân đội cho bọn họ. Làm tốt lắm. Vương Nhất gật gật đầu, khá là hài lòng. Ưu và khuyết điểm của người trong Hiệp hội Võ Đạo rất rõ ràng, ưu điểm là bọn họ có cơ sở võ đạo, thực lực rất mạnh, khuyết điểm là bọn họ không biết giết người. Nếu như phải đối đầu với sát thủ chuyên nghiệp, đối đầu chính diện thì sát thủ có lẽ không phải là đối thủ, nhưng mà người chết cuối cùng chắc chắn là bọn họ, bởi vì bọn họ không biết cách tấn công vào bộ phận yếu ớt nhất của con người là như thế nào. Khương Nhã Mi đã bù đắp thiếu sót của bọn họ một cách hoàn mỹ. Thấy Vương Nhất gật đầu, tất cả mọi người mới thở phào một hơi. Diệp Kình Hiên thì đi đến trước mặt Vương Nhất, bộ dạng như chuột thấy mèo mà nhìn lén Khương Nhã Mi. Anh Vương, chị dâu quá lợi hại. Mấy ngày nay chúng tôi đã bị huấn luyện thê thảm vô cùng, da đã mất hết một mảng. Giọng nói của Diệp Kình Hiên mang theo vẻ nghiêm túc, Khương Nhã Mi xinh đẹp như thế, anh ta vô thức xem Khương Nhã Mi là người phụ nữ của Vương Nhất. Vương Nhất lại trầm mặc, là chị dâu của tôi. Diệp Kình Hiên sửng sốt, sau đó ánh mắt lại trở nên quỷ dị, anh ta không ngừng đảo mắt quan sát Vương Nhất và Khương Nhã Mi. Mặc dù mối quan hệ của Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đã được công khai, nhưng mà cũng không tới mức tất cả mọi người đều biết, giống như là Diệp Kình Hiên, ngoại trừ nhà họ Diệp và chuyện tu luyện thì anh ta không hề quan tâm những chuyện gì khác, nên đương nhiên không biết vợ của Vương Nhất là ai. Nhan sắc của Khương Nhã Mi khá cao, còn có một loại khí chất lạnh lùng rất hấp dẫn ánh mắt của đàn ông, còn biết cả đánh nhau, so sánh các phương diện thì có thể xem như là một cặp trời sinh với Vương Nhất. Chính vì vậy mà mới nghĩ rằng Khương Nhã Mi là vợ của Vương Nhất, cho nên mới gọi chị dâu. Không ngờ lại là chị dâu của anh Vương. Lúc Khương Nhã Mi vừa mới nghe thấy câu nói này, trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng hiện lên nét đỏ ửng rồi ngay lập tức biến mất. Sau đó, ánh mắt của cô ta càng thêm lạnh lẽo chừng nhìn Diệp Kình Hiên. Cậu thiếu đánh đúng không? Cô ta lạnh lùng nói với Diệp Kình Hiên. Diệp Kình Hiên lập tức không dám thở mạnh, vội vàng ngậm miệng lại. Khương Nhã Mi thấy vậy mới bỏ qua cho anh ta, ánh mắt nhìn lướt qua đám người. Sau đó lại hét lớn một tiếng, từ bây giờ trở đi, nhiệm vụ huấn luyện của tôi với các người đã kết thúc rồi, các người là người của Vương Nhất, âm thầm bảo vệ cho người nhà của anh ta, có biết chưa? Vâng chị Khương. Tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm túc, bọn họ đều không hề do dự chút nào. Hiệp hội võ đạo vốn dĩ lấy cường giả vi tôn, thực lực mà Vương Nhất và Khương Nhã Mi thể hiện đã có thể chinh phục bọn họ. Bên cạnh đó, bọn họ cũng phát hiện ra một việc khác với hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo trước kia là Vương Nhất không có thời gian quản lý, anh chỉ cần vung tay ra lệnh rồi giao cho Diệp Kình Hiên quản lý, không bị trói buộc bởi nhiều luật lệ lễ nghi. Dù sao thì cũng phải nói là bọn họ thích Hiệp hội Võ Đạo như bây giờ hơn. Vương Nhất gật gật đầu, anh nói với Diệp Kình Hiên, ngày mai tôi phải đến Yên Kinh một chuyến, phải bảo vệ tốt cho người nhà của tôi. Anh Vương cứ yên tâm đi. Đương nhiên Diệp Kình Hiên biết người mà mình cần bảo vệ là ai, lúc này, anh ta cho người đến gần nhà họ Lý ẩn nấp canh giữ. Sau khi dặn dò người xong, Khương Nhã Mi cũng nhìn Vương Nhất, có cần tôi đi chung với anh không? Vương Nhất biết rõ tâm tư của Khương Nhã Mi, nhưng mà anh vẫn lắc đầu, không cần đâu, Lãnh Nhan sẽ âm thầm theo. Được, thế là Khương Nhã Mi cũng không nói gì nữa mà xoay người rời đi. Nhã Mi. Vương Nhất bỗng nhiên gọi cô ta lại. Thân thể Khương Nhã Mi hơi cứng lại, bình tĩnh quay đầu, đôi mắt biết nói chuyện như đang mang theo câu hỏi mà nhìn Vương Nhất. Tết Trung Thu năm nay,
cô có sắp xếp gì không? Vương Nhất gãi gãi đầu, ngượng ngùng hỏi. Nghe vậy, sắc mặt của Khương Nhã Mi hơi thay đổi một chút, nhưng vẫn bình tĩnh nói, đối với tôi thì Tết Trung Thu có cũng được mà không có cũng không sao. Vương Nhất do dự một hồi lâu, cuối cùng mới nói ra lời mời, tối nay có muốn đến nhà tôi dùng một bữa cơm không? Biểu cảm trên mặt Khương Nhã Mi trở nên kỳ diệu, lại nhớ đến buổi tối mình bị thương đến nhà Vương Nhất, cuối cùng kiềm chế sự xúc động trong lòng mà lắc đầu. Thôi bỏ đi, anh cứ đón lễ của mình, không cần phải quan tâm tới tôi. Nói xong liền muốn đi ngay, nhưng cánh tay lại bị người ta nắm lấy. Vương Nhất nghiêm túc nói, đối với tôi mà nói thì cô cũng là người thân của tôi, sao tôi có thể mặc kệ cô được. Cánh tay của Khương Nhã Mi bỗng nhiên run rẩy, do dự một hồi lâu, rốt cuộc mới kiên trì gật đầu, thôi được rồi. Vương Nhất lập tức lộ ra nụ cười, vậy thì Tết Trung Thu năm nay mới viên mãn chứ. Nói xong lại thông báo cho Lãnh Nhan, kêu cô ta tối nay đến nhà dùng cơm. Lãnh Nhan cũng rất bất ngờ vì mình được mời, Vương Nhất thì lại trầm mặc, đừng có nói lung tung, kêu cô đến dùng cơm thì cứ đến đi. Cảm xúc trong lòng Lãnh Nhan vô cùng phức tạp, Vương Nhất làm vậy là xem cô ta như người nhà. Vâng, thiếu chủ. Buổi tối, Vương Nhất đưa Lãnh Nhan và Khương Nhã Mi về nhà, Lý Khinh Hồng vừa mới mở cửa, trên mặt thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc. Vương Nhất chỉ vào Lãnh Nhan và Khương Nhã Mi, anh cười nói, dù sao thì bọn họ cũng là người thân của anh mà, cùng nhau ăn một bữa cơm, không sao đó chứ. Đôi mắt xinh đẹp của Lý Khinh Hồng lướt nhìn Khương Nhã Mi và Lãnh Nhan, sau khi phát hiện hai người bọn họ cũng mang theo vẻ mặt thấp thỏm sợ là Lý Khinh Hồng sẽ đuổi bọn họ đi. Dù sao thì Lý Khinh Hồng vẫn là người vợ trên danh nghĩa của Vương Nhất. Nhìn một hồi, ánh mắt của Lý Khinh Hồng cũng trở nên dịu dàng hơn, cô cười nói, đương nhiên là không có chuyện gì rồi, có nhiều người thì càng vui hơn mà. Lãnh Nhan và Khương Nhã Mi liếc mắt nhìn nhau, trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Lý Tuyết Nhi bận rộn với kỳ thực tập cũng đã trở về nhà cùng mọi người dùng bữa cơm đoàn viên. Anh rể, đã lâu không gặp. Vừa mới nhìn thấy Vương Nhất, Lý Tuyết Nhi liền vô cùng kích động mà chạy đến muốn cho Vương Nhất một cái ôm nhiệt tình. Nhưng ánh mắt thoáng nhìn Lý Khinh Hồng đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn cô ta, lập tức giống như là quả bóng da bị xì hơi, hậm hực giữ khoảng cách với Vương Nhất, từ hôn đổi thành ôm. Đã lâu không gặp. Vương Nhất cười nói với Lý Tuyết Nhi, em ngồi xuống một lúc đi, thức ăn sắp xong rồi. Vốn dĩ bữa tối được chuẩn bị cho bốn người, nhưng mà lại có thêm Lãnh Nhan và Khương Nhã Mi, cho nên đồ ăn không đủ, Vương Nhất liền nấu thêm vài món ăn. Chị, anh rể, để em đến giúp cho. Không ngờ là Lý Tuyết Nhi cũng chạy vào phòng bếp cười hì hì nói. Lý Khinh Hồng nhíu mày, em vào trong phòng bếp làm cái gì, chỉ thêm phiền phức mà thôi, ra ngoài tiếp khách đi. Lý Tuyết Nhi lập tức phụng phịu, lại xem em như là trẻ con, khoảng thời gian này đi thực tập em cũng đã trưởng thành rất nhiều đó có biết không hả? Hơn nữa, qua một khoảng thời gian nữa thì em sẽ đến tổng bộ ở thành phố Giang làm việc. Sau khi được điều đi thành phố Giang rồi thì em không thể thường xuyên về Thiên An ăn cơm và tìm mọi người chơi nữa rồi. Nói xong, Lý Tuyết Nhi liền cảm thấy buồn bã. Vương Nhất lại cười nói, thành phố Giang hả, sau này công ty của chị cô cũng sẽ phát triển đến thành phố Giang, đúng lúc tôi cũng có công việc ở thành phố Giang. Lý Khinh Hồng ở bên cạnh nghe thấy như vậy thì cũng bất ngờ, cô nhớ tới trước đó Vương Nhất đã từng nói tập đoàn Cự Phong ở thành phố Giang là của anh. Là thật hả? Lý Tuyết Nhi vui mừng không thôi, vậy chẳng phải là sau này em có thể thường xuyên tìm anh rể chơi rồi à? Vương Nhất cười gật đầu, không có chuyện gì thì có thể đến tìm tôi. Anh rể thật là tốt. Lý Tuyết Nhi vô cùng vui mừng, tay cầm dao thái đổ muốn chạy đến ôm Vương Nhất, Lý Khinh Hồng bị dọa liên tục thét lên, dao. Dao kìa. Lộn xộn một hồi, rốt cuộc đồ ăn cũng đã được nấu xong. Vương Tử Lam và Lý Tuyết Nhi vẫn là hai tên dở hơi làm khuấy động bầu không khí trên bàn ăn, chọc tất cả mọi người vui vẻ cười ha ha. Cạn ly nào. Lý Tuyết Nhi cười to nâng ly rượu lên. Vương Nhất Lý Khinh Hồng, Khương Nhã Mi và Lãnh Nhan đều đứng dậy cùng ly với nhau. Vương Tử Lam cũng học dáng vẻ của người lớn mà giơ ly sữa bò lên, giọng nói non nớt lên tiếng, cạn ly nào. Keng. Ly rượu va chạm vào nhau phát ra âm thanh dễ nghe, mọi người uống một hơi cạn sạch. Đã lâu lắm rồi không được ăn một bữa cơm có nhiều người như thế, Tết Trung Thu trước kia chỉ có ba người là em, chị em và Tử Lam, mấy năm trước nữa thì đều chỉ có một mình chị em đón lễ.
Lý Tuyết Nhi nhìn không được mà nhìn về phía Lý Khinh Hồng, cảm thán nói. Tuyết Nhi, Lý Khinh Hồng quát khẽ một tiếng, nhưng mà nói như vậy thì cũng đúng, có thể nhìn ra được ngày hôm nay cô thật sự rất vui, thậm chí đây là lần đầu tiên mà cô uống chút rượu vang. Nhưng mà lời nói này cũng đã khơi dậy hồi ức của mọi người ngồi trên bàn ăn, cho dù là Vương Nhất hay là Khương Nhã Mi và Lãnh Nhan thì đều có ánh mắt phức tạp. Bọn họ không có hoàn cảnh giống nhau, nhưng điểm giống nhau chính là đều không có người thân. Hoặc là nói, bọn họ khát vọng tình thân. Vương Nhất nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Lý Khinh Hồng, anh nhỏ giọng nói, chúng ta sẽ luôn như thế này. Ừm. Lý Khinh Hồng nhẹ gật đầu, uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly. Mau nhìn đi kìa, mặt trăng ở bên ngoài thật là tròn. Đột nhiên, Lý Tuyết Nhi lại mừng rỡ reo hò. Mọi người đồng loạt nhìn theo, chỉ nhìn thấy trên bầu trời đen nhánh có một vầng trăng tròn treo trên cao. Bữa cơm kết thúc trong tiếng trò chuyện vui vẻ và cảnh tượng mọi người ngắm trăng, Khương Nhã Mi và Lãnh Nhan lần lượt đứng dậy chào tạm biệt, Lý Tuyết Nhi đã có chút mệt mỏi, liền trở về phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại Vương Nhất và Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng nhìn vầng trăng bên ngoài cửa sổ, cô lẩm bẩm nói, ngày mai sắp phải về nhà rồi. Đúng vậy, đi gặp ba vợ của anh. Ánh mắt của Vương Nhất dần dần trở nên lạnh lẽo. Vương Nhất mua vé máy bay đi Yên Kinh chuyến 9 giờ sáng, danh sách hành khách trong chuyến bay đó cũng đã được thay đổi. Vương Nhất sắp đến thủ đô. Toàn bộ gia tộc trong giới thượng lưu ở Thiên An đều đã nhận được tin tức này, bọn họ vô cùng chấn động. Nhà họ Lương, Thiên An. Sau khi Lương Nhật Tân biết được tin tức này, anh ta đứng phát dậy từ trên ghế. Lúc này, thư ký báo cáo lịch trình. Cậu chủ, đây chính là lịch trình của ngày hôm nay. 8 giờ sáng. Nhưng mà lịch trình đầu tiên thư ký còn chưa báo xong thì đã bị Lương Nhật Tân ngắt lời. Hủy hết toàn bộ đi. Chuẩn bị xe, tập hợp toàn bộ người nhà họ Lương đến sân bay Thiên An. Sau đó thì sửa soạn ăn mặc chỉnh tề, ngẩng cao đầu đi ra ngoài. Cùng lúc đó, nhà họ Tôn. Tôn Chính Vũ cũng dẫn theo tất cả dòng chính nhà họ Tôn ra ngoài. Nam Nhi tiến kinh, anh Vương muốn đến Yên Kinh. Nhà họ Tôn chúng ta sao có thể không đến tiễn được chứ? Tất cả mọi người đến sân bay Thiên An tiễn anh Vương. Cảnh tượng này cũng xảy ra ở nhà họ Đồng. Đây là lần đầu tiên Đồng Yên Nhiên không còn mặc chiếc váy dài màu đỏ như bình thường, mà đổi thành một bộ quần áo công sở màu trắng, trông quyến rũ mà lại thành thục. Cô ta dẫn theo cấp dưới vội vàng đi ra ngoài. Đồng Kiệt ở phía sau tức giận hét to. Nếu như con dám bước ra khỏi cái cửa này thì ba không coi con là con gái nữa. Thân thể Đồng Yên Nhiên hơi cứng lại, sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn Đồng Kiệt, đúng ý con lắm. Nói xong, liền quay đi mà không thèm ngoảnh mặt lại. Bốp! Trong nhà liền truyền đến âm thanh ném đồ của Đồng Kiệt. Khắp các con đường trong thành phố ở Thiên An trải đầy xe sang trọng, những chiếc xe ấy đồng loạt chạy về một phía, là sân bay Thiên An. Đương nhiên! Có người đến tiễn cũng có người thừa dịp cơ hội Vương Nhất đến Yên Kinh để chuẩn bị lấy cái gì đó. Cuồn cuộn sóng ngầm, sát cơ ẩn hiện. Tập đoàn Kim Thị. Kim Thành Phong đang định đi ra ngoài, lại bị giọng nói lạnh lùng quát bảo lại. Cậu muốn đi đâu? Kim Thành Phong cứng đờ người, chậm rãi quay đầu nhìn người phụ nữ vẫn đang đứng quay lưng với anh ta. Anh Vương sắp đến Yên Kinh, em đại diện cho nhà họ Kim đến tiễn anh ta. Ánh mắt Kim Thúy như vẫn lạnh lùng. Thờ ơ nói, không cần phải đi, anh ta đến Yên Kinh chịu chết, liên quan đến nhà họ Kim chúng ta cái gì? Lời này vừa mới nói ra, thân thể Kim Thành Phong lập tức run rẩy, hai mắt trợn to. Gần đây anh ta phát hiện người chị họ này của mình có điểm kỳ lạ, kể từ lần trước sau khi nói chuyện với Vương Nhất xong, Kim Thúy như lại trở nên vô cùng hung hãn, thậm chí còn vô cùng lạnh nhạt với Vương Nhất. Anh ta có một loại dự cảm. Mối quan hệ giữa Vương Nhất và nhà họ Kim vất vả lắm mới có thể được phục hồi, lại bởi vì hành động của Kim Thúy như mà vỡ tan một lần nữa. Kim Thành Phong lui chân ra sau, điện thoại của Kim Thúy như liền vang lên, truyền đến giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của một người đàn ông. Thúy Như, thằng danh ấy đã đến Yên Kinh rồi, cơ hội hiếm có, cô phải nhanh chóng nắm bắt thời gian. Kim Thúy như nghe xong thì trực tiếp cúp điện thoại, nhếch miệng nở một nụ cười tàn khốc, ồn ào. Cùng lúc đó, trong phòng Châu Mỹ Ngọc trên lầu 2 ở nhà họ Lý. Bà ta ngồi trên giường, vẻ mặt tràn đầy lo lắng chờ đợi cái gì đó. Đột nhiên, chuông điện thoại lại vang lên. Alo,
Châu Mỹ Ngọc vội vàng nghe điện thoại, giọng điệu lo lắng. Đầu dây bên kia điện thoại vẫn là giọng nói vô cảm như máy móc. Bọn họ sắp đến Yên Kinh rồi, đây chính là cơ hội tốt, nhanh chóng ra tay đi. Vương Nhất có làm như thế nào cũng không ngờ rằng mình chỉ đến Yên Kinh một chuyến mà đủ loại yêu ma quỷ quái bắt đầu gây chuyện. Lúc này, anh đang ôm Vương Tử Lam đứng xếp hàng đăng ký cùng Lý Khinh Hồng và Lý Tuyết Nhi. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất sân bay Thiên An đột nhiên có một vụ chấn động nhỏ. Bọn người Vương Nhất đang đứng ở trên lầu đúng lúc có thể nhìn thấy cảnh tượng của toàn bộ sân bay Thiên An. Chỉ nhìn thấy đột nhiên ở bên ngoài sân bay Thiên An lại có rất nhiều chiếc xe đen sang trọng bao vây sân bay chật như nêm cối. Sau đó, một đám người chen chúc đi vào. Lý Tuyết Nhi thán phục kêu lên, có nhiều xe sang trọng như thế, bọn họ muốn đón nhân vật nào vậy? Sắc mặt của Vương Nhất lại thay đổi, anh lẩm bẩm, bọn họ đến đây làm cái gì? Thị lực của anh cao hơn người bình thường nhiều, vừa nhìn là đã có thể nhìn ra người dẫn đầu đám người này chính là Tôn Chính Vũ và Lương Nhật Tân. Nếu như chỉ là nhà họ Tôn, nhà họ Lương thì cũng không có bao nhiêu người, nhưng mà công ty với danh nghĩa của bọn họ thì có rất nhiều, tổng giám đốc của mấy tập đoàn này cũng theo đến đây, bên cạnh mỗi một tổng giám đốc ít nhất có 5-6 cánh tay đắc lực là phó tổng đi cùng, cộng sơ lại, số lượng hơn 100 người. Cả trăm người đến tiễn. Cho dù là một nhân vật lớn có quyền lực trong tay thì cũng không có tư cách này. Hành khách xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc, bọn họ ồn ào suy đoán đám người đó đến đây là vì ai. Lúc này lại truyền đến âm thanh loa phát thanh trong sân bay. Mời hành khách của chuyến Boeing 747 lên máy bay. Lý Khinh Hồng lập tức nhắc nhở, đừng có nhìn nữa, sắp lên máy bay rồi. Lúc này, Lý Tuyết Nhi mới thu hồi tầm mắt, Vương Nhất cũng lên máy bay. Người phía trước càng ngày càng ít, bốn người Vương Nhất cũng lần lượt đi vào trong cabin. Mà lúc này, đám người Tôn Chính Vũ và Lương Nhật Tân cũng đã chạy đến nơi. Nhìn chiếc máy bay mà Vương Nhất bước lên, bọn họ hét to hết mức có thể. Cung tiễn anh Vương! Cung tiễn anh Vương! Cung tiễn anh Vương! Tôn Chính Vũ, Lương Nhật Tân vừa mới hô, tất cả dòng chính của gia tộc cùng với các giám đốc của tập đoàn cũng đồng loạt hô theo. Âm thanh to đến nỗi có thể lấn át cả loa phát thanh trong sân bay. Tạo thành hồi âm thật lâu sau vẫn không tiêu tan. Hành khách có mặt ở hiện trường vô cùng kinh ngạc, bọn họ quay đầu lại nhìn xung quanh, muốn tìm anh Vương trong miệng của bọn họ. Rốt cuộc thì anh Vương đó có lai lịch lớn đến cỡ nào mà có thể khiến cho gia chủ của nhiều gia tộc lớn như thế phải đến đây tự mình đưa tiễn. Nhưng đám người tìm cả buổi vẫn không tìm thấy anh Vương hư hư thực thực xuất hiện. Đó là đương nhiên rồi. Bởi vì lúc này, Vương Nhất đã lên máy bay ngồi vị trí cạnh cửa sổ, cúi đầu nhìn những người tiễn anh ở phía dưới. Ánh mắt ôn hòa mang theo ý cười. Những người này đều là người thần phục anh, có lẽ trước kia xảy ra một vài chuyện không thoải mái, nhưng mà bây giờ bọn họ thần phục mình từ tận đáy lòng. Cảnh tượng này cũng khiến anh cảm thấy quen thuộc. Khi anh kết thúc khoảng thời gian 5 năm quân lữ đầy vinh quang, lúc quang vinh xuất ngũ, có ngàn vạn binh sĩ cũng hô to cung tiễn ẩn chủ. Lý Tuyết Nhi ngồi sau lưng không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xuống phía dưới, bỗng nhiên lại nhìn về phía Vương Nhất, kinh ngạc che miệng. Anh rể, bọn họ đến đây để tiễn anh. Lý Khinh Hồng cũng nhìn anh, mặc dù không nói chuyện, nhưng mà ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Vương Nhất thu hồi tầm mắt, anh cười nhạt, nhưng không lên tiếng. Thế là ánh mắt của Lý Khinh Hồng và Lý Tuyết Nhi lại càng trở nên rung động. Đám người này đại diện hơn một nửa thế lực thành phố Thiên An. Thế mà lại đến đây tiễn Vương Nhất. Vèo. Lúc này, máy bay cất cánh hướng đến Yên Kinh. Nhìn những đám mây to ở bên ngoài cửa sổ, ánh mắt của Vương Nhất trở nên thâm thúy. Bởi vì nơi mà anh sắp đến chính là trung tâm nước Hát, Yên Kinh, thành phố với cái tên Tứ Cửu Cổ Thành. Nơi đó đã được lưu truyền hàng nghìn năm, có rất nhiều gia tộc mạnh mẽ, khi lịch sử huy hoàng dần dần mất đi theo dòng thời gian, nó đã tạo ra cửu đại vương tộc đứng trên đỉnh cao ở nước Hát. Vương tộc Yên Đô, dường như là cảm nhận được cái gì đó, Lý Khinh Hồng nhìn Vương Tử Lam đang ngủ say ở trong ngực, bàn tay lạnh buốt cũng nắm chặt lấy cổ tay của Vương Nhất. Vương Nhất ném cho cô một ánh mắt yên tâm, tất cả đã có anh. Từ Thiên An đến Yên Kinh khoảng 3 tiếng đồng hồ, đến giữa trưa, máy bay đã hạ cánh đúng giờ ở sân bay Yên Kinh. Vương Nhất ôm Vương Tử Lam ra khỏi sân bay, cùng Lý Khinh Hồng và Lý Tuyết Nhi tiến vào Yên Kinh. Ánh mặt trời không nắng gắt,
ngược lại còn có vẻ nhẹ nhàng khoan khoái. Anh lạnh lùng nhìn quanh bốn phía, những tòa nhà cao tầng san sát nhau, xe cộ tấp nập, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy nam nữ trẻ tuổi mặc quần áo có thương hiệu nổi tiếng. Miếu nhỏ thần linh lớn, ao cạn rùa nhiều, ai mà có thể đảm bảo rằng nam nữ đang đi ở ven đường không phải là một cô chủ hay cậu chủ của một hào môn nào đó. Đây chính là sức hấp dẫn của Yên Kinh, thu hút biết bao nhiêu người hướng về nó, cũng đã chôn vùi vô số linh hồn. Lý Khinh Hồng ở bên cạnh thì có vẻ phức tạp, bước đi trên con đường Yên Kinh, hít thở không khí Yên Kinh, thân thể cô run lên nhẹ nhẹ. Trở về chốn cũ, cận kề nỗi nhớ, cho dù trong quá khứ cô trẻ tuổi bồng bột lấy cứng trọi cứng với gia tộc, nhưng vẫn không có cách nào xóa đi sự thật rằng cô xuất thân từ nơi này. Đây chính là nhà của cô, gốc rễ của cô, là ở đây. Chị ơi! Dường như là Lý Tuyết Nhi cũng nghĩ đến cái gì đó, nắm chặt lấy cổ tay Lý Khinh Hồng, biểu cảm nghiêm túc, chị yên tâm đi, nếu như đám người ở trong nhà dám bắt nạt chị thì em chính là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ chị, người nào đến thì em sẽ dạy dỗ người đó. Trong lòng Lý Khinh Hồng rất cảm động, nhưng mà cô vẫn lắc đầu, chị không sao đâu, chỉ là sợ những người kia khiến Vương Nhất phải khó xử. Lý Tuyết Nhi giật mình, sau đó lại nghĩ ra cái gì, bộ dạng lại hung dữ. Anh rể cũng giống như thế, ai mà dám gây chuyện, xem em có đánh nát răng người đó không. Vương Nhất không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết Nhi. Anh đã biết thân thế của Lý Tuyết Nhi, chính là chị em cùng ba khác mẹ của Lý Khinh Hồng. Đồng thời, địa vị của hai chị em này trong gia tộc phải nói là một trời một vực. Mặc dù Lý Khinh Hồng là công chúa trưởng trong gia tộc, nhưng đó là dựa vào mẹ đẻ của cô, chính là đệ nhất mỹ nhân hàng đầu. Bây giờ mẹ cô đã không còn nữa, chắc chắn là địa vị của cô không thể so sánh với Lý Tuyết Nhi. Nếu không thì tại sao ba cô đối với cô cảm thấy thẹn trong lòng, bảo vệ cô đủ đường, nhưng trong gia tộc vẫn có người dám uy hiếp cô, thậm chí còn không tiếc mà khiến cô xảy ra tai nạn giao thông, còn muốn phá bỏ đứa nhỏ trong bụng cô. Cái gọi là tuân theo truyền thống cùng với việc coi trọng huyết mạch đều là chó má. Ánh mắt của Vương Nhất hơi trầm xuống. Bây giờ phải xem thái độ của gia tộc đối với Lý Khinh Hồng như thế nào. Nếu như tốt thì đương nhiên Vương Nhất sẽ bớt đi nhiều tinh lực, nhưng nếu như quá đáng, vậy thì đừng có trách anh vô tình. Chị à, chị đừng có suy nghĩ nhiều nữa, mấy năm chị rời khỏi nhà, người đau lòng nhất không phải là ba à. Chờ một lát nữa về đến nhà chị phải tâm sự với ông ấy sẽ tha thứ cho chị thôi. Đi ra sân bay, Lý Tuyết Nhi lại hết lòng khuyên nhủ, đều là người thân cả mà. Có cái gai nào mà không thể nhổ được. Lý Khinh Hồng vẫn im lặng như cũ, cô quay đầu nhìn Vương Nhất, cuối cùng mới hạ quyết tâm rồi nhẹ gật đầu, được, chỉ cần ông ấy đồng ý hôn sự của chị thì chị sẽ suy nghĩ lại. Thật hả? Lý Tuyết Nhi vỗ tay cái bốp, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ, không có kết quả nào tốt hơn so với cái này. Trong lòng Vương Nhất cũng cảm động, vì anh, thế mà Lý Khinh Hồng lại đồng ý cải thiện mối quan hệ với người ba mà mình vẫn luôn hận. Nhưng, thật sự dễ dàng như vậy à? Dừng dừng. Lúc bốn người còn đang suy nghĩ đi gì đến Lý Thị Vương tộc Yên Đô, có một chiếc Wrangler màu đen cỡ lớn drift một vòng, dừng lại bên cạnh bọn họ. Ây dô, hai cô cháu gái. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt mịn màng quyến rũ, đôi mắt đào hoa xinh đẹp, còn có cái nhìn không chớp mắt đối với Vương Nhất, không phải là dì út Lạc Thanh Thủy của Lý Khinh Hồng thì còn là ai nữa? Dì út. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng vô cảm, Lý Tuyết Nhi thì lại vô cùng kích động mà chạy đến, xem ra là mối quan hệ của cô ta với Lạc Thanh Thủy khá tốt. Vương Nhất nhỏ giọng nói, thôi được rồi, vui vẻ lên một chút đi. Người đến đón bọn họ là Lạc Thanh Thủy, Vương Nhất tuyệt đối không hề bất ngờ, dù sao thì dựa vào mối quan hệ không mấy tốt đẹp của Lý Khinh Hồng và Vương tộc Yên Đô, bà ta chính là người duy nhất chịu từ bỏ thể diện để gìn giữ mối quan hệ với Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng cũng hiểu rõ điểm này, rốt cuộc trên gương mặt vô cảm cũng đã xuất hiện một nụ cười không tự nhiên, cô gọi một câu, chào dì út. Chỉ là một câu chào hỏi, Lạc Thanh Thủy lại nao nao trong lòng, gương mặt kích động đỏ bừng, cháu gái lớn, rốt cuộc cháu cũng chịu nhận người dì út này rồi. Đừng có hiểu lầm, tôi chỉ tùy tiện gọi dì một tiếng mà thôi. Chỉ kéo dài được một giây, Lý Khinh Hồng lại biến trở về gương mặt vô cảm ban đầu, còn nữa. Ở bên ngoài đừng có gọi tôi lại cháu gái cả. Không gọi cháu là cháu thì gọi là cái gì đây? Gọi cháu là Khinh Hồng, Tiểu Hồng, Hồng Hồng. Vẫn nên gọi là cháu đi. Trên trán Lý Khinh Hồng xuất hiện ba vạch đen,
nghĩ mãi mà không hiểu tính cách của mình và người phụ nữ kia giống như thế, tại sao tính cách của em gái người phụ nữ ấy lại hoàn toàn khác biệt thế cơ chứ? Lạc Thanh Thủy cười đến nổi miệng ngoác đến mang tai, mắt nhìn về phía Vương Nhất, trong ánh mắt còn mang theo vẻ biết ơn. Bà ta hiểu sở dĩ Lý Khinh Hồng gọi bà ta một tiếng dị út là bởi vì Vương Nhất. Được rồi, chúng ta lên xe thôi. Lý Tuyết Nhi cười nói. Vương Nhất gật đầu, nhìn đồng hồ, anh nghĩ thầm có lẽ là Lãnh Nhan cũng sắp đến rồi. Lần này Lãnh Nhan cũng đi cùng anh đến Yên Kinh, nhưng anh và Lý Khinh Hồng đi trước, cô ta chỉ có thể ngồi máy bay đuổi theo ở phía sau. Lý Khinh Hồng đang muốn lên xe, bỗng nhiên sực nhớ ra cái gì đó, cô nói, đi gấp quá cho nên không có mua quà, ở bên cạnh có một con phố thương mại, chúng ta đến đó mua quà đi. Còn mua quà cái gì nữa chứ, làm mấy loại chuyện khách khí như vậy làm cái gì, cháu gái có thể trở về chính là món quà tốt nhất rồi. Lạc Thanh Thủy đang muốn ngăn cản, Lý Khinh Hồng lại kiên trì nói, không được đâu, không thể bỏ qua lễ nghĩa. Lạc Thanh Thủy trợn tròn mắt, sau đó lại vui mừng bật cười, vậy được rồi, dì đợi cháu ở đây. Để em đi cùng. Lý Tuyết Nhi suy nghĩ rồi đi theo cô. Nhìn bóng dáng hai người đi vào trong khu thương mại, Lạc Thanh Thủy bỗng nhiên híp mắt lại, quay đầu nhìn về phía Vương Nhất, cậu đã đến Yên Kinh rồi có đúng không? Vương Nhất sững sờ, không hiểu tại sao bà ta lại muốn hỏi vấn đề này. Nhưng mà anh vẫn gật đầu, đã từng đến rồi. Đối với Vương Nhất mà nói, Yên Kinh hoàn toàn không xa lạ gì, bởi vì ở đây có một cấu trúc thượng tầng mà mọi tầng lớp xã hội ngưỡng mộ, bức tường đỏ. Cho dù anh là ẩn chủ nước hát thì cũng phải ngước nhìn bức tường đỏ. Đây cũng chính là nguyên nhân cho chuyến đi đến Yên Kinh lần này của Vương Nhất, nếu muốn điều quân đội thì sẽ có nguy hiểm vô cùng lớn, hơn nữa còn sẽ bị đám người kia để mắt tới. Dù sao thì bất cứ lúc nào đám người bọn họ cũng chờ đợi mình có sơ hở. Tại sao lại hỏi như vậy? Vương Nhất lại hỏi. Lạc Thanh Thủy lắc đầu, cười khanh khách, không có chuyện gì đâu, trực giác của phụ nữ mà thôi. Sau đó, hai người không nói gì thêm, kiên nhẫn chờ Lý Khinh Hồng và Lý Tuyết Nhi trở về. Ở một bên khác, Lý Khinh Hồng chọn đồ xong rồi, cô chuẩn bị quà cáp cho tất cả người trong nhà, có thể thấy được thành ý của cô. Cô hy vọng là người nhà có thể chấp nhận Vương Nhất, chúc phúc cho bọn họ, chính vì vậy mà cô đã buông bỏ khúc mắc trong quá khứ. Sau khi thanh toán xong, Lý Khinh Hồng cười nói với Lý Tuyết Nhi, được rồi, chúng ta đi thôi. Nhưng mà vừa mới bước ra khỏi khu thương mại thì có một chiếc xe màu đen dừng ở trước mặt Lý Tuyết Nhi và Lý Khinh Hồng. Cửa xe nhanh chóng được mở ra, có một đám đàn ông lao ra ngoài. Bọn họ chẳng nói tiếng nào mà kéo Lý Khinh Hồng lên trên xe. Nghênh ngang rời đi. Những người đàn ông bước xuống khỏi chiếc xe van đều che mặt, được huấn luyện nghiêm ngặt, bắt Lý Khinh Hồng từ phía dưới lên trên xe cũng chỉ có 2 giây đồng hồ. Lý Tuyết Nhi ở bên cạnh ngơ ngác nhìn 2 giây, lúc này mới lấy lại tinh thần, sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, nghẹn ngào kêu to, chị ơi! Người đi đường căn bản không phát hiện có một cô gái bị bắt cóc giữa ban ngày ban mặt, bọn họ chỉ kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lý Tuyết Nhi với ánh mắt kỳ quái. Cô ta chạy theo chiếc xe màu đen ấy được một khoảng liền thở hồng hộc ngừng lại, trơ mắt nhìn bọn họ đi xa. Sắc mặt Lý Tuyết Nhi trắng bệt, hai mắt đỏ hoe, chuyện đột ngột xảy ra, cô ta không kịp có phản ứng. Có đánh chết cô ta cũng không ngờ rằng Yên Kinh là một nơi có an ninh tốt nhất, lại là trung tâm nước hát, thế mà lại xảy ra sự kiện bắt cóc người hiên ngang trên đường, người bị bắt còn là chị gái của cô ta. Nhưng mà cô ta nhanh chóng tỉnh táo lại. Vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Vương Nhất. Cùng lúc đó, trong chiếc Wrangler, Vương Nhất đang chán nản chờ đợi, Lạc Thanh Thủy thì ôm Vương Tử Lam chơi đùa yêu thích không buông tay, nói thẳng là dáng dấp của đứa bé này giống hệt với cháu gái khi còn nhỏ. Đúng lúc này, điện thoại của anh lại vang lên là Lý Tuyết Nhi gọi tới. Tuyết Nhi, có chuyện gì? Vương Nhất không nghĩ gì nhiều, anh mỉm cười nhấn nghe điện thoại, đối diện lại truyền đến tiếng khóc to của Lý Tuyết Nhi. Anh rể, chị gái bị người khác bắt đi rồi. Là một chiếc xe van không có biển số, bọn họ đều che mặt. Chúng ta nên làm gì đây? Oanh! Lời nói của Lý Tuyết Nhi vừa mới dứt, ánh mắt của Vương Nhất lập tức trở nên phát lạnh, có một luồng sát cơ lạnh lẽo giống như thủy triều đang dâng trào, làm Lạc Thanh Thủy đang ngồi ở phía trước giật mình run rẩy cả tay, thỏi son quẹt qua miệng, bộ dạng vô cùng buồn cười. Có chuyện gì vậy? Bà ta quay đầu. Biểu cảm mất tự nhiên mà nhìn Vương Nhất.
Mặc dù bà ta và Vương Nhất tiếp xúc với nhau trong thời gian không dài, nhưng mà trước đó đã điều tra anh, mặc dù không có kết quả gì, nhưng mà bà ta biết rằng nếu như không phải có chuyện lớn thì Vương Nhất tuyệt đối sẽ không có biểu cảm đó. Khinh Hồng bị bắt cóc ngay trên đường. Sắc mặt của Vương Nhất vô cùng đen, giọng nói lại âm trầm. Anh không kiềm chế được mà run rẩy, lệ khí ngập trời đang không ngừng sinh sôi trong lòng anh. Anh biết chắc chắn là chuyến đi đến Yên Kinh lần này sẽ không thể thuận buồm xuôi gió, nhưng mà không ngờ bọn họ vừa mới đến Yên Kinh thì Lý Khinh Hồng lại bị bắt. Cái gì? Lạc Thanh Thủy cũng trừng to mắt, sau đó ánh mắt dần trở nên tàn nhẫn, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ sát khí không phù hợp với nhan sắc của bà ta, dám bắt cóc cháu gái của bà đây ở tại địa bàn của bà đây, chán sống rồi. Nói rồi, bà ta cũng lấy điện thoại di động ra gọi điện, Vương Nhất bỗng khoác tay chặn lại, không nên hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên phải điều tra rõ lai lịch của đối phương là ai, mục đích của việc đó là gì. Chất giọng không cho từ chối khiến Lạc Thanh Thủy sửng sốt một trận, bất giác bỏ điện thoại xuống. Cậu đang nghi ngờ đây không phải là một vụ bắt cóc đơn giản. Bà ta hỏi. Vương Nhất nặng nề gật đầu, thế lực ở Yên Kinh khá là rắc rối phức tạp, nó liên quan đến rất nhiều lợi ích. Trong đó, người được lợi nhất là ai? Lạc Thanh Thủy trầm tư một hồi, sắc mặt bỗng nhiên lại thay đổi, bà ta thốt ra. Vương tộc Yên Đô. Không sai, nếu không thì tại sao nhiều người không bắt, cứ nhất định phải bắt cóc Khinh Hồng. Lời nói của Vương Nhất khiến Lạc Thanh Thủy kinh ngạc một hồi, ấn tượng trong lòng đối với Vương Nhất đã thay đổi. Báo cáo mà bà ta nhận được chính là Vương Nhất chỉ là một tên phế vật, ngay cả một gia tộc nhỏ ở Thiên An cũng không cần. Ngoại trừ việc từng đi lính thì không còn cái gì khác. Nhưng mà bây giờ năng lực phản ứng và năng lực phân tích mà Vương Nhất thể hiện đều vượt qua khỏi tưởng tượng của bà ta. Thậm chí còn xa đến nỗi bà ta không có cách nào so sánh. Nếu như một người có đầu óc tỉnh táo, gặp chuyện không hỗn loạn lại là phế vật, vậy thì trên đời này không có thiên tài nữa rồi. Vậy cậu nói xem chúng ta nên làm gì đây? Sắc mặt của Lạc Thanh Thủy khẽ nhăn lại. Nếu như chỉ là vụ án bắt cóc bình thường thì bà ta còn có thể dựa vào lực ảnh hưởng của bà ta ở Yên Kinh để điều tra. Nhưng mà một khi dính líu đến vương tộc Yên Đô thì bà ta không thể ra tay. Người chân trần không sợ đi giày, càng lên cao thì quyền lực càng lớn hơn, trong bóng tối đang có nhiều người theo dõi phía sau, chờ bà ta phạm sai lầm. Bởi vì mỗi hành động của bà ta đại diện cho gia tộc đứng sau lưng mình. Nhất là Lạc Thanh Thủy. Dù sao thì bà ta là em gái ruột của đệ nhất mỹ nhân Yên Kinh đời trước, một mình bà ta đại diện cho nhị đại vương tộc Yên Đô, bà ta càng phải cẩn thận. Nhưng mà Lạc Thanh Thủy cũng có suy nghĩ muốn giao chuyện này cho Vương Nhất giải quyết, muốn quan sát năng lực của Vương Nhất. Chỉ nhìn thấy Vương Nhất không hề nghĩ ngợi gì mà thẳng thắn nói, chuyện này cứ giao cho tôi đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa Khinh Hồng trở về, dì đưa Tuyết Nhi trở về gia tộc trước đi. Nghe vậy, Lạc Thanh Thủy có chút do dự. Nhưng khi nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của Vương Nhất, bà ta vẫn quyết định tin tưởng anh, được rồi. Lý Tuyết Nhi nhanh chóng trở về xe, vừa mới lên xe thì liền khóc lóc nói với Vương Nhất, anh rể ơi, anh nhanh đi cứu chị gái đi. Vương Nhất trịnh trọng gật đầu, yên tâm đi. Ba ơi, mẹ đâu rồi? Lúc này, Vương Tử Lam lại ngẩng đầu lên, ánh mắt dò hỏi nhìn Vương Nhất. Vương Nhất ôm lấy cô bé, giọng nói dịu dàng, mẹ đi mua đồ ăn cho Tử Lam rồi. Mẹ sẽ trở lại nhanh thôi. Thật à? Vương Tử Lam vui vẻ nở nụ cười. Nhìn nụ cười đầy vẻ mong chờ trên mặt cô bé, sát ý trong lòng Vương Nhất lại càng sâu đậm. Vậy thì trước tiên cứ như thế đi. Lạc Thanh Thủy đang định khởi động xe, nhưng lại có 7-8 chiếc xe con chạy đến, có hơn 30 người đàn ông đầy hình xăm trên người ra khỏi xe, bao vây bọn họ. Sắc mặt của Lý Tuyết Nhi lập tức thay đổi, vội vàng đưa tay bịt mắt Vương Tử Lam. Trong lòng Lạc Thanh Thủy cũng nén giận, bước xuống xe mà hét lên, các người là người của ai, có biết tôi là ai không hả, lại dám cản xe của bà đây. Tên mặt sẹo dẫn đầu cười nói, đương nhiên là biết ma phi Yên Kinh người gặp người sợ, chúng tôi còn biết là trên xe còn có tiểu công chúa Lý Thị Vương tộc Yên Đô nữa kìa. Lạc Thanh Thủy giật mình, xem ra đối phương đã điều tra thân phận của bọn họ rất rõ ràng, bà ta nhướn nhướn mày, đã biết chúng tôi là ai mà còn dám cản đường của chúng tôi. Tên mặt sẹo tiếp tục cười nói, đương nhiên là chúng tôi không dám, cho nên mục tiêu của chúng tôi không phải là các người, mà là cậu ta. Nói dứt lời, ngón tay của gã ta chỉ vào Vương Nhất, nở nụ cười âm tàn, để cậu ta và con gái của cậu ta ở lại,
Ma Phi và tiểu công chúa Lý thì có thể đi. Sắc mặt Lạc Thanh Thủy lạnh lẽo, đột nhiên hỏi, các người cùng với đám người bắt cóc cháu gái của tôi là cùng một đám. Nụ cười trên mặt tên mặt sẹo từ từ nhạt dần, cái gì mà bắt cóc cháu gái lớn của bà chứ, mục tiêu của chúng tôi chỉ có Vương Nhất cùng với con gái của cậu ta mà thôi. Lạc Thanh Thủy không nói gì, chỉ quay đầu lại, nghiến răng nhìn Vương Nhất. Bây giờ bà ta đã có chút tin tưởng kẻ đứng sau chuyện này có bóng dáng Vương tộc Yên Đô. Đang muốn khuyên Vương Nhất đừng làm loạn, Vương Nhất lại lập tức đồng ý. Được. Nói xong, anh ôm Vương Tử Lam bước xuống xe. Anh rể, anh làm cái gì vậy? Thấy Vương Nhất xuống xe, sắc mặt Lý Tuyết Nhi trắng bệt. Cô ta biết là Vương Nhất biết đánh nhau, nhưng mà đối phương lại có hơn 30 người, hơn nữa còn cầm vũ khí. Đi. Vương Nhất bỗng nhiên quay đầu lại hét lớn một tiếng. Lý Tuyết Nhi và Lạc Thanh Thủy ở trên xe giật mình, bởi vì bọn họ có thể nhìn thấy ngọn lửa giận đang cháy hừng hực trong mắt Vương Nhất. Vương Nhất đã nổi giận rồi. Lạc Thanh Thủy lấy lại tinh thần, bà ta nghiến răng nói, cậu cố gắng chịu đựng, tôi lập tức trở về nhà gọi người. Nói xong, bà ta giẫm mạnh chân ga, xe biến mất ở cuối đường. Bây giờ đã không còn Ma Phi và tiểu công chúng Vương tộc Yên Đô. Đã không có ai có thể bảo vệ cho mày nữa rồi. Tên mặt sẹo cười lạnh, lập tức phung tay lên, đám người liền bao vây Vương Nhất và Vương Tử Lam ở giữa. Ba ơi, con sợ quá. Vương Tử Lam ôm chặt lấy bắp chân của Vương Nhất, nhỏ giọng nói. Không có chuyện gì đâu, có ba ở đây. Vương Nhất nhẹ nhàng sờ đầu Vương Tử Lam, sau đó lại nhìn thẳng vào tên mặt sẹo, các người muốn giết tôi. Cũng coi như là có chút giác ngộ. Tên mặt sẹo cười nhạo, người muốn giết mày đã nói rồi, nếu như mày thành thật trốn chui trốn nhủi ở Thiên An thì sẽ không làm gì mày, nhưng mà mày lại không biết sống chết, cứ phải đến Yên Kinh. Những lời phía sau anh ta không nói nữa, nhưng mà Vương Nhất cũng hiểu rõ ý của anh ta, chỉ là trên mặt anh không hề có vẻ e ngại. Một nụ cười không có nhiệt độ, anh nhìn xung quanh rồi hỏi, sẽ không có ai đến đây chứ? Mày còn trông chờ có người khác đến cứu mày. Tên mặt sẹo kinh ngạc nhìn anh, đừng có mơ tưởng viển vông, tao đã bố trí chướng ngại vật trên đường rồi, không có ai đến đây đâu, còn camera đã được tắt đi. Vương Nhất, đến chết rồi mà mày vẫn chưa rõ người mà mày đắc đội là nhân vật như thế nào. Còn con gái của mày nữa, nó mới 5 tuổi, chỉ bởi vì mày mà nó phải chết, ha ha ha. Nói một hồi, tên mặt sẹo thoải mái cười to. Vương Nhất lại lắc đầu, mày hiểu lầm rồi. Nếu như bọn mày đã chọn mộ cho mình xong rồi, vậy thì tao cũng đỡ phải tốn công. Cái gì? Lời này vừa mới nói ra, biểu cảm của tên mặt sẹo trở nên cứng đờ, gã ta khó hiểu nhìn Vương Nhất. Nhưng Vương Nhất căn bản không thèm nhìn bọn họ, anh chỉ chạm nhẹ vào đầu Vương Tử Lam. Tử Lam, ba đưa con đi gắp thú bông nha, có được không? Vương Tử Lam có hơi sợ, nhưng mà vẫn rụt rè gật đầu, vâng ạ. Đi thôi. Vương Nhất thật sự nắm lấy bàn tay nhỏ của Vương Tử Lam. Hai ba con quay người rời đi. Đứng lại đó cho ông đây. Tên mặt sẹo nhìn thấy mà hốc mắt đỏ ngầu, gã ta nổi giận, sắp chết đến nơi mà còn láo xược như thế. Mẹ nó, lên hết cho tao đi, cứ chém thẳng cho tao, không cần phải bỏ qua cho con bé đó. Vâng anh hổ. Đám người đồng loạt cầm dao chém về phía Vương Nhất. Nhưng Vương Nhất vẫn nắm tay Vương Tử Lam, quay đầu thong dong bước đi. Lúc này, có một bóng đen mảnh khảnh xuất hiện trước mặt bọn họ. Mái tóc đen, ánh mắt đẫm máu. Lúc đi ngang qua Vương Nhất, ánh mắt của Vương Nhất bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Giết hết toàn bộ, một tên cũng không tha. Vâng, thiếu chủ. Lãnh Nhan nhẹ giọng đáp lời. Ngay tức khắc, kiếm quang lạnh lùng nở rộ, một cỗ sát khí như biển máu xé nát cả bầu trời. Dừng lại. Tên mặt sẹo dẫn theo đàn em đuổi theo mấy bước, hét lớn một tiếng. Lập tức có hơn 30 người đồng loạt dừng lại, sững sờ nhìn ra phía trước. Bóng dáng Vương Nhất đã khuất xa, nhưng lại có một người phụ nữ mặc áo da, dáng người thon thả đang đi về phía bọn họ. Đôi giày cao gót da nhọn hoắt như muốn đâm vào tim tất cả mọi người, ai nhìn thấy cũng đều phải trợn tròn cả mắt. Bọn họ tự nhận mình đã chơi rất nhiều phụ nữ, nhưng mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như thế. Anh hổ, con nhỏ này thật là chất chơi. Nóng bỏng đó. Một gã trong số đó quay đầu nhìn về phía tên mặt sẹo, liếm liếm môi, trong mắt toát lên vẻ tham lam. Anh hổ nhìn đến mất hồn, nghe vậy thì gật gật đầu.
đột nhiên lấy lại tinh thần, đưa tay lên đánh vào đầu người kia, mẹ nó, trong đầu mày toàn là phụ nữ, hoàn thành nhiệm vụ đi rồi hắn nói. Gã đàn ông bị đánh có chút ấm ức, anh hổ, Vương Nhất đó chính là tên phế vật đến từ Thiên An, lúc nào giết cũng được mà, còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta à? Con nhỏ này thì không giống như thế, một người phụ nữ cực phẩm như vậy, bỏ qua thì rất khó có thể gặp lại. Mày nói cũng đúng. Anh hổ đã bị thuyết phục, anh ta nhìn lom lom Lãnh Nhan đang đi đến gần, trong đôi mắt tràn đầy vẻ dâm dê, thôi được rồi, trước tiên trói con nhỏ này lại, chờ đến lúc giết Vương Nhất xong lại hưởng thụ con nhỏ này. Anh hổ uy vũ. Đám người còn lại hú hét điên cuồng, mảy may không ý thức được cái chết đang đến gần mình. Thậm chí còn có một gã trong số đó can đảm chủ động bước đến trước mặt Lãnh Nhan, đưa tay múa vuốt ve gương mặt thanh tú của Lãnh Nhan, em gái à, không có ai nói cho em biết là con gái nhà lành không thể chơi dao à. Xoẹt. Nhưng còn chưa sờ đến mặt Lãnh Nhan thì một ánh sáng lạnh lẽo phóng to một cách nhanh chóng trong ánh mắt của gã ta. Sau đó, không còn âm thanh gì nữa. Gã ta cứng ngắc đứng yên tại chỗ, anh hổ cùng với hơn 30 người đứng sau lưng cũng trợn to cả mắt. Một cánh tay đầy máu bay lên thật cao rồi lại rơi xuống đất, cánh tay của người nọ đã bị Lãnh Nhan chặt đứt. A! À, lúc lấy lại tinh thần, gã ta đau đớn kêu thảm, máu tươi phun ra như suối, bịch một tiếng ngã xuống đất. Mà Lãnh Nhan căn bản nhìn cũng không thèm nhìn một cái nào, tiếp tục đi đến phía bọn người anh hổ. Cái gì vậy? Cảnh tượng này khiến đám người anh hổ chấn động sâu sắc, trong lòng không nhịn được mà run rẩy. Lúc này lại nhìn Lãnh Nhan, khuôn mặt của cô ta vẫn xinh đẹp như thế, dáng người của cô ta vẫn thon thả như thế, nhưng ánh mắt của anh hổ lại vô cùng kinh khủng. Chỉ trong chớp mắt liền chặt đứt cánh tay của một người, đây còn là con người nữa à? Đừng có đến đây! Anh hổ lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, giật lấy một con dao từ trong tay người nọ, chỉ vào Lãnh Nhan, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng. Nhưng mà Lãnh Nhan nhìn bọn họ như là nhìn người chết, vẫn đi đến gần bọn họ. Sự sợ hãi trong lòng được phóng đại vô hạn. Rốt cuộc, anh hổ cũng không còn nhịn được nữa, hét to một tiếng, mẹ nó, lên hết cho tao, chém chết cái con nhỏ này. Hơn 30 người cùng nhau tiến lên. Nhìn cảnh tượng này, khóe miệng Lãnh Nhan lại nở một nụ cười khát máu, ánh mắt đỏ ngầu như được máu tưới tiêu lại càng thêm đỏ rực, cô ta xông vào đám người trong cái nhìn chăm chú của anh hổ. Ha ha ha! Anh hổ lập tức nở nụ cười càn rỡ, gã ta thấy cho dù Lãnh Nhan có lợi hại đến đâu, nhưng khi xông vào bọn họ thì chắc chắn sẽ bị dao chém chết. Nhưng mà tiếng cười còn chưa dứt, dường như mọi thứ đều im bặt. Chuyện này sao có thể? Gã ta kinh ngạc kêu lên. Toàn thân run rẩy. Phốc phốc. Lãnh Nhan giống như con hổ xông vào bầy dê mà nhào vào đám người, con dao trong tay như một cái cối xay thịt, mỗi một lần vung ra thì sẽ có một cái đầu bay vút lên trời, hoặc là một cánh tay. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, tất cả mọi người đều chết hết. Trên con đường nhựa máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi gay mũi. Cộc cộc cộc. Lãnh Nhan vẫn còn bước đi như cũ, giày cao gót phát ra âm thanh lanh lảnh. Nhưng mà máu tươi đã nhuộm đỏ gót giày của cô ta, mỗi một bước đi đều sẽ để lại một dấu vết nhỏ xíu dưới mặt đường. A, a, hồn anh hổ bị Lãnh Nhan dọa không còn nữa, không hề do dự chút nào lập tức xoay người bỏ trốn. Nhưng chỉ mới chạy mấy bước, anh ta liền không chạy nữa, trên cổ là con dao với máu tươi đầm đìa. Nói cho tôi biết là ai phái các người đến đây, nếu không thì phải chết. Giọng nói của Lãnh Nhan vô cùng lạnh lùng. Biểu cảm trên mặt vẫn chưa hề thay đổi. Tôi nói. Anh hổ nào dám giấu giếm, gã ta khai ra hết toàn bộ. Lãnh Nhan nghe xong, cổ tay cử động nhẹ, cổ họng anh hổ lập tức hở ra một đường kẻ lớn, máu tươi phun ra như suối. Làm xong hết những chuyện này, cô ta lấy một cái khăn trắng như tuyết nhẹ nhàng lau sạch máu tươi trên lưỡi dao, sau đó gọi điện thoại rồi quay người rời khỏi. Trong khu thương mại phồn hoa, Vương Nhất dẫn Vương Tử Lam đi chơi gắp thú bông. Một đồng xu được nhét xuống, và một con thú bông lập tức được gấp lên. Vương Tử Lam đứng bên cạnh mở to mắt nhìn, trong mắt đầy vẻ sùng bái. Ba thật là giỏi quá đi, ba thật là lợi hại, gắp được nhiều gấu bông như thế. Cô bé vỗ tay bốp bốp, vô cùng kích động. Vương Nhất mỉm cười đưa hết gấu bông cho Vương Tử Lam, những thứ này đều là cho con và mẹ, Tử Lam giữ giúp mẹ nha, có được không nào? Dạ được à.
Vương Tử Lam lập tức đồng ý, đã sớm quên đi cảm giác khó chịu lúc nãy. Lúc này, Lãnh Nhan đi đến, khẽ gật đầu, thiếu chủ, người đã giết hết rồi, còn việc xử lý hiện trường tôi đã để người ở Thương hội Yên Đô đến dọn dẹp. Thương hội Yên Đô là thương hội đứng đầu trong bát đại thương hội cả nước, nó được thành lập bởi Thương Chi Thương Kính Tùng. Nhưng biểu cảm của Vương Nhất lại hờ hững, rõ ràng đây không phải là câu trả lời mà anh muốn. Còn thân phận của người đứng phía sau. Trong lòng Lãnh Nhan run lên, vội vàng nói. Là ai? Ánh mắt Vương Nhất bỗng nhiên trở nên âm trầm lạnh lẽo. Lãnh Nhan do dự một chút, vẫn là nói ra. Lý Tinh Sở, Lý Thị Vương tộc Yên Đô. Anh ta cũng là người đã sai người bắt cóc cô Lý. Phừng. Trong nháy mắt, toàn thân Vương Nhất bộc phát sát khí kinh người, Vương tộc Yên Đô. Nhưng mà anh nhanh chóng tỉnh táo lại, nếu là Lý Tinh Sở làm thì chắc chắn sẽ không làm tổn thương cô. Điều Vương Nhất lo lắng duy nhất đó chính là sau khi Lý Khinh Hồng tỉnh lại, cô biết được là người trong gia tộc mình làm thì cô sẽ đau lòng đến cỡ nào. Thiếu chủ, tiếp theo đây chúng ta nên làm gì bây giờ? Lãnh Nhan hỏi. Vương Tử Lam đã chơi chán rồi, cô bé nghiêng đầu nhìn Vương Nhất, ba ơi, mẹ đâu rồi? Vương Nhất mỉm cười đưa tay ôm lấy cô bé, chúng ta đi tìm mẹ nha. Ngay lúc đó, ánh mắt của anh trở nên lạnh lùng vô cùng. Đi thôi, đến Lý Thị. Lý Thị, Vương tộc Yên Đô. Lý Khinh Hồng yếu ớt tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường lớn sang trọng, chăn đắp trên người được dệt từ tơ tằm. Bốn vách tường xung quanh được treo đầy những bức tranh nổi tiếng và đồ cổ, tùy tiện ném ra một thứ cũng đủ để vô số người giàu có tranh giành đến sức đầu mẻ chán. Đây là đâu? Lý Khinh Hồng ngồi dậy, đầu đau như búa bổ. Bỗng nhiên, cô nhớ đến trước khi mình ngất xỉu, cô bị một đám người có lai lịch không rõ ràng kéo lên trên xe, ngay cả lời còn chưa nói thì đã bị hôn mê. À đúng rồi, Vương Nhất, Tử Lam. Lý Khinh Hồng đột nhiên nhớ lại. Cô không màng đến viện kiểm tra thân thể mình mà vội vàng bước xuống giường, xuyên qua cửa sổ sát đất thật to, cô nhìn thấy trung tâm thành phố nhỏ bé ở phía dưới. Đánh giá những tòa kiến trúc tráng lệ xung quanh, dường như là cô đang ở trong một tòa lâu đài. Hơn nữa, tòa lâu đài này rất quen thuộc. Ánh mắt Lý Khinh Hồng bỗng nhiên co lại, đây là Vương tộc Yên Đô. Két! Vừa mới dứt lời, cửa phòng ngủ liền được mở ra. Có một người đàn ông tuấn tú mặc đồ vest màu trắng đứng nghiêng người dựa vào cửa, trên mặt mang theo nụ cười tà mị, giống như cười mà không phải cười. Đã lâu không gặp, em họ. Lý Tinh Sở. Nhìn thấy người thanh niên tuấn tú đứng dựa vào cửa, sắc mặt Lý Khinh Hồng liền thay đổi. Nhưng mà rất nhanh, biểu cảm trên mặt cô lại trở nên lạnh lùng, cô vô cảm nói, tại sao anh lại ở đây? Nếu như Vương Nhất ở đây thì chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cho anh ta. Bởi vì anh ta chính là người đã tuyên bố muốn chia rẽ anh và Lý Khinh Hồng, còn xem Vương Tử Lam như là đứa con hoang. Một người ngay cả đứa trẻ còn không chịu buông tha thì làm sao có thể có lòng tốt được chứ? Lý Tinh Sở khẽ cười, anh ta cất bước đi đến trước mặt Lý Khinh Hồng, em họ à, có phải là đã lâu lắm rồi em không về nhà không cho nên em đã quên mất mọi người, đây chính là nơi mà chúng ta đã lớn lên, tôi không ở đây thì ở đâu chứ? Nghe vậy. Thái độ của Lý Khinh Hồng liền thay đổi, cô rơi vào trầm tư. Rõ ràng là trước đó tôi bị một đám người không rõ lai lịch bắt đi, bây giờ lại ở trong Vương tộc Yên Đô, nói cách khác. Dường như là nghĩ ra cái gì đó, sắc mặt Lý Khinh Hồng lập tức trở nên tái nhợt, ánh mắt phẫn nộ, là anh đã cho người bắt cóc tôi. Ôi chao, có vẻ là em họ vẫn thông minh như trước, tôi cho rằng hai anh em chúng ta gặp nhau thì có thể bỏ nó qua một bên. Lý Tinh Sở tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng không hề có gì là chột dạ sau khi bị người khác vạch trần, nụ cười trên mặt lại càng sâu hơn. Tại sao anh lại muốn làm như vậy? Lý Khinh Hồng nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt anh ta, tức giận chất vấn, chồng tôi và con gái tôi đâu rồi, anh đã làm gì bọn họ? Sau khi biết gia tộc mình chính là người đã bắt cóc mình, cảm xúc của cô vô cùng kích động, thậm chí cô còn hung hăng nắm chặt lấy cà vạt của Lý Tinh Sở, hốc mắt đỏ hoe. Lý Tinh Sở không hề phản kháng, tùy ý để Lý Khinh Hồng lắc lư người mình. Đến lúc cảm xúc tạm tạm rồi, anh ta mới nâng mặt lên cười nói, tôi làm như vậy đương nhiên là muốn đưa em về nhà rồi, đã bao lâu rồi em không về nhà. Tôi đã đồng ý với các người là sẽ về, tại sao lại dùng cách này để tôi về nhà? Lý Khinh Hồng vô cùng bất mãn với câu trả lời này, cảm xúc vẫn còn kích động như cũ.
Lý Tinh Sở im lặng một hồi, cứ nhìn chằm chằm vào Lý Khinh Hồng như thế, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Tại sao tôi lại phải dùng cái cách cực đoan như thế để mời em về nhà, em đoán không ra à? Lời nói của anh ta càng khiến Lý Khinh Hồng phẫn nộ, cô không nói gì, cứ nhìn chòng chọc vào Lý Tinh Sở. Vất vả lắm mới có thể về nhà một chuyến, tại sao lại mang theo cái tên phế vật cùng với đứa con hoang đó hả? Giọng nói của Lý Tinh Sở bỗng nhiên trở nên âm trầm, sát ý sinh sôi trong mắt, chúng ta là vương tộc Yên Đô, là quý tộc đứng đầu nước Hát. Anh ta chỉ là một tên phế vật xuất thân thấp hèn, dựa vào cái gì mà có thể ở chung một mái nhà với chúng ta. Dừng lại một lúc, Lý Tinh Sở tiếp tục nói, đừng quên là muốn ba con bọn họ chết không chỉ có tôi, dựa vào một mình em có thể bảo vệ cho bọn họ à. Giọng nói của Lý Tinh Sở vừa mới dứt, biểu cảm trên mặt Lý Khinh Hồng liền ngưng động lại. Vậy Vương Nhất và Tử Lam đâu? Giọng nói của cô run run rẩy rẩy, lại ngồi xuống giường một lần nữa. Lý Tinh Sở bước tới, nở một nụ cười tàn độc, chắc là bây giờ bọn họ đã biến mất khỏi thế giới này rồi. Xin lỗi nhà em họ, khiến em kết hôn một lần uổng phí. Lý Khinh Hồng không nói tiếng nào, toàn thân run rẩy kịch liệt, trong mắt không nén nổi nước mắt. Đừng khóc mà em họ. Nhìn nước mắt trên mặt Lý Khinh Hồng, sắc mặt của Lý Tinh Sở hơi thay đổi, anh ta vội vàng nói, tôi làm vậy cũng là không có cách nào khác, ai bảo cái tên đó yêu em chứ. Công chúa và thường dân không thể ở bên nhau. Tiếp theo đây em ở lại Yên Kinh đi, gia tộc đã sắp xếp đối tượng kết hôn tiếp theo cho em rồi, tốt hơn cái tên Vương Nhất đó gấp trăm lần. Tôi liều mạng với anh. Lý Khinh Hồng vẫn luôn im lặng đột nhiên lại hét lên một tiếng, không biết cô lấy đâu ra sức lực mà lại bổ nhào về phía Lý Tinh Sở, hai tay nắm lấy cổ anh ta, không ngừng dùng sức. Em dừng tay lại. Lý Tinh Sở cũng không ngờ là Lý Khinh Hồng kích động như thế. Trong mắt hiện lên vẻ luống cuống. Hốc mắt Lý Khinh Hồng đỏ bừng, trong mắt mang theo hận thù vô hạn. Vất vả lắm cô mới có thể có một gia đình ấm áp, vất vả lắm trong cuộc sống này mới có thể xuất hiện một tia sáng, thế mà lại bị gia tộc vô tình phá vỡ. Vừa nghĩ đến hiện tại Vương Nhất và Vương Tử Lam không rõ sống chết, trái tim Lý Khinh Hồng như bị chém thành hai nửa, mất hết sức sống. Dưới cơn tức giận thôi thúc, cô đã đánh mất lý trí. Tinh Sở, sao vậy? Nghe thấy âm thanh trên lầu, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Một vài trưởng bối trung niên ăn mặc chỉnh tề bước vào, sau lưng còn có mấy tiểu bối đi theo. Nhìn thấy Lý Khinh Hồng đang bóp cổ Lý Tinh Sở, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi. Các người đang làm cái gì vậy? Mau dừng tay. Một đám người bước lên tách hai người bọn họ ra. Cô cả, cô út và các vị trưởng bối, tôi không sao đâu. Lý Tinh Sở bị bóp cổ đỏ bừng cả mặt, hô hấp dồn dập, chật vật đứng dậy từ dưới đất, nhìn về phía Lý Khinh Hồng vẫn còn đang phẫn nộ nhìn anh ta, tôi biết là em hận tôi, nhưng mà không sao hết, hận thì cứ hận đi, đây là ý của gia tộc. Đám người nghe thấy như vậy thì cũng lập tức hiểu ra tại sao hai người lại mâu thuẫn với nhau, sắc mặt của bọn họ liền thay đổi. Khinh Hồng, tên đàn ông đó không chỉ vấy bẩn cô mà còn không có bản lĩnh, chết thì có gì ghê gớm đâu. Đúng vậy, cô nên cảm ơn ba của cô, cho dù cô tức giận rời khỏi gia tộc, nhưng ông ấy vẫn không trục xuất cô ra khỏi gia tộc, thậm chí còn bảo vệ cô. Cô sinh ra là người của Lý Thị, chết là ma của Lý Thị, cô không thể chạy thoát số phận, cô hãy cam chịu số phận đi. Người thân họ hàng bề ngoài nhìn như muốn tốt cho cô, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ trăm phương nghìn kế để Lý Khinh Hồng kết hôn một lần nữa, dùng cái này để đổi lấy lợi ích. Lý Khinh Hồng vô lực dựa người bên cửa sổ, trong lòng đau đớn tột cùng. Cô còn nghĩ là gia tộc có thể hiểu cho cô, không ngờ rằng vừa mới trở về Yên Kinh thì gia tộc hết đâm cô dao này đến dao khác. Khinh Hồng, cô đừng trách Tinh Sở, kế hoạch này là do tôi nghĩ ra. Lúc này, có một người đàn ông trung niên với gương mặt chữ điền bước ra, đó chính là ba của Lý Tinh Sở, Lý Phan. Cái tên phế vật cùng đứa con hoang đó nhất định phải chết. Gia tộc đã sắp xếp đối tượng kết hôn mới cho cô, đó chính là cậu chủ nhà họ Tần, cũng là vương tộc Yên Đô, tên là Tần Hồng Long. Trước tiên cô bình tĩnh chút đi, đến khi Trung Thu kết thúc thì sẽ xuất phát đến nhà họ Tần. Lý Phan vừa mới nói xong thì liền xoay người đi khỏi. Tất cả mọi người cũng đi theo, không có người nào nói giúp Lý Khinh Hồng. Đây là ý của các người, hay là ý của ông ta? Bỗng nhiên, Lý Khinh Hồng lại nở nụ cười. Trong giọng nói mang theo vẻ tuyệt vọng.
sắc mặt của tất cả mọi người trở nên vô cùng mất tự nhiên, không ai nhìn thẳng vào cô mà trả lời, chỉ nói một câu, tôi nghĩ là ba của cô cũng sẽ đồng ý mối hôn sự này. Sau đó liền đi ra ngoài. Cạch, cửa bị khóa lại. Lý Khinh Hồng chệch choạng đứng dậy, nhìn phong cảnh ở bên ngoài cửa sổ, sắc mặt tái nhợt, cô nở một nụ cười tuyệt vọng. Vương Nhất, em đã gả cho anh làm vợ thì cả đời này đều là người của anh, em sẽ không kết hôn với người khác. Nếu như anh chết thì em cũng không muốn sống một mình. Em đến với anh đây. Tại tầng 1 của tòa lâu đài, một đám người đang tụ tập ở nơi đây. Ở vị trí trung tâm chính là Lý Tinh Sở và ba của anh ta, Lý Phan cùng một quý bà cực kỳ xinh đẹp và khí chất. Tuy nhiên, trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ lo lắng. Bỗng nhiên, chú hai của Lý Khinh Hồng, Lý Doãn lên tiếng, chúng ta giấu gia chủ lén lút sắp xếp hôn sự cho Khinh Hồng như thế, liệu có vấn đề gì không? Ông ta vừa nói xong, lông mày của tất cả mọi người càng nhíu chặt hơn. Trong mắt họ hiện lên sự sợ hãi sâu sắc. Bọn họ vốn chỉ định trừ khử chồng và con gái của Lý Khinh Hồng, sau đó sắp xếp cho Lý Khinh Hồng tái hôn để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Bây giờ Vương Nhất và con gái đều đã chết rồi, vấn đề duy nhất mà bọn họ phải đối mặt chính là gia chủ. Lý Thế Nhân, người đàn ông đó được mệnh danh là đại trí nhược ngu. Liệu ông ta có đồng ý không? Mọi người đều biết rằng, vì năm đó gia đình tan vỡ nên ông ta luôn cảm thấy có lỗi với Lý Khinh Hồng. Nếu Lý Thế Nhân biết chuyện bọn họ đối xử với con gái mình như thế, có chúa mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không có vấn đề gì đâu. Lý Phan bỗng đáp, chúng ta làm thế cũng vì muốn tốt cho Khinh Hồng. Dù có bị gia chủ phát hiện thì ông ta cũng không làm khó chúng ta quá đâu. Không sai. Lý Tinh Sở cũng lên tiếng, vốn dĩ, con và phía Thiên An hợp tác bắt chị họ về nhà. Nhưng bây giờ nhà họ Tần đã đồng ý mối hôn sự này rồi. Hai bên đều không dễ rút lời. Chuyện này sẽ đem lại lợi ích cực kỳ to lớn. Con nghĩ gia chủ cũng sẽ không quá phản đối đâu. Tinh Sở nói không sai, Lý Phan, Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Con trai chú còn trẻ mà giỏi hơn chú nhiều. Vị trí gia chủ đời tiếp theo là Tinh Sở rồi chứ không ai khác. Sau khi yên lòng, mọi người đều tỏ vẻ nịnh nọt tới chúc mừng Lý Tinh Sở. Ngay lúc này, cửa lớn đang khép kín bỗng mở toang. Hai bóng người lo lắng xông thẳng vào bên trong. Không ổn, xảy ra chuyện rồi. Mọi người nhìn sang, thì ra là Lạc Thanh Thủy và Lý Tuyết Nhi. Nơi đây là nhà họ Lý, không phải nhà họ Lạc mấy người, không biết gõ cửa trước khi vào à. Tuyết Nhi về rồi à, nhanh ngồi nghỉ uống miếng nước nào. Nhiều người quan tâm tới Lý Tuyết Nhi hơn, dù sao đây cũng là đứa con gái gia chủ thương yêu nhất. Lạc Thanh Thủy lập tức lạnh mặt, lúc trước, khi chị bà còn ở đây, ai dám to tiếng với bà ta chứ? Chị gái vừa đi, bọn họ lập tức không thèm đặt bà vào mắt. Nhưng tình thế bây giờ đang gấp rút, bà ta cũng không tính toán làm gì. Lý Tuyết Nhi kể lại mọi chuyện, thưa các vị trưởng bối, xảy ra chuyện rồi, chị gái cháu bị bắt đi rồi. Mọi người vừa nghe xong liền thả lỏng, tôi còn tưởng chuyện gì to tát chứ, thì ra là chuyện này. Lý Tuyết Nhi trợn mắt, cô không hiểu tại sao khi mọi người nghe tin chị gái bị bắt cóc mà lại không chút lo lắng. Lý Tinh Sở đứng dậy rồi cười đáp, đừng lo, chị gái em đang ở trên lầu nghỉ ngơi. Trên lầu. Vừa dứt câu, Lý Tuyết Nhi và Lạc Thanh Thủy liền đưa mắt nhìn nhau rồi vô thức nhìn lên lầu. Trong phút chốc, ánh mắt của Lạc Thanh Thủy bỗng trở nên sắc bén, bà ta nhìn Lý Tinh Sở, cậu sai người bắt cóc Khinh Hồng sao? Không sai, là tôi làm đấy. Lý Tinh Sở không phủ nhận mà thoải mái gật đầu. Chát! Lạc Thanh Thủy tát lên mặt anh ta. Bà ta đã tát rất mạnh, đến nỗi khóe miệng của Lý Tinh Sở lập tức rớm máu. Lạc Thanh Thủy, bà dựa vào cái thá gì mà tát con trai tôi? Một quý bà trung niên xinh đẹp tức giận xông tới chỉ vào Lạc Thanh Thủy. Những người khác cũng mắng theo. Đây là nhà họ Lý, không phải nhà họ Lạc, bà dám đánh người ở đây sao? Lạc Thanh Thủy! Mụ đàn bà điên rồ này, sớm muộn gì bà cũng bị người khác xử lý thôi. Nhưng Lạc Thanh Thủy không hề hoảng sợ, ánh mắt lạnh như băng của bà ta dán chặt lên người Lý Tinh Sở, nếu cháu gái tôi xảy ra chuyện gì thì dù cậu có là người của nhà họ Lý, tôi cũng quyết không bỏ qua cho cậu. Mọi người đều cười lớn. Khinh Hồng chính là người nhà họ Lý chúng tôi, con bé có thể gặp chuyện gì chứ? Đúng vậy, nơi đây là vương tộc Yên Đô, ai dám tới gây sự chứ?
không có tư cách. Tôi không ngờ chị tôi lại chọn một gia tộc rác rưởi thế này. Trong mắt Lạc Thanh Thủy hiện lên sát khí, giọng nói lạnh lùng tới cực điểm, mấy người đều biết rõ tính cách của Khinh Hồng rất quyết liệt, nếu đã chọn một người thì sẽ không bao giờ thay đổi. Mấy người dùng cách bắt cóc để tách con bé và chồng con nó ra, mấy người nói xem con bé sẽ phản ứng như thế nào. Cả đại sảnh im lặng, mọi người nhìn nhau rồi tái mặt như vừa nghĩ tới chuyện gì. Không ổn rồi. Lý Tinh Sở là người đầu tiên xông lên lầu. Sau đó là Lý Phan, cuối cùng tất cả mọi người đều lên theo. Lạc Thanh Thủy đứng yên tại chỗ, sắc mặt của bà vô cùng u ám. Bà ta cảm thấy xót xa thay cháu gái. Dì nhỏ, liệu chị cháu có xảy ra chuyện gì không? Mặt Lý Tuyết Nhi trắng bệch như giấy, cô ta lo lắng nắm chặt lấy tay Lạc Thanh Thủy. Lạc Thanh Thủy lập tức an ủi cô, yên tâm đi, con bé sẽ không gặp chuyện gì đâu. Sau đó bọn họ cũng đi lên lầu xem thử tình hình thế nào. Lạc Thanh Thủy tràn đầy lo lắng, hy vọng là dì đã nghĩ nhiều. Lý Phan dùng chìa khóa mở cửa phòng ra. Ngay vào lúc cánh cửa mở ra, đồng tử của mọi người đều co lại. Lý Khinh Hồng đầu bù tóc rối đang lao thẳng vào tường. Lực đập rất lớn, không hề giống giả vờ, mà là, tự sát. Khinh Hồng, cháu, chị, ba tiếng hét từ ba người khác nhau đồng thời vang lên, lần lượt là đám người Lý Tinh Sở, Lạc Thanh Thủy, Lý Tuyết Nhi. Mọi người lao vào với ánh mắt hoảng sợ. Bọn họ đã tính toán xong mọi thứ, nhưng lại tính sót sự chinh liệt của Lý Khinh Hồng. Sau khi nghe tin Vương Nhất và Vương Tử Lam sống chết không rõ, Lý Khinh Hồng quyết định dùng cái chết để chứng tỏ lòng thành. Tiếc là, đã muộn rồi. Không. Trong tiếng hét thất thanh của Lý Tuyết Nhi, đầu của Lý Khinh Hồng đập mạnh vào tường. Cốp. Máu tươi lập tức từ trán Lý Khinh Hồng phun ra, hai mắt cô nhắm nghiền rồi ngã ra đất. Chị. Lý Tuyết Nhi thét lên rồi điên cuồng lao đến ôm chầm lấy Lý Khinh Hồng. Lạc Thanh Thủy cũng ngây người trước cảnh tượng này. Ngay sau đó, bà ta từ từ quay người nhìn về phía bọn Lý Tinh Sở. Ánh mắt bà ta mang theo sự tức giận tới cực điểm. Là do mấy người đã ép Khinh Hồng tới bước đường này. Lý Tuyết Nhi ôm Lý Khinh Hồng với cái trán đầm đìa máu. Cô ta khóc tới phế liệt tâm can, sau đó oán hận ngẩng đầu lên. Tôi hận mấy người. Lý Tinh Sở, Lý Phan cũng đứng chôn chân tại chỗ không biết nên làm thế nào. Bùm! Bỗng nhiêu! Bên ngoài lâu đài bỗng truyền tới tiếng công kích inh tai nhức óc. Sau đó, cổng lớn vương tộc Kinh Đô bị một bóng người cao lớn đánh bay. Bụi bay mù mịt, đất đá tung tóe. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt Lý Tinh Sở lập tức thay đổi, anh ta tức giận gầm lên. Một tên vệ sĩ vội vã xông vào, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ. Bên ngoài có một chiếc xe đang xông tới, nó đã tông trúng rất nhiều người của chúng ta rồi. Cái gì? Nghe thế, tất cả mọi người đều tức giận vô cùng. Rốt cuộc là ai dám tông cổng lớn vương tộc Yên Đô nhà chúng ta? Lúc này khói bụi đã tan, hai bóng người một nam một nữ bước ra. Đó chính là Vương Nhất và Lãnh Nhan. Ánh mắt anh vô cùng lạnh lùng, giọng nói lạnh như địa ngục u linh. Vợ tôi đang ở đâu? Giọng nói của Vương Nhất trầm như sấm, tiếng của hắn vang vọng từng ngóc ngách trong toàn bộ lâu đài. Rắc rắc rắc. Cửa sổ thủy tinh cũng vỡ tan tành, từng mảnh kính rơi xuống đất. Mọi người trợn trừng mắt, tim không khỏi run lên. Trong phút chốc, họ đều cảm thấy khó thở vì áp lực từ sát khí nghịch thiên, thậm chí hồn phi phách tán. Ngay sau đó, Lý Tuyết Nhi bỗng hoàn hồn, trên mặt cô ta lộ ra vẻ vui mừng. Là giọng của anh rể không sao rồi. Hai tiếng anh rể khiến mi mắt của hai ba con Lý Tinh Sở giật mạnh rồi lập tức trợn tròn mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, người mà Lý Tuyết Nhi gọi là anh rể chính là Vương Nhất. Rõ ràng anh ta đã sai đại ca của thế giới ngầm Lý Hổ đi giết Vương Nhất rồi mà, sao hắn ta vẫn còn sống? Lý Tinh Sở nheo mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất, anh ta phát hiện cả người Vương Nhất không có vết thương nào, thậm chí quần áo còn không bị nhăn. Sao có thể? Lý Phan cũng rất sửng sốt, ông ta nhìn Vương Nhất mà không nói nên lời. Lạc Thanh Thủy cũng không dám tin vào mắt mình. Thậm chí bà ta còn dụi mắt nhìn lại, sau đó mới tin. Ngoài hai người Vương Nhất và Lãnh Nhan ra, bên cạnh họ còn có một bóng người nho nhỏ. Cô bé như được khắc bằng ngọc, mặc một bộ váy Lolita đáng yêu như búp bê. Đó chính là con gái Vương Nhất, Vương Tử Lam. Vương Nhất dắt tay bé rồi cứ thế đi vào bên trong vương tộc Yên Đô.
người lớn dắt người nhỏ, mọi người không những không cảm thấy kỳ lạ, ngược lại trông còn vô cùng nhiệt huyết. Tử Lam có sợ không? Vương Nhất dắt Vương Tử Lam vào trong, sau đó cúi đầu dịu dàng hỏi bé. Vương Tử Lam lắc đầu, đôi mắt long lanh tràn đầy kiên định, không sợ, Tử Lam muốn gặp mẹ thôi. Được. Vương Nhất mỉm cười, sau đó anh nhìn về tấm biển lộng lẫy đang treo chính giữa tòa kiến trúc tráng lệ. Trên đó có hai chữ rồng bay phượng múa. Lý Thị. Một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua mắt anh, tôi rất ngứa mắt với hai chữ này. Vâng, thưa thiếu chủ. Lãnh Nhan lập tức đáp lời, ngay sau đó, cô ta bước lên, bỗng xuất hiện trước tấm biển rồi đá mạnh một cái. Trong phút chốc, tấm biển tượng trưng cho cốt lõi của nước Hát, cho vương tộc Lý Thị của cửu đại Yên Đô đã bị Lãnh Nhan một cước đá nát. Từng mảnh vỡ của tấm biển rơi đầy ra đất, bụi bay mù mịt. Bọn Lý Tinh Sở, Lý Phan khó tin trợn trừng mắt. Lý Thị là vương tộc Yên Đô, từ thuở khai sinh đến nay, có ai lại dám đá vào như vậy? Hôm nay chính là lần đầu tiên. Hiếp người quá đáng, mấy người tưởng nhà họ Lý này dễ bắt nạt lắm sao? Lý Phan lập tức nổi điên, ông ta tức tới mức nổi đầy gân xanh trên trán. Hai mắt Lạc Thanh Thủy lại sáng lên, không ngờ cậu ta lại dám gỡ biển của nhà họ Lý ngay trước mặt người họ Lý. Tự cổ chí kim, chưa có ai dám làm như vậy. Bây giờ phải xem, cậu ta có đủ thực lực và tự tin để xử lý không? Nghĩ xong, Lạc Thanh Thủy liền thò một tay vào túi, chuẩn bị gọi điện thoại. Chuyện bây giờ đã liên quan tới vấn đề hôn nhân của cả nhà cháu gái lớn. Dù bà ta có đại diện nhà họ Lạc đứng ra cũng không ai dám nói. Nhưng nếu thật sự không ổn thì bà ta chỉ có nước gọi cho chị mình thôi. Một bên khác, Lý Tinh Sở đã không nhịn nổi nữa, sắc mặt anh ta cực kỳ u ám. Ba, hắn ta chính là người đã cướp đi sự trong sạch của em họ. Không ngờ còn dám xông vào nhà họ Lý chúng ta, đúng là không đặt chúng ta vào mắt mà. Ánh mắt Lý Phan cũng lóe lên, đúng vậy, nếu người này không chết thì hàng loạt kế hoạch tiếp theo của chúng ta đều không thể thực hiện. Đám người nhà họ Lý đứng đằng sau đều chung một chiến tuyến. Nếu muốn gả Lý Khinh Hồng vào nhà họ Tần thì phải xóa bỏ mối quan hệ vợ chồng với Vương Nhất. Một trong những cách thực hiện điều đó chính là giết chết Vương Nhất rồi làm giấy chứng tử. Nhưng bây giờ, Vương Nhất vẫn còn sống, vấn đề lớn rồi đây. Vương Nhất nhất định phải chết. Mọi người đều đồng lòng, đen mặt bước lên. Vương Nhất, cậu không ngoan ngoãn ở Thiên An mà dám tới vương tộc Yên Đô này à? Lý Phan bước ra lạnh lùng nhìn Vương Nhất, ông ta tức giận gầm lên. Trước sự phẫn nộ của Lý Phan, Vương Nhất không chút hoảng sợ, ánh mắt anh quét qua tất cả mọi người, ai là Lý Tinh Sở? Lý Phan nổi điên tại chỗ, tôi đang hỏi cậu đó. Xoẹt. Lời vừa dứt, một hòn đá sắc bén lia qua má ông ta. Mặt ông ta lập tức hiện lên một tia máu. Giọng nói lạnh lùng của Vương Nhất vang lên. Kể từ bây giờ, tôi chưa hỏi tới mà ai dám trả lời thì ông ta chính là lời cảnh cáo. Cậu! Trên mặt Lý Phan tràn đầy vẻ tức giận nhưng ông ta cũng không dám mở miệng. Lý Tinh Sở đen mặt, anh ta và Vương Nhất đã nghe tới đối phương từ sớm nhưng tới hôm nay mới gặp nhau lần đầu tiên. Vậy nên anh ta không hề ngờ rằng, Vương Nhất lại mạnh như thế. Là tôi. Anh ta bỗng đứng dậy rồi nhìn về phía Vương Nhất, tôi biết tại sao anh lại tới đây. Ánh mắt Vương Nhất ghim chặt lên người anh ta, sự lạnh lùng khiến Lý Tinh Sở như rơi vào hầm băng. Biết thì tốt, vợ tôi đang ở đâu? Lý Tinh Sở không chút sợ hãi, quả thực em họ đang ở trong tay tôi, nhưng em ấy không thể quay về bên anh được. Em ấy là cô chủ của nhà họ Lý. Sau này còn phải gả cho cậu chủ của nhà họ Tần. Còn anh và con gái anh sẽ phải chết, thần không biết quỷ không hay. Lý Tinh Sở cười lạnh, vừa dứt lời, anh ta liền vỗ tay. Ngay sau đó, rất nhiều vệ sĩ lao ra từ mọi hướng rồi bao vây ba người Vương Nhất, Lãnh Nhan và Vương Tử Lam. Ánh mắt Vương Nhất hơi ngưng lại. Những vệ sĩ xung quanh đều cao trên 1.9 và có cơ bắp cuồn cuộn, đặc biệt là bắp tay nhô lên rất rõ ràng. Trên người bọn họ còn có khí tức nhàn nhạt. Vương Nhất không hề hoảng loạn mà chỉ ngạc nhiên trước tiềm lực của vương tộc Yên Đô. Những vệ sĩ này đều là tinh anh. Nếu sâu lâu thì bọn họ có thể đánh ngang tay với đội lục chiến thủy quân, nhưng bây giờ họ lại tề tựu ở nhà họ Lý. Hơn nữa, Vương Nhất hoài nghi đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Ha ha ha, thấy sao, anh có thích món quà mà tôi chuẩn bị cho anh không? Thấy Vương Nhất bị bao vây, Lý Tinh Sở cười lớn.
tôi không biết anh đã thoát khỏi tay Lý Hổ thế nào, nhưng nếu đã dám xông vào nhà họ Lý thì anh nhất định phải chết. Những người khác cũng nhìn về phía Vương Nhất rồi cười lạnh như thể họ đã đoán trước được kết cục anh bị đánh chết. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi, Vương Nhất lại cười mỉa mai, đây là phần quà mà anh đã chuẩn bị sao, trùng hợp thật, tôi cũng chuẩn bị cho anh một phần quà tương tự. Anh có ý gì? Nghe tới đây, nét mặt của Lý Tinh Sở lập tức thay đổi. Vương Nhất không đáp mà chỉ quay đầu nhìn Lãnh Nhan rồi cười lạnh, mang lên đây. Vâng. Lãnh Nhan tuân lệnh, sau đó mở cốp xe và lấy ra một vật hình lập phương dài. Cô ta vứt vật đó ra trước mặt tất cả mọi người. Trong phút chốc, mọi người đều sững sờ và nín thở. Đây là màu đỏ son, bên trong rất rộng rãi. Đó là một cỗ quan tài màu đỏ. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, khuôn mặt của mọi người trong nhà họ Lý đều đau rát. Không ai có thể ngờ rằng, phần quà Vương Nhất vừa nói lại là một cỗ quan tài màu đỏ. Chiếc quan tài nặng nề, bên trong trống rỗng, màu đỏ son đập thẳng vào mắt bọn họ. Hiếp người quá đáng, hiếp người quá đáng. Hai mắt Lý Phan Long sòng sọc và đỏ như máu, ông ta tức run người. Trong suốt nửa thế kỷ đứng ở nước Hát đến nay, nhà họ Lý chưa bao giờ bị nhục mạ như vậy. Thế mà hôm nay, một thằng ở rể phế vật không chút bối cảnh lại dám hỗn sược mang một cỗ quan tài đỏ đến, rõ ràng là đang xem thường bọn họ. Lý Tinh Sở vừa ngạc nhiên vừa tức giận, bây giờ mà anh ta còn không nhìn ra cỗ quan tài này dùng để chuẩn bị cho anh ta sao? Đây là đồ tặng tôi sao? Anh ta nheo mắt, sát khí bừng bừng. Ánh mắt Vương Nhất dần trở nên lạnh lẽo, là anh họ của Khinh Hồng mà lại sai người bắt cóc cô ấy, anh nói xem mình có đáng chết không? Lý Tinh Sở tức tới bật cười, chẳng lẽ anh không hiểu tại sao tôi phải làm thế sao? Vương Nhất không đáp mà chỉ lạnh lùng nhìn anh ta. Vương Nhất, dù anh có là tổng giám đốc của một công ty đã lên sàn thì cũng không xứng với em họ tôi chứ đừng nói tới chuyện anh chỉ là một thằng phế vật không có việc làm, anh là cái thá gì mà có thể ở cạnh em họ của tôi. Lý Tinh Sở sải bước tới trước mặt Vương Nhất rồi lạnh lùng nhìn anh, ngay từ đầu, em ấy và anh đã là người của hai thế giới khác nhau. Sự chênh lệch này không thể bù đắp bằng nỗ lực đâu. Dân hạ đẳng thì phải tự ý thức được mình là dân hạ đẳng, tìm một cô gái bình thường và sống một cuộc đời bình thường không tốt sao? Trong trang viên to lớn, giọng nói cuồng ngạo của Lý Tinh Sở vang lên. Sự cuồng ngạo này không thể bắt chước, đó là bẩm sinh, là thứ đã thấm vào tận xương tủy. Dân hạ đẳng. Vương Nhất cũng bị những lời này chọc tức, anh híp mắt lại, trong mắt thoáng qua một tia nguy hiểm. Anh chẳng qua có xuất thân tốt một chút thôi, thế mà đã tự xưng là người thượng đẳng sao? Hơn nữa, sao anh biết tôi là người không quyền không thế? Không chừng thân phận của tôi còn cao quý hơn cả Lý Thế Nhân thì sao? Hỗn xược! Lý Tinh Sở tức giận trợn trừng mắt, anh là cái thá gì mà dám gọi thẳng tên gia chủ? Anh ta ngừng một chút rồi thu liễm và nhìn về phía Vương Nhất, tôi biết anh thật lòng thích em họ tôi, nhưng nếu anh cứ tiếp tục thế này thì chỉ tự tìm đường chết tôi. Đến cả bọn tôi còn muốn chia rẽ mấy người thì đừng nói tới gia chủ, ba của em họ. Vương Nhất nhướng mày, anh đang muốn nói gì? Lý Tinh Sở bình thản nói, Vương tộc Yên Đô bọn tôi cũng không phải là người không biết nói lý lẽ. Nếu anh đã tới tận Yên Đô thì chứng tỏ tình cảm của anh đối với em họ là thật lòng. Tôi sẽ tha cho anh một mạng. Nói xong, anh ta rút giấy và bút từ trong ngực ra rồi viết ra một tấm chi phiếu trị giá 30 tỷ, sau đó vứt tới trước mặt Vương Nhất. Đây là chi phiếu 30 tỷ, đủ để anh và con sống cả đời. Cầm lấy rồi ly hôn với em họ tôi đi, sau đó cút khỏi Yên Đô và đừng bao giờ quay lại đây một bước. Không chỉ Lý Tinh Sở mà tất cả người trong nhà họ Lý đều cười lạnh. Bọn họ là cô cả, cô hai, bác cả, bác nhỏ của Lý Khinh Hồng. Nhưng không ai đứng trên lập trường của Lý Khinh Hồng mà suy xét vấn đề cả, trong lòng bọn họ chỉ nghĩ cho mình thôi. Đây chính là mục đích mà mấy người gọi chị ấy về nhà. Cuối cùng Lý Tuyết Nhi cũng hiểu ra, hai mắt cô ta đỏ lên, nước mắt chảy thành dòng, không phải mấy người thực sự mong chị ấy về nhà, mà là, muốn lợi dụng chị ấy. Tuyết Nhi, em không hiểu. Lý Tinh Sở hét lớn, thật ra chị gái của em. Tinh Sở. Khi Lý Tinh Sở vừa định nói thì Lý Phan bỗng gầm lên ngắt lời. Vâng, thưa ba. Lý Tinh Sở ngậm miệng không nói nữa. Chị tôi thì sao, mọi người mau nói đi. Lý Tuyết Nhi càng thêm sốt ruột, cô ta tóm lấy cánh tay từng người.
nhưng không ai chịu nói cho cô biết. Lạc Thanh Thủy đứng một bên, nhìn mà thầm thở dài. Chắc con bé vẫn chưa biết chuyện mình và Lý Khinh Hồng không phải là chị em ruột. Ba ơi, có phải con không thể gặp mẹ nữa rồi không? Lúc này, Vương Tử Lam hình như cũng đã nhận ra gì đó, bé nhẹ nhàng kéo tay Vương Nhất. Hai mắt bé đỏ hoe, miệng méo sệch trông như sắp khóc. Thấy thế, trái tim Vương Nhất như quặn lại. Tuy Vương Tử Lam còn nhỏ nhưng lại rất thông minh. Dù bé không hiểu bọn họ đang nói gì nhưng lại có thể lờ mờ cảm nhận được bé rất khó gặp lại mẹ. Không đâu, chúng ta sẽ nhanh chóng được gặp mẹ thôi, ba hứa đó. Vương Nhất cúi người cẩn thận lau đi vệt nước mờ mờ trên mặt bé, sau đó nhặt tấm chi phiếu 30 tỷ lên. Thấy thế, Lý Tinh Sở lập tức khinh thường, anh ta cười lại, xem ra tình cảm của anh dành cho em họ cũng chỉ tới thế mà thôi, anh vẫn chọn 30 tỷ, em ấy mà biết thì sẽ đau lòng lắm. Anh rể, anh đang làm gì vậy? Lý Tuyết Nhi nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt không dám tin, cô không ngờ anh rể lại nhặt tấm chi phiếu đó lên. Nhưng sau đó, Vương Nhất lại không nói gì thêm chỉ gấp đôi tấm chi phiếu lại, rồi lại gấp, sau đó nhẹ nhàng xé vụn. Xoẹt! Tấm chi phiếu 30 tỷ bỗng bị Vương Nhất xé nát, rồi bay lên trời. Mặt Lý Tinh Sở lạnh hẳn đi, anh ta nói, xem ra, anh chọn cái chết. Vương Nhất dắt tay Vương Tử Lam rồi quét mắt nhìn tất cả mọi người. Ánh mắt sâu thẳm như rồng ngẩng đầu, như hổ về núi, gây chấn động tâm can. Vương Nhất này cả đời, không phụ trời, không phụ đất, không phụ nước phụ dân, chỉ phụ duy nhất một người. Chất giọng trầm thấp, mang theo cả sự tức giận khó tả và chút nghẹn ngào. Cô ấy đã cứu tôi, nhưng khi cô ấy mang thai 9 tháng 10 ngày, khi cô ấy khó khăn và yếu đuối nhất, tôi lại không có cạnh bên. Thế nên, tôi đã thề với lòng mình rằng, cả đời này sẽ trung thành với cô ấy, sẽ bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy đến chết. Cả đời này, tôi chỉ cưới cô ấy làm vợ. Cô ấy bị thương thì cả thế giới phải diệt vong. Lời vừa dứt, sát khí dày đặc tỏa ra tứ phía. Lãnh Nhan không nói một lời tiến đến sau lưng anh, trong tay cô ta còn con dao găm sắc lạnh. Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Lý Tinh Sở tức giận hét lên. Lên hết cho tôi, cho hắn biết nếu đắc tội với vương tộc Yên Đô này thì phải chịu hậu quả như thế nào. Giết! Tất cả vệ sĩ đặc chủng đều đồng loạt xông lên. Tiếng giết kinh thiên động địa vang khắp sơn trang. Vương Nhất vẫn dắt tay Vương Tử Lam đi về phía lâu đài. Bé tò mò muốn quay đầu nhưng lại bị Vương Nhất ấn lên vai, không cần quay đầu lại. Vương Tử Lam ừm một tiếng rồi ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này, Lãnh Nhan đã đứng thủ trước mặt đám vệ sĩ. Đôi mắt đỏ rực tràn ngập sát khí. Mạo phạm thiếu chủ, giết không tha. Còn chống cự sao? Thấy Lãnh Nhan chỉ có một thân một mình, Lý Tinh Sở không nhịn được mà bật cười, anh ta nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất rồi gọi, Vương Nhất, xem ra tôi đã đánh giá anh quá cao rồi, cứ tưởng anh sẽ là nam tử hán đại trượng phu một mình gánh vác mọi chuyện, không ngờ anh lại để một vệ sĩ nữ giúp anh chặn đường, anh đang vứt cô ta vào chảo lửa đấy. Ý cười trên mặt lũ người Lý thì càng đậm hơn. Trong mắt bọn họ, dù Lãnh Nhan có thể đánh đấm thì cô ta cũng chỉ có một mình, hơn nữa còn là nữa, sao có thể là đối thủ của nhiều vệ sĩ tinh anh thế được. Tuy Lý Tuyết Nhi đã chứng kiến thực lực của Lãnh Nhan nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Như Lý Tinh Sở đã nói, đây đều là đặc chủng tinh anh, đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Nhưng Vương Nhất vẫn không quay đầu, anh giơ ba ngón tay lên rồi bình thản nói, 30 giây, có thể làm được không? Có thể. Lãnh Nhan nghiêm túc trả lời. Lý Tinh Sở nghe cả nửa ngày mới hiểu được hai người này đang nói chuyện gì, anh ta bỗng nổi giận, ngông cuồng, tôi lại muốn xem thử một ả đàn bà thì giải quyết nhiều người như thế trong vòng 30 s kiểu gì đấy. Vương Nhất lạnh lùng nói, đã qua 2 giây rồi. Xoẹt. Lãnh Nhan bỗng biến mất tại chỗ, cô ta như hổ nhập đàn chủ động giết chết đám vệ sĩ tinh anh kia. Muốn chết. Tên cầm đầu cười lạnh rồi vung một đấm lên. Nhưng ngay sau đó, hắn ta không thể cười nổi nữa mà lập tức tái mặt. Lãnh Nhan xuất hiện ngay trước mặt hắn như một bóng ma, cô ta nhấc đầu gối lên rồi thúc mạnh vào cằm hắn. Rắc! Tiếng xương giòn giã vang lên, cằm hắn bị chật ra rồi ngất ngay tại chỗ. Càng đáng sợ hơn là, ngay lúc đòn này tung ra khiến tên cầm đầu mất xỉu, ba tên vệ sĩ khác cũng bị hạ gục tại chỗ. Chỉ trong một thời gian ngắn, bốn người đã bị đánh bại. Những tên vệ sĩ khác cũng không dám xông lên, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng.
Còn 20 giây. Vương Nhất lạnh lùng nói. Nghe thế, ánh mắt của Lãnh Nhan càng lạnh hơn, tốc độ truy kích cũng nhanh hơn. Bốp bốp bốp. Hơn 10 giây sau, tất cả vệ sĩ đều nằm dài trên đất, Lãnh Nhan đứng giữa cũng thở hổn hển. Mỗi vệ sĩ của vương tộc Yên Đô đều rất mạnh, đến cả Lãnh Nhan muốn xử lý hơn 30 người trong vòng 30 giây cũng khá tốn sức. 30 giây trôi qua, vừa lúc Vương Nhất cùng Vương Tử Lam đến cửa lâu đài, anh bình thản nói, tuy đã hoàn thành trong thời gian quy định nhưng lại tốn sức hơn trước, Lãnh Nhan, cô thụt lùi rồi. Xin lỗi thiếu chủ. Lãnh Nhan áy náy cúi đầu, trong đợt huấn luyện sau, tôi sẽ tăng lượng lên 20%. Đoạn hội thoại của Vương Nhất và Lãnh Nhan khiến mọi người đều ngây người. Ánh mắt của họ khi nhìn Lãnh Nhan lập tức trở nên kinh hãi. Có thể giải quyết đội vệ sĩ tinh anh của vương tộc trong vòng 30 giây đã đủ sốc rồi, thế mà còn thụt lùi. Lúc này, tứ chi của Lý Tinh Sở đều lạnh toát, cuối cùng anh ta cũng hiểu tại sao Vương Nhất có thể lành lặn thoát khỏi tay Lý Hổ như thế. Tất cả đều nhờ nữ vệ sĩ tài năng này. Trừ Lý Tinh Sở ra, những trưởng bối như Lý Phan sau khi hoàn hồn liền tái mặt. Một đám phế vật, Lý Phan nghiến răng. Lý Tinh Sở trầm ngâm nhìn Lãnh Nhan, bỗng nhiên anh ta mở miệng. Thực lực của cô mạnh như vậy mà lại đi theo tên phế vật này, quá lãng phí rồi. Chỉ bằng cô tới làm việc cho vương tộc Yên Đô nhà tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô. Lý Phan lập tức nhìn Lý Tinh Sở với ánh mắt tán thưởng vì sự thông minh của anh ta. Ai cũng có thể thấy Lãnh Nhan là một người rất có năng lực. Nếu có thể mời được một người vệ sĩ mạnh thế này thì thực lực của Lý Thị nhất định sẽ vượt qua 8 gia tộc khác. Do đó, Lý Phan cũng góp lời, Vương Nhất. Nếu cậu đã là chồng của Khinh Hồng thì còn không mau bảo vệ sĩ của mình dừng tay rồi quy phục Lý Thị. Vương Nhất cười mỉa, lúc trước, khi chưa nhìn rõ thực lực của Lãnh Nhan thì nhất quyết đòi chia rẽ anh và Lý Khinh Hồng. Bây giờ, Lãnh Nhan thể hiện năng lực của mình ra thì lại bắt đầu gọi anh là chồng cô. Tuy nhiên, Vương Nhất đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của họ rồi, anh nhếch mép hóng kịch vui, nếu anh có năng lực thì cứ tuyển thử đi. Nghe thế. Lý Tinh Sở và Lý Phan vô cùng mừng rỡ, bọn họ nhất tề nhìn về phía Lãnh Nhan rồi kiêu ngạo nói, thế nào, cô tới vương tộc Yên Đô đi, đây mới là nơi cho cô thỏa sức vùng vẫy. Lời vừa dứt, Lãnh Nhan cũng lạnh lùng nhìn sang, cô ta từ từ phun ra hai chữ, ngu xuẩn. Hai con kiến mà cũng đáng để tôi quy hàng. Cô ta kiêu ngạo hất cằm. Cô nói cái gì? Lời của Lãnh Nhan đã kích thích Lý Tinh Sở và Lý Phan, sắc mặt của hai người đều xanh mét. Dù sao bọn họ cũng là trực hệ của vương tộc Yên Đô, thế mà lại bị nói là hai con kiến. Tôi nói, chỉ là hai con kiến mà cũng đáng để tôi quy hàng sao. Lãnh Nhan lạnh lùng lặp lại lần nữa, cô ta bỗng xuất hiện trước mặt Lý Tinh Sở rồi tóm lấy cổ anh ta và dùng một tay nhấc anh ta lên. Tinh Sở, Lý Phan và một người phụ nữ trung niên xinh đẹp biến sắc, bà ta liều mạng lao lên. Cút, Lãnh Nhan đá văng người phụ nữ. Sau đó dùng một tay nhấc Lý Tinh Sở tới trước mặt Vương Nhất, thiếu chủ, xử lý thế nào đây ạ? Sau khi nghe thấy lời nói cực kỳ cung kính của Lãnh Nhan, Lý Tinh Sở lập tức trở nên kinh hãi. Anh ta không chút nghi ngờ, chỉ cần Vương Nhất ra lệnh, Lãnh Nhan sẽ lập tức vặn cổ anh ta. Không, anh không thể giết tôi là anh họ của Lý Khinh Hồng. Anh ta cố hết sức mới nói được một câu. Vương Nhất lạnh lùng nhìn anh ta. Ánh mắt này khiến cả linh hồn anh ta như bị bóp nghẹt. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, anh lắc đầu, tha cho hắn đi. Tuy Lý Tinh Sở đã bắt cóc vợ anh. Tuy Lý Tinh Sở một lòng muốn chia rẽ anh và Lý Khinh Hồng, thậm chí còn không buông tha cho Vương Tử Lam, coi bé như đứa con hoang. Nhưng anh ta vẫn là anh họ của Lý Khinh Hồng, là anh rể của Vương Nhất. Hơn nữa, anh tới đây không phải là vì muốn ra tay với nhà mẹ đẻ của Lý Khinh Hồng mà là chỉ là vì muốn tìm Lý Khinh Hồng thôi. Lãnh Nhan gật đầu, cô ta không chút do dự buông Lý Tinh Sở ra. Khục khục, Lý Tinh Sở lập tức ôm lấy cổ mình rồi liều mạng hít thở. Vợ tôi đang ở đâu? Vương Nhất Trịch Thượng nhìn anh ta rồi lạnh lùng hỏi. Lý Tinh Sở nào dám giấu giếm, anh ta lập tức chỉ tay lên lầu. Vương Nhất không chút do dự xoay người đi lên lầu. Anh rể. Sau lưng truyền tới tiếng khóc của Lý Tuyết Nhi. Cả người Vương Nhất cứng đờ, anh xoay người nhìn cô ta, sao thế? Anh biết rõ tính cách của Lý Tuyết Nhi, nếu không có chuyện gì lớn thì cô ta sẽ không khóc thành thế này. Chị, Lý Tuyết Nhi lại bật khóc, cô ta nghẹn ngào,
thậm chí còn không thể nói hết câu. Khinh Hồng sao rồi? Lúc này, hai mắt Vương Nhất như muốn nứt ra, anh nắm chặt lấy vai của Lý Tuyết Nhi. Chị! Lý Tuyết Nhi khó khăn lắm mới thở nổi, cô ta gần như hét lên, chị nghe tin anh và Tử Lam đã chết, cộng với việc người nhà ép chị ấy tái hôn nên chị ấy thả chết chứ không chịu làm theo, sau đó liền đập đầu vào tường tự tử. Đoàng! Nghe tới đây, hai mắt Vương Nhất co lại. Lửa giận khó khăn lắm mới được dập tắt lại lập tức bùng lên. Cả vương tộc Yên Đô đều không chút tiếng động nhưng tim mọi người đều treo ngược lên cao. Sát khí tại hiện trường đều xuất phát từ một người. Vương Nhất, anh bất động như một bức tượng điêu khắc, luôn giữ nguyên động tác nhưng ai cũng cảm nhận được một luồng sát khí khổng lồ từ anh. Khinh Hồng, đập đầu vào tường rồi. Anh khó tin lẩm bẩm. Vâng, Lý Tuyết Nhi gật đầu, hai mắt cô đã sớm phiếm đỏ vì khóc. Lạc Thanh Thủy bất lực thở dài. Tình hình hiện tại quả thật rất tệ. Vương Nhất bỗng quay đầu, lạnh lùng nhìn đám người Lý Tinh Sở, Lý Phan. Trong phút chốc, bọn họ cảm giác như vừa rơi vào hầm băng. Ánh mắt tràn đầy sát khí đó hoàn toàn không xem bọn họ là người. Tốt nhất là mấy người nên cầu nguyện Khinh Hồng không xảy ra chuyện gì, nếu không, tôi sẽ khiến cả Lý Thị phải bồi táng theo. Sau khi lạnh lùng vứt ra một câu, Vương Nhất lập tức xông thẳng lên lầu. Lý Tinh Sở không hề nói Lý Khinh Hồng đang ở phòng nào nhưng giác quan thứ 6 của Vương Nhất mạnh hơn người bình thường nên đã sớm biết Lý Khinh Hồng ở đâu, anh vội đẩy cửa vào. Trên chiếc giường đơn trắng như tuyết, Lý Khinh Hồng đang yên tĩnh nằm đó, hai mắt cô nhắm nghiền, vẻ mặt rất thanh thản. Nếu không có vết máu trên trán thì Vương Nhất đã nghĩ rằng cô chỉ đang ngủ. Khinh Hồng. Vương Nhất vội vàng đến bên Lý Khinh Hồng rồi vươn tay đặt dưới cánh mũi của cô. Điều khiến Vương Nhất thở phào nhẹ nhõm là Lý Khinh Hồng vẫn còn thở. Vết thương trên trán chỉ là vết thương ngoài da. Anh rể, chị sao rồi? Lúc này, Lý Tuyết Nhi cũng xông vào. Lãnh Nhan không đi theo mà bế Vương Tử Lam đứng đợi bên ngoài để rời lực chú ý của bé. Nếu biết Lý Khinh Hồng bị thương thì bé nhất định sẽ khóc. Cô ấy không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Vương Nhất ôm lấy Lý Khinh Hồng rồi đáp. Sau khi biết Lý Khinh Hồng không sao, Lý Tuyết Nhi và bọn Lý Tinh Sở đều thở phào nhẹ nhõm. May mà Lý Khinh Hồng không sao, nếu thật sự có chuyện gì thì bọn họ tiêu rồi. Sau đó, bọn họ liền muốn vào phòng xem tình hình nhưng giọng nói tràn đầy sát khí của Vương Nhất lại vang lên. Ai dám bước vào phòng này một bước, giết. Nghe thế, bọn Lý Tinh Sở lập tức nổi giận. Nơi đây là vương tộc Yên Đô, sao bọn tôi lại không được vào? Cậu mới là người nên cút. Bọn họ giận dữ hét lên rồi chuẩn bị xông vào. Mấy người thử đi. Sau đó, lại thêm một giọng nói lạnh lùng vang lên, Lạc Thanh Thủy từ từ bước tới chắn ngang trước mặt bọn họ. Đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng quét qua từng người, một đám hung thủ giết người như mấy người không có tư cách vào thăm Khinh Hồng. Vẻ mặt Lý Phan cứng đờ, nhưng vẫn tức giận chất vấn, bọn tôi là trưởng bối của Khinh Hồng, tại sao lại không có tư cách vào thăm? Lạc Thanh Thủy cười giễu, bây giờ mới biết mình là trưởng bối của Khinh Hồng sao, vậy người tùy tiện sắp đặt cuộc đời con bé, còn dùng thủ đoạn bẩn thỉu để chia rẽ con bé và Vương Nhất là ai? Lời của bà khiến Lý Tinh Sở Lý Phan đều thấy mất tự nhiên, họ không thể không quay mặt đi. Ánh mắt của Lạc Thanh Thủy càng thêm sắc bén, mấy người nghe rõ đây, Khinh Hồng không chỉ là họ hàng của mấy người mà còn là cháu gái của tôi, mấy người muốn động tới con bé thì phải hỏi tôi trước đã. Trong phút chốc, sắc mặt của Lý Tinh Sở, Lý Phan đều xấu tới cực điểm. Bọn họ tức giận nhìn Lạc Thanh Thủy nhưng lại không nói lời nào. Lời của bà ta đã trực tiếp đẩy nhà họ Lý vào ngõ cụt. Lạc Thanh Thủy không đáng sợ, đáng sợ là gia tộc sau lưng bà ta và người phụ nữ đã rời Yến Kinh vào hơn 20 năm trước. Một khi bà ta quay về, cả Yến Kinh nhất định sẽ chao đảo. Mang băng gạc qua đây. Bỗng nhiên, Vương Nhất lên tiếng. Lý Tuyết Nhi lập tức mang băng gạc và kéo tới. Vương Nhất trực tiếp xé một miếng băng lớn rồi cắn trong miệng, sau đó anh cẩn thận quấn quanh trán Lý Khinh Hồng. Trán cô lập tức được quấn một lớp băng dày nhưng chỗ vết thương vẫn còn rớm máu. Khinh Hồng. Vương Nhất nhìn lên gương mặt tuyệt mỹ còn đang hôn mê kia, hai mắt anh đỏ lên. Đôi tay anh nắm chặt lấy tay của Lý Khinh Hồng rồi áp lên má mình. Dù biết Lý Khinh Hồng bị thương không nghiêm trọng nhưng Vương Nhất vẫn không dám xem nhẹ, dù sao cũng là bị đập vào đầu. Não là bộ phận tinh vi nhất trên cơ thể con người,
có Chúa mới biết cú đập này có gây tổn thương gì không. Trước khi Lý Khinh Hồng tỉnh lại, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mọi người đi xuống hết đi. Thấy cảnh này, Lạc Thanh Thủy cũng rất đau lòng, bà ngẩng đầu nhìn bọn người Lý Phan. Lý Tinh Sở còn muốn nói gì đó nhưng Lý Phan lại liếc mắt nhìn anh ta, ra hiệu cho anh ta im lặng. Sau đó ông ta dẫn mọi người xuống lầu 1. Bây giờ, bọn họ cũng đang cầu cho Lý Khinh Hồng sớm tỉnh lại. Gia chủ còn chưa về nhà, nếu gia chủ biết con gái mình bị thương hôn mê, bọn họ cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Cả căn phòng chỉ còn lại 3 người, Vương Nhất, Lý Tuyết Nhi và Lạc Thanh Thủy. Trừ Vương Nhất đang nhìn chằm chằm Lý Khinh Hồng ra, hai người Lý Tuyết Nhi và Lạc Thanh Thủy cũng đỏ cả mắt, trên mặt đều hiện rõ vẻ lo lắng. Từng phút trôi qua, không biết đã bao lâu nhưng Vương Nhất vẫn bất động ngồi trên giường và nắm chặt tay Lý Khinh Hồng. Lý Tuyết Nhi đưa cho anh một cốc nước, anh rể, anh uống chút nước đi. Vương Nhất lắc đầu, anh miễn cưỡng cười, không cần đâu. Thấy thế, Lý Tuyết Nhi cắn nhẹ môi để kìm nước mắt lại. Vương Nhất, nhìn kìa. Bỗng nhiên, Lạc Thanh Thủy ngồi cạnh bỗng đứng bật dậy rồi mừng rỡ hô lên, cháu gái cử động rồi. Vương Nhất và Lý Tuyết Nhi đều kinh ngạc, ánh mắt lập tức tập trung lên người Lý Khinh Hồng. Ngón tay vốn đang bất động của Lý Khinh Hồng đột nhiên khẽ nhúc nhích. Tuy chỉ là trong chốc lát nhưng trên mặt Vương Nhất vẫn hiện lên chút vui mừng. Tốt quá, chị sắp tỉnh rồi. Lý Tuyết Nhi mừng tới mức bật khóc. Đám người ở lầu 1 nghe thấy tiếng động cũng kéo lên lầu 2 nhưng vẫn không dám vào phòng. Một lúc sau, tần suất ngón tay Lý Khinh Hồng cử động nhanh hơn, hai mắt cô hơi mở ra. Khi thấy khuôn mặt của Vương Nhất, Lý Tuyết Nhi và Lạc Thanh Thủy, Lý Khinh Hồng lại không hề cảm thấy vui mừng, chỉ có ý cười nhàn nhạt. Em, chết rồi sao? Chị chưa chết, chị vẫn còn sống. Lý Tuyết Nhi vội vàng nói. Khinh Hồng. Vương Nhất cũng dịu dàng gọi tên cô, sau đó bế Vương Tử Lam lên, đây không phải là thiên đường, Tử Lam ở đây. Mẹ ơi! Thấy mẹ, Vương Tử Lam lập tức vui vẻ mỉm cười rồi nhào vào vòng tay của Lý Khinh Hồng. Sau khi cảm nhận được cái ôm của con gái, Lý Khinh Hồng mới kịp phản ứng, đồng tử của cô co lại. Vương Nhất, anh và Tử Lam đều không sao. Ngay sau đó, Lý Khinh Hồng liền ngồi dậy rồi ôm chặt lấy Vương Nhất, nước mắt cô không ngừng lăn dài. Em cứ tưởng anh và con gặp chuyện rồi. Vương Nhất cũng ôm lấy cô, anh vuốt nhẹ lên tóc cô, cuối cùng nở nụ cười. Đừng sợ, anh và Tử Lam tới tìm em rồi đây. Thấy cảnh gia đình ba người ôm chầm lấy nhau, Lý Tuyết Nhi và Lạc Thanh Thủy liếc mắt nhìn đối phương, trái tim đang lơ lửng trên cao cuối cùng cũng hạ xuống. Ngoài cửa, bọn Lý Tinh Sở, Lý Phan sầm mặt nhìn cảnh tượng ấm áp trước mắt. Bọn họ cảm thấy rất áp lực. Dù Lý Khinh Hồng thà chết để giữ mình, hay Vương Nhất vượt nghìn dặm đi tìm vợ rồi không ngần ngại lật đổ vương tộc Yên Đô, tất cả đều khiến bọn họ nhận ra rằng chỉ có cái chết mới có thể chia tách hai người đó. Ôm một lúc lâu, Lý Khinh Hồng mới buông Vương Nhất ra, cũng không biết là kích động hay ngượng ngùng, sắc mặt cô đỏ như mông khỉ. Trước mặt nhiều người như vậy, cô cũng là lần đầu tiên ôm Vương Nhất say sưa như vậy, nói không ngượng ngùng là giả. Nhưng mà, trong lòng cô cũng rất khó ổn định, con mắt hồng hồng hình Vương Nhất, anh làm em sợ muốn chết, còn tưởng rằng anh và Tử Lam đều. Vương Nhất trong lòng vô cùng cảm động, Lý Khinh Hồng đâm đầu vào tường, mặc dù cũng có phần do gia tộc ép buộc, nhưng mà phần lớn nguyên nhân, vẫn là cho rằng Vương Nhất đã chết, muốn đi theo anh. Có vợ như thế, chồng còn đòi hỏi gì hơn? Vừa nghĩ đến đây, anh chủ động nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Lý Khinh Hồng, nắm thật chặt. Em mới làm anh sợ muốn chết, lần sau không nên làm chuyện ngu ngốc như vậy. Những lời này là Vương Nhất phát ra từ nội tâm, Lý Khinh Hồng chính là toàn bộ của anh, vừa mới biết Lý Khinh Hồng đâm đầu vào tường tự sát thì anh tuyệt vọng thiếu chút nữa hỏng mất. Ừ, Lý Khinh Hồng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại ngước mắt lên, nhìn Vương Nhất, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi, thì ra, anh quan tâm em như vậy. Vương Nhất sững sờ. Sau đó phát hiện Lạc Thanh Thủy và Lý Tuyết Nhi bên cạnh cũng có vẻ mập mờ nhìn mình, còn dùng sức ho khan, anh lúng túng quay đầu đi, nói nhẹ một câu. Đó là đương nhiên. Lý Khinh Hồng vẫn nghe thấy được, cũng không nói gì, chỉ là nụ cười trên mặt càng tươi hơn mấy phần. Vừa rồi ba còn thề, nhất định sẽ dẫn con đi tìm được mẹ. Vương Tử Lam đứng trên giường, cũng tham gia náo nhiệt, nói xong, còn ngẩng đầu lên, nhìn Vương Nhất, nói, đợi Tử Lam trưởng thành.
nhất định cũng phải tìm một người giống như ba vậy. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Tôi nhớ, Tử Lam mới có 5 tuổi mà. Lạc Thanh Thủy ra vẻ không thể tưởng nổi, sau đó nháy nháy mắt với Vương Tử Lam, giơ ngón cái lên, bà ủng hộ con. Lý Tuyết Nhi cũng vẫn luôn cười suốt, chỉ là, trong nụ cười còn có chút đau khổ. Nếu không chiếm được, chỉ có thể chúc phúc thôi. Khụ khụ. Đúng lúc này, bên ngoài cửa có tiếng ho khan nặng nề truyền đến, đám người Lý Phan, Lý Tinh sở đến, nhìn Lý Khinh Hồng nói, Khinh Hồng, em không có việc gì là tốt rồi. Nhưng mà hai người vẫn phải ly hôn, sau khi Trung Thu kết thúc, quay về Thiên An, ly hôn đi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý Khinh Hồng lập tức trở nên xấu đi, trong mắt Phương Nhất, cũng lướt qua một luồng sát ý lành lạnh. Anh buông Lý Khinh Hồng ra, chậm rãi đi về phía đám người Lý Phan. Lý Khinh Hồng lập tức biến sắc, Phương Nhất, đây là nhà em, không nên vọng động. Cô biết rõ thực lực Phương tộc của Yên Đô, sợ Vương Nhất chịu thiệt. Vương Nhất lại quay đầu lại, cho cô một nụ cười yên tâm, rồi sau đó, lạnh lùng mở miệng. Phương tộc Yên Đô, đều là thứ hạ tiện vết thương vừa lành đã quên đau sao? Mày vừa nói cái gì? Vừa dứt lời, sắc mặt của tất cả người nhà họ Lý đều thay đổi, lại có người dám ở trước mặt gọi bọn họ là thứ hạ tiện. Chẳng lẽ không đúng sao? Vương Nhất cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, vừa rồi mấy người đã nhìn thấy thực lực của Lãnh Nhan, căn bản không phải đối thủ, tôi còn không đến gây sự với mấy người thì hay lắm, thế mà ép vợ tôi tái giá. Lý Tinh Sở cũng chỉ cười lạnh một tiếng, Vương Nhất, tôi cũng thật không biết dũng khí của cậu từ đâu ra, chỉ dựa vào một nữ vệ sĩ có thể đánh nhau, có thể không để Vương tộc Yên Đô chúng tôi vào trong mắt sao? Thật sao? Vậy thì thêm nhà họ Lạc của tôi thì sao? Vừa dứt lời, lại có một giọng nữ mỉa mai. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, nhìn về phía Lạc Thanh Thủy, trong mắt đều là tức giận. Lạc Thanh Thủy, cô vì một phế vật gì cũng không có, lại muốn đối địch với nhà họ Lý chúng tôi. Phế vật, mấy người mở miệng là một tiếng phế vật, cũng không nhìn lại xem, ai mới là phế vật. Vẻ mặt Lạc Thanh Thủy tràn ngập mỉa mai nhìn qua xung quanh, lạnh giọng nói. Mấy người đã nhận định cậu ấy là phế vật, tôi đây tuyên bố, tôi rất vừa ý với đứa cháu rể này, có nhà họ Lạc chúng tôi làm chỗ dựa, mấy người còn cho cậu ta là phế vật sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý Tinh Sở và Lý Phan cũng trở nên khó coi vô cùng. Quả thật, dù có Lãnh Nhan làm chỗ dựa, trong mắt bọn họ, Vương Nhất vẫn là một phế vật không thêm không bớt. Nhưng mà, bây giờ Lạc Thanh Thủy đã tỏ rõ lập trường, rất vừa ý với đứa cháu rể lớn Vương Nhất này. Đồng nghĩa với nhà họ Lạc Vương tộc Yên Đô, đứng sau lưng Vương Nhất, người như vậy, còn có thể gọi là phế vật sao? Không cho mấy người mang mẹ con đi. Vương Tử Lam cũng nhảy xuống giường, duỗi hai tay mình ra, dùng cách của mình để bảo vệ Lý Khinh Hồng. Nhìn con gái mình dũng cảm đứng bên cạnh bảo vệ mình, Lý Khinh Hồng cũng cảm động hai hốc mắt đỏ bừng, ngay sau đó, ánh mắt nhìn bọn họ, cũng từng chút trở nên lạnh lùng, giọng điệu kiên định. Tình cảm của tôi và Vương Nhất rất tốt, lại còn đang suy nghĩ sinh đứa thứ hai, muốn tôi tái giá, không có khả năng. Sắc mặt Lý Tinh Sở âm trầm, Lý Phan cũng tức đến mức cả người phát run, chỉ vào Lý Khinh Hồng, cả giận nói, hay cho một cái sinh đứa thứ hai, đợi gia chủ đến đây, thử hỏi ông ấy xem ông ấy có đồng ý hay không. Có lẽ hai chữ gia chủ mang đến áp lực vô cùng lớn cho Lý Khinh Hồng, sắc mặt cô thay đổi, biểu cảm cũng không ổn định. Lúc này, một bàn tay, nắm chặt lòng bàn tay của cô, cho cô sự ấm áp và sức mạnh vô tận. Còn nhớ anh đã nói thế nào với em không? Chỉ cần có anh ở đây, không ai có thể mang em rời khỏi anh. Cóp qua cóp lại, trở lại trang chính Trang Chu Yên, VN. Cho dù là ba em, cũng không có năng lực đó. Ánh mắt Vương Nhất bình tĩnh, giọng nói lại có một loại ma lực đặc thù, nội tâm bất an của Lý Khinh Hồng, cũng dần dần có thể bình tĩnh lại. Sau đó, Vương Nhất quay đầu, ánh mắt rét lạnh, đảo qua từng người một. Mấy người đã muốn ép vợ tôi tái giá, vậy trước đó, tôi sẽ tính toán sổ sách với mấy người một chút, đầu tiên là thủ bắt cóc vợ tôi. Giọng nói Vương Nhất trong chớp mắt trở nên âm lãnh, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào đầu sỏ gây chuyện, Lý Tinh Sở. Lập tức, Lý Tinh Sở cảm thấy mình như bị một con mãnh thú hung dữ nhìn chằm chằm vào, cả người sợ run. Lãnh Nhan bước lên, thiếu chủ, để tôi dạy dỗ anh ta. Nhưng Vương Nhất lại vung tay lên, không, tôi tự mình ra tay.
Vì vậy Lãnh Nhan ngậm miệng không nói, yên lặng lui sang một bên. Cô ta rất rõ, thiếu chủ tự mình ra tay, có nghĩa thế nào. Nhưng mà, người đàn ông kia vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Lý Tinh Sở sửng sốt một chút, sau đó liên tục cười lạnh, Vương Nhất, cậu nhất định muốn tự mình báo thù cho em họ sao? Có vấn đề gì sao? Vương Nhất lạnh nhạt hỏi lại, vừa đi, vừa cởi tây trang màu đen không nhiễm một hạt bụi trên người ra. Áo sơ mi trắng đơn giản, căn bản không thể nào che được cơ thể cường tráng của Vương Nhất. Lý Tuyết Nhi nhìn chằm chằm không chớp mắt vào lồng ngực của Vương Nhất, bùm một tiếng, khuôn mặt đỏ lên, lúc này cô ta mới biết, anh rể thế mà có vốn như vậy. Ha ha ha! Lý Tinh Sở lại càn rỡ cười lớn, khinh thường nói, nếu như là người vệ sĩ kia của cậu, tôi còn có thể có chút sợ, nhưng mà cậu thì... Lời nói sau đó, Lý Tinh Sở không nói hết, nhưng mọi người đều hiểu. Thì sao? Vương Nhất lắc lắc tay, đùa giỡn cười, đề nghị anh mua cho mình một phần bảo hiểm an toàn cơ thể. Lý Tinh Sở biến sắc, đang muốn hỏi gì đó, đột nhiên, Vương Nhất nâng nắm tay lên, một quyền đánh mạnh về phía mặt anh ta. Bùm! Ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, Lý Tinh Sở đã bị đánh vào mặt, nắm đấm lập tức nện lõm xuống. Cả người anh ta, như diều rứt dây, đụng vào cửa sổ, từ lầu 2 rơi xuống. Bốp! Lập tức, sắc mặt mọi người cũng trở nên vô cùng hoảng sợ, một đấm này, xem ra có thể đánh người sống thành người chết. Chỉ có Lãnh Nhan là có vẻ hờ hững, cô ta hiểu rõ, đó cũng không phải là thực lực chân chính của thiếu chủ, thậm chí, ngay cả một phần cũng chưa đến. Mà Vương Nhất vẫn mặt không đổi sắc, cũng không quan tâm đây là tầng 2, thả người nhảy xuống phần đất trống dưới tầng, cất bước đi về phía Lý Tinh Sở. Anh ta lúc này, đang run rẩy nằm trên đất, xương gò má một bên, lõm vào thật sâu, đang không ngừng thấp giọng kêu rên. Sắc sắc cạch cạch. Tiếng xương cốt chấn động phía sau truyền đến, anh ta nhìn lại, thiếu chút nữa bị dọa đến mất cả linh hồn. Vương Nhất đang bẻ khớp xương tay mình, vẻ mặt lạnh lùng đi về phía anh ta. Cứu, cứu mạng. Ánh mắt Lý Tinh Sở có sự hoảng sợ rất đậm, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà, bốn phía đều là đất trống, nơi nào có chỗ trốn. Lúc này, anh ta thấy một chiếc quan tài màu đỏ thẫm, đang lẳng lặng để một bên. Lập tức. Anh ta giống như tìm được chỗ ẩn thân, không chút nghĩ ngợi, xốc nắp quan tài lên, trốn vào. Hình ảnh này, đúng lúc bị đám người vợ chồng Lý Phan vội vàng xuống lầu bắt gặp, lập tức không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Miệng mở to đến mức có thể nhét được hai quả trứng, lại nửa câu cũng không thể nói nên lời. Lý Tinh Sở, thế mà lại chủ động vào quan tài. Vương Nhất cũng hơi hơi kinh ngạc, sau đó cười một tiếng, tận dụng mọi thứ, ngược lại cũng là kỹ năng nhất hạng. Chỉ có điều, cho rằng trốn vào trong quan tài, là an toàn sao? Dứt lời, anh bước nhanh đến trước quan tài màu đỏ thẫm, một cước đá mạnh lên trên. Đoàng đoàng! Lập tức, quan tài đỏ thẫm nặng trăm cân, thế mà bị Vương Nhất đá đến lăn lông lốc mấy vòng, khó khăn lắm mới dừng lại. Trong quá trình lăn lộn, trong quan tài không ngừng phát ra tiếng va đập nặng nề, không khó để đoán, Lý Tinh Sở bị va đập không nhẹ. Nhưng mà, này vẫn chưa xong. Vương Nhất lại đi đến bên cạnh quan tài, từ trên cao nhìn xuống. Đột nhiên, duỗi thẳng bắp chân, như một diều bổ mạnh xuống. Cạch! Quan tài làm bằng gỗ gụ lập tức chia 5 x 7, trên dưới thân quan tài, bị cắt ngang. Trong đám gỗ chồng chất, tất cả mọi người nhìn thấy Lý Tinh Sở đang cuộn mình, lạnh run. Anh ta hơi ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Vương Nhất thì trong lòng tuyệt vọng. Đánh chết anh ta cũng không ngờ. Sức mạnh của Vương Nhất thế mà lại lớn như vậy. Cậu, muốn giết tôi? Anh ta nhìn ra được sát ý trong mắt Vương Nhất, cả người lập tức run lên. Tôi nói rồi, cô ấy bị thương, cả thiên hạ vong. Từ đầu đến cuối, sắc mặt Vương Nhất vẫn lạnh lùng như cũ. Biểu cảm của tất cả mọi người ở đó, cũng đột nhiên thay đổi, kể cả Lý Khinh Hồng bị thương xuống lầu. Tóc dài của cô bay loạn, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước. Băng gạc trắng băng chặt trên trán, chỉ là, vẫn có thể thấy máu tươi đang chảy ra. Nhìn máu tươi trên băng gạc trên trán cô, sát khí trong mắt Vương Nhất càng nồng hơn. Anh giận, cũng không phải là Lý Tinh Sở tìm người bắt cóc Lý Khinh Hồng, mà là sự dồn ép của mấy người này. Cô gả cho mình làm vợ, lại bị ép tái giá, thế nên lấy cái chết chứng minh. Mặc dù Lý Khinh Hồng không có gì đáng ngại,
nhưng mà vẫn khơi dậy cơn giận ngút trời của Vương Nhất. Chuyện này, chưa xong đâu. Lúc Vương Nhất đang muốn ra tay độc ác, lại kinh ngạc phát hiện, Lý Tinh Sở cũng âm tàn nhìn anh. Ra tay đi, bắt cóc cô ta, để cô ta tái giá, đều là ý của tôi, anh có thể làm được gì? Nửa bên mặt anh ta bị máu tươi nhuộm đỏ, máu ứ đọng khắp nơi, nhưng mà, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Nhất. Này làm Vương Nhất vô cùng kinh ngạc, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt của anh càng thêm lạnh lẽo, anh cho rằng tôi không dám giết anh. Không, anh đương nhiên dám chứ, anh làm như vậy, đơn giản không phải là vì tôi tính kế vợ của anh, cảm thấy phẫn nộ thôi sao. Lúc này, trên mặt Lý Tinh Sở lộ ra vẻ vui vẻ khi đã thực hiện được kế hoạch, nhưng mà như vậy thì sao chứ, tôi tính toán em họ tôi có ác hơn nữa, cũng là đấu tranh giữa vương tộc chúng tôi, mà anh chỉ là một người ngoài. Một người ngoài đáng thương muốn dựa vào em họ tôi biến thành vương tộc Yên Đô. Lời nói của Lý Tinh Sở làm Vương Nhất lập tức lâm vào trầm mặc. Lý Khinh Hồng cách đó không xa, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, móng tay cắm sâu vào trong lòng bàn tay, chảy máu tươi, cũng không phát hiện. Cô cắn răng nói với Vương Nhất, đủ rồi, không cần phải đánh nữa. Vương Nhất thu chân lại, trên mặt vẫn là vẻ trầm mặc, chỉ có điều, đã không còn sát khí như trước. Mặc kệ có bao nhiêu thù hận, thế giới này, chỉ có hai người có thể làm anh lập tức thu hồi lại hận thù, chính là Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam. Vợ con của anh. Nhìn Vương Nhất trầm mặc, Lý Tinh Sở cũng ầm thầm thở nhẹ ra. Vừa rồi, anh ta thật sự sợ muốn chết, không chút hoài nghi Vương Nhất thật sự dám giết mình. Nhưng mà, càng sợ hãi, lại càng không thể nào chạy trốn, ngay thời khắc nguy hiểm, anh ta dùng cách trái ngược, cầu được một đường sống. Người từ trong vương tộc đi ra, không có một ai, không một người nào là gỗ mục. Bọn họ tác phong nhanh nhẹn, lại biết được nhược điểm sâu trong con người. Mà Lý Khinh Hồng, chính là uy hiếp của Vương Nhất. Lý Tinh Sở từ trong quan tài đi ra, nhìn quan tài đỏ thẫm đã thành một đống đổ nát, sắc mặt cũng thoát trắng thoát đỏ. Không ngờ mình vì bảo vệ tính mạng, thế mà lại tự mình chui vào trong quan tài, đây đúng là một nỗi nhục lớn. Anh ta là một người không muốn thua thiệt, vất vả lắm mới thay đổi được thế cục, sao lại nguyện ý cứ như vậy chứ? Anh có thể đã biết, em họ vì cái gì mà bảo anh dừng tay? Anh ta cười lạnh nhìn Vương Nhất, không đợi anh nói chuyện, lại tiếp tục nói, bởi vì nó khá là sợ. Một khi anh ra tay với tôi rồi, vậy cả đời này anh cũng không có thể được nhà họ Lý chúng tôi công nhận, đây với em họ mà nói, là không thể chịu được. Vương Nhất vẫn trầm mặc, chỉ là... Anh nhìn thấy sắc mặt Lý Khinh Hồng càng lúc càng tái nhợt. Đủ rồi, đừng nói nữa. Lý Tuyết Nhi vẻ mặt đầy tức giận chạy đến, lớn tiếng ngăn lại. Lý Tinh Sở nói đủ rồi, cũng tái xanh mặt chuẩn bị quay về. Từ đầu đến cuối, Vương Nhất không nói một câu, chỉ quay đầu lại nhìn Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng cũng đỏ bừng hai mắt nhìn anh, mặc dù không nói gì, nhưng mà ánh mắt cũng đủ nói lên tất cả. Lần này quay về Yên Kinh. Đủ để chứng minh thành ý của Lý Khinh Hồng, vì Vương Nhất, vì con gái, cô không muốn đoạn tuyệt với gia tộc. Cô hy vọng người trong gia tộc có thể tiếp nhận Vương Nhất, cùng với Vương Tử Lam, không có khả năng thật sự vứt bỏ gia tộc, đi xa tha hương. Mà lúc này Vương Nhất nếu giết Lý Tinh Sở, sẽ đánh mất khả năng hòa hảo vốn đã cực kỳ nhỏ bé này. Kỳ thật, trong lòng cô còn đau khổ hơn bất kỳ ai. Cho nên, trong lòng anh cho rằng... Sau này cho dù làm cái gì với Lý Khinh Hồng, tôi cũng sẽ yên lặng chịu đựng, đúng không? Vương Nhất hiểu rõ mọi thứ, đột nhiên đưa tay nắm lấy bả vai Lý Tinh Sở, cười nhạt một tiếng. Lý Tinh Sở lập tức kinh hãi, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, anh ta cười cười, Khinh Hồng là em họ tôi có thể làm cái gì với em ấy chứ? Chỉ là vì tốt cho em ấy mà thôi. Bộp! Vừa dứt lời, cổ họng của anh ta bị bóp chặt. Vương Nhất dùng sức nắm lấy yết hầu của Lý Tinh Sở, nhấc anh ta lên khỏi mặt đất. Lập tức, xung quanh xôn xao. Con người của mọi người cũng co rụt lại, Lý Khinh Hồng cũng hét lên một tiếng, không được. Cô liều lĩnh chạy đến sau lưng Vương Nhất, ôm lấy anh từ phía sau, giọng nói run rẩy, đừng ra tay, xem như em cầu xin anh, đừng ra tay. Nhưng mà, Vương Nhất vẫn nắm lấy cổ họng anh ta như cũ, đôi mắt thâm sâu, giọng nói lạnh lùng. Cô ấy lương thiện, nhưng mà, lương thiện của cô ấy, không phải để anh cứ một lần rồi một lần tổn thương cô ấy. Nếu như anh cho rằng cái này có thể uy hiếp tôi, vậy thì sai rồi.
Cái gì mà vương tộc Yên Đô, tôi căn bản chướng mắt, chỉ cần tôi muốn, trong vòng 3 ngày có thể xóa sạch mấy người trên bản đồ. Sở dĩ đi đến nơi này, đơn giản là vì cô ấy. Nói lời này, giọng nói của Vương Nhất lại mạnh hơn mấy phần, bàn tay nắm lấy yết hầu của Lý Tinh Sở, cũng đột nhiên dùng sức. Gò má của Lý Tinh Sở lập tức sung huyết thành màu gan heo, con mắt mở to như sắp rớt cả con ngươi. Lý Khinh Hồng ôm lấy Vương Nhất từ đằng sau, cho nên lời của anh, nghe được rõ ràng, lập tức, nước mắt lại chảy ra, nhưng vẫn liên tục lặp lại. Dừng tay, mau dừng tay. Con gái tôi bảo cậu dừng tay, cậu vì sao không dừng tay? Nhưng mà, lúc Lý Khinh Hồng vừa dứt lời, một giọng nói bình tĩnh khác đột ngột vang lên. Bình thản, Hưng lại mang lại một cảm giác áp bức rất mạnh, cho dù là Vương Nhất, sắc mặt cũng nhìn không được thay đổi. Bởi vì, loại cảm giác áp bức này, đến từ người ở trên tuyệt đối, xâm nhập vào linh hồn. Tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên cao ngất to lớn chậm rãi đi đến. Cả vương tộc Yên Đô đều yên lặng như chết, sự chú ý của tất cả mọi người vốn ở trên người trên Vương Nhất toàn bộ đều chuyển sang ngòi đàn ông trung niên to lớn đang đi đến này. Cộp, cộp, cộp. Bước đi của ông ta thong dòng, một đôi giày da bóng loáng nhẹ nhàng đạp xuống đất, phát ra âm thanh dầu tiết tấu dễ nghe, nhưng mà, tần suất tim đập của mọi người ở đây, đều chạy theo tiếng bước chân này. Rõ ràng hiện trường hỗn loạn, rõ ràng cháu của ông ta bị Vương Nhất dạy dỗ thành như vậy, nhưng mà, ông ta vẫn không tức giận, ánh mắt bình thản nhìn quanh một vòng. Nhìn thấy người đàn ông trung niên cao lớn này, hai mắt Lý Tuyết Nhi tỏa sáng, lộ ra sắc mặt vui mừng. Lạc Thanh Thủy thì bĩu môi, nghiêng đầu đi. Mà con người của Lý Khinh Hồng, cũng lập tức co lại, ngay sau đó, vẻ mặt trở nên phức tạp, một loại cảm xúc không nói rõ được phủ lên trên mặt. Có tưởng niệm, có phẫn nộ, có hận thù, còn có kính sợ. Cuối cùng, ngàn vạn suy nghĩ, đều bình tĩnh lại. Bình tĩnh của chết lặng. Gia chủ. Đám người Lý Phan vội vàng đi đến trước mặt người trung niên, trầm giọng chào hỏi. Gia chủ, cứu tôi. Lý Tinh Sở cũng là dùng hết toàn lực, sắc mặt tái nhợt nhả ra bốn chữ này. Gia chủ. Hai chữ này, chấn động sâu vào trong tâm Lý Vương Nhất, ánh mắt của anh cũng theo đó trở nên lạnh thấu xương, nhìn chằm chằm vào người đàn ông cuồn cuộn như biển lớn này. Có thể làm Lý Khinh Hồng lộ ra biểu cảm như vậy, hơn nữa có thể làm đám người Lý Phan, Lý Tinh Sở gọi gia chủ, chỉ có một người. Lý Thế Nhân. Vương Nhất cũng nheo mắt lại, đánh giá người đàn ông trung niên cao lớn này. Tuổi của ông ta khoảng chừng 4-50 tuổi, nhưng mà năm tháng cũng không để lại quá nhiều dấu vết trên người ông ta, ngũ quan, làn da của ông ta vẫn nhẵn bóng ôn nhuận như ngọc, khác biệt là, hơi thở lại thêm mấy phần trưởng thành và sâu lắng. Nhìn qua chính là một dạng đã trải qua năm tháng. Một thân tây trang màu đen đơn giản, lại mặc ra được cảm giác của quý tộc truyền thống, bả vai rộng dường như có thể gánh được cả thiên hạ, thành thục ổn trọng, khí chất đàn ông cực kỳ trưởng thành, chỉ trong một ánh mắt, ngay cả nhân vật cấp bậc như Vương Nhất, cũng ẩn ẩn cảm thấy áp lực. Ừ, đối với chào hỏi của đám người Lý Phan, Lý Thế Nhân chỉ nhàn nhạt gật nhẹ đầu. Chỉ là một động tác đơn giản như vậy. Không khí nơi này lập tức trở nên trang nghiêm, tất cả mọi người đến thở mạnh cũng không dám. Đột nhiên, ánh mắt sắc bén của Lý Thế Nhân nhìn thẳng vào Vương Nhất và Lý Khinh Hồng đang ôm chặt anh, trong mắt không chút che giấu mà lộ ra sát ý. Lý Khinh Hồng lập tức thả lỏng Vương Nhất ra, hơi bước lên trước, muốn đứng trước mặt Vương Nhất, lại phát hiện, Vương Nhất đã trước cô một bước, chặn trước mặt cô, ánh mắt không chút sợ hãi đối mặt lại. Lãnh Nhan bên cạnh, càng là tay nắm chặt lưỡi đao. Cả người căng thẳng, nhìn chằm chằm vào Lý Thế Nhân. Lùi xuống. Vương Nhất trầm giọng quát lớn một tiếng. Nhưng mà, thiếu chủ. Lùi xuống. Vương Nhất giận quát một tiếng, ánh mắt Lãnh Nhan giãy giụa một chút, lúc này mới rời khỏi đại viện nhà họ Lý. Nếu tôi là cậu, sẽ không tiếp tục đả thương người ở đây. Lý Thế Nhân nhìn Vương Nhất, nói câu nói đầu tiên sau khi hai người gặp mặt. Nhắc đến cũng làm người ta thổn thức. Hai người là quan hệ ba vợ và con rể, lại dùng cách thức gặp mặt không thoải mái này. Vương Nhất trực tiếp buông tay, Lý Tinh Sở bộc một tiếng ngã xuống đất. Cả quá trình này, ánh mắt của anh cũng không rời khỏi Lý Thế Nhân. Nhưng mà, tâm tư của Lý Thế Nhân căn bản cũng không ở trên người anh, mà lại, nhìn về Lý Khinh Hồng đằng sau lưng anh. Ánh mắt lập tức trở nên ôn hòa, áp lực trên người Vương Nhất cũng bỗng nhiên tan đi.
con cuối cùng cũng chịu về nhà. Giọng điệu của ông ta ôn hòa, năm tháng lắng đọng trên mặt, rõ ràng lộ ra một nụ cười cưng chiều yếu ớt. Lý Khinh Hồng không chịu nổi tầm mắt cực nóng này, vô cùng mất tự nhiên nhìn về nơi khác, nhưng vẫn lộ vẻ lạnh lùng, nói, tôi về nhà, không có nghĩa là tôi tha thứ cho ông. Lý Thế Nhân lại không chút để ý đến lời nói lạnh nhạt này, ngược lại, nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Nhìn nụ cười phát ra từ nội tâm của Lý Thế Nhân, trong lòng Vương Nhất cũng hơi rung động, địch ý với Lý Thế Nhân cũng giảm đi nhiều. Một người ba chân thành với con gái mình, tuyệt đối sẽ không xấu. Mẹ! Đúng lúc này, Vương Tử Lam thoát khỏi vòng ôm của Lý Tuyết Nhi, bước thấp bước cao chạy đến trước mặt Lý Khinh Hồng, giang hai bàn tay nhỏ ra muốn bế. Lý Khinh Hồng vội vàng bế Vương Tử Lam lên, cùng lúc đó, ánh mắt cảnh giác nhìn Lý Thế Nhân. Cả người Vương Nhất cũng căng cứng, tùy thời chuẩn bị ra tay, anh biết, cả vương tộc đều xem con gái của bọn họ là con hoang. Nhưng mà, ánh mắt Lý Thế Nhân nhìn Vương Tử Lam, căn bản không có chán ghét như bên ngoài đồn đãi, ngược lại, lại có một sự vui vẻ phức tạp. Đây là con của con, ông ta hỏi. Lý Khinh Hồng trần chờ một lúc lâu, cuối cùng nặng nề gật đầu, ừ. Sau đó, lại vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Vương Tử Lam, gọi ông ngoại. Vương Tử Lam mở to hai mắt, cũng nhìn Lý Thế Nhân. Hai mắt mở lớn, đột nhiên lại nghiêng đầu nói, ông ấy không phải ông ngoại con không gọi. Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cũng hơi hơi kinh ngạc, nhịn không được hỏi, vì sao Tử Lam cảm thấy ông ấy không phải ông ngoại con. Bởi vì, ông ấy không tốt với mẹ, hơn nữa, cho đến bây giờ con chưa từng gặp ông ấy. Nếu như là ông ngoại của Tử Lam, vì sao không đến thăm Tử Lam? Càng nói, cái đầu nho nhỏ của Vương Tử Lam càng tràn đầy nghi hoặc. Lời nói của Vương Tử Lam, làm cả người Lý Khinh Hồng run lên, cắn chặt môi, cũng không biết đang nghĩ gì. Ánh mắt Lý Thế Nhân cũng lập tức trở nên nghiêm nghị, có một giây khắc ảm đạm. Trong lòng Vương Nhất nhẹ nhàng thở ra, đều nói đồng ngôn vô kỵ, nhưng mà thường một câu lơ đãng của con trẻ. Lại đâm chúng vào thứ mà người lớn muốn che đậy nhất trong lòng. Nhưng mà, loại trầm mặc này cũng không quá lâu, trên mặt ông ta lập tức lộ ra vẻ tươi cười, đứa nhỏ rất thông minh, rất giống bà ấy. Lời nói này lại làm Lý Khinh Hồng khẽ run lên, bà ấy mà Lý Thế Nhân nói là ai, không cần nói cũng biết. Nói xong câu đấy, ông ta đi nhanh vào trong tòa thành. Vương Nhất nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lý Thế Nhân, cơ thể từng chút thả lỏng. Anh còn tưởng rằng sẽ xung đột kịch liệt với Lý Thế Nhân chứ, nhưng từ đầu đến cuối, chỉ để anh thả Lý Tinh Sở ra, không nói một câu nào phản đối anh và Lý Khinh Hồng. Gia chủ. Lúc này, Lý Tinh Sở cả gương mặt lo lắng đuổi theo ông ta, tức giận nói ra, tên nhóc này làm dơ bẩn em họ, còn công khai mang cái đứa con hoang kia đến Yên Kinh, còn đánh con thành như vậy, vì sao không trách phạt cậu ta? Lý Thế Nhân lạnh nhạt quét mắt nhìn anh ta một cái, không để ý đến. Lo lắng trên mặt Lý Tinh Sở càng đậm hơn, gia chủ. Còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Lý Thế Nhân đột nhiên quay đầu lại, giọng điệu bình thản nói, đừng cho là tôi không biết mấy người làm gì với con bé. Lập tức, cả người Lý Tinh Sở run lên, ánh mặt sợ hãi đến cực điểm. Tôi hy vọng mấy người hiểu được một chuyện, cho dù là lúc nào, con bé cũng là con gái tôi. Trong mắt Lý Thế Nhân có khí thế ngưng tụ, nói xong câu đó, xoay người vào nhà. Mà đám người Lý Phan, Lý Tinh Sở, quần áo sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lại có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, lập tức không dám ở lại nữa, rời khỏi nơi này. Chỉ có điều, trước khi đi, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Vương Nhất. Vương Nhất không chút để ý, chỉ là càng thêm kiêng kỵ với người ba vợ tương lai này. Anh không chỉ hủy đi bảng hiệu nhà họ Lý, còn đả thương nặng Lý Tinh Sở, vốn tưởng rằng Lý Thế Nhân nhất định sẽ trừng phạt anh. Nhưng mà cuối cùng, người bị cảnh cáo lại là bọn họ. Là ông ta ân oán rõ ràng sao? Vương Nhất không cảm thấy thế. Người ba vợ này làm như thế chỉ có một lý do. Này chính là vì Lý Khinh Hồng. Trong lòng ông ta, trọng lượng của Lý Khinh Hồng vượt qua cả vương tộc, nếu như ông ta không chấp nhận mình, con đường tương lai của mình và Lý Khinh Hồng sẽ vô cùng khó đi. Đúng lúc này, một ông già râu tóc bạc trắng chống gậy mỉm cười đi đến trước mặt Vương Nhất. Làm một dấu mời. Ngài Vương, ông chủ cho mời. Ông già là quản gia của vương tộc, Vương Nhất lập tức đổi sắc, trong lòng trầm xuống. Lý Khinh Hồng cũng đổi sắc, nắm thật chặt tay Vương Nhất, em đi với anh.
Ông già quản gia lại mỉm cười, cô cả, ông chủ nói, chỉ muốn gặp một mình ngài vương. Lông mày Lý Khinh Hồng nhướng lên, muốn nói gì đó, Vương Nhất lại khẽ lắc lắc đầu với cô, cũng cho cô một ánh mắt yên tâm, không sao. Nói xong, cùng vào ông già quản gia đi vào trang viên. Lý Khinh Hồng lo lắng đứng tại chỗ, cau mày, thực tế tàn khốc, không thể làm cô không nghĩ về hướng xấu. Lý Tuyết Nhân lại nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay cô, trấn an nói, chị đừng suy nghĩ nhiều, không phải chị không biết, ba cưng chiều chị thế nào, nói không chừng lần này ba gọi anh rể, là đồng ý cho hai người đó. Lý Khinh Hồng ngập ngừng một chút, thử hỏi một câu, thật sao? Chị phải nghĩ về hướng tích cực, cười nhiều lên, cuộc sống khổ như vậy, chị bày ra mặt khổ cho ai xem chứ? Lý Khinh Hồng cũng bị Lý Tuyết Nhi chọc cười, em lại nói móc chị. Hai chị em cãi nhau ầm ĩ quay về phòng, Lạc Thanh Thủy lại có vẻ mặt nghiêm trọng, với sự hiểu biết của bà đối với người đàn ông kia, lần gặp mặt này, có thể không đơn giản như vậy. Bên kia, dưới sự dẫn dắt của quản gia, Vương Nhất đi đến một thư phòng. Ông chủ đang ở bên trong. Mỉm cười, ông già rời đi. Vương Nhất một mình đứng trước cửa thư phòng, chậm chạp không dám gõ cửa. Dù anh là ẩn chủ nước Hát, đối mặt với cánh cửa này, cũng do dự thật lâu. Gặp người lớn, là điểm quan trọng trong cuộc đời mà ai cũng phải trải qua, để lại ấn tượng tốt cho ba vợ mẹ vợ tương lai, càng là quan trọng nhất. Bởi vì Lý Khinh Hồng, giữa anh và ông cụ nhất định không thể có khả năng ngồi một chỗ tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm. Cho dù là chênh lệch địa vị, hay là chưa kết hôn đã có con, cũng đã đủ để Lý Thế Nhân phong sát anh. Vương Nhất hít sâu một hơi, dần dần bình ổn lại lo lắng trong lòng, gõ cửa. Cửa không khóa. Trong phòng truyền ra giọng nói bình thản có tính đặc trưng của Lý Thế Nhân. Vì vậy Vương Nhất đẩy cửa vào, Lý Thế Nhân đã ngồi ngay ngắn trên ghế kiểu cung đình, giống như là đang đợi Vương Nhất đi vào, vừa vào cửa tầm mắt đã dõi theo anh. Đón lấy ánh mắt của Lý Thế Nhân, Vương Nhất cũng hít sâu một hơi, lễ phép cố nặn ra một nụ cười tươi, bác Lý. Nhưng mà, đối mặt với ý tốt của Vương Nhất, Lý Thế Nhân lại ngoảnh mặt làm ngơ, mí mắt hơi nâng lên, nhìn anh từ trên xuống dưới, kỳ thật, trong mắt tôi, lần đầu gặp mặt của chúng ta, so với dự đoán của tôi muộn hơn một chút. Nghe vậy, trong lòng Vương Nhất hơi có chút kinh ngạc. Anh nghe được ý trong lời của ông cụ. Từ lúc Lý Khinh Hồng gặp sát thủ chuyên nghiệp ám sát thì Lý Thế Nhân tức giận đáng ra đã đến Thiên An, nhưng mà, lại bị Lý Tuyết Nhi ngăn lại. Vừa nói đến đây, Vương Nhất cũng ngậm miệng, vẻ mặt bình thản mấy phần, bây giờ cũng không muộn. Lý Thế Nhân lại lắc đầu, cười nhạt một tiếng, cậu hiểu lầm ý của tôi, 5 năm trước, chúng ta nên gặp mặt. Thế là, ánh mắt Vương Nhất dần dần sâu hơn, lạnh lùng chất vấn. 5 năm trước, ông biết Khinh Hồng sẽ gặp chuyện bi thảm, vì sao, còn dung túng gia tộc mưu hại đứa nhỏ trong bụng cô ấy. Cảm nhận được ý lạnh thâm trầm từ trên người Vương Nhất phát ra, Lý Thế Nhân lại như không có gì, thản nhiên nói, có một số việc, tôi thân là chủ một gia tộc, phải cố kỵ đến mặt mũi của vương tộc. Những lời này, làm sát ý của Vương Nhất càng sâu hơn, bây giờ anh cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra. 5 năm trước, Lý Khinh Hồng mang thai Vương Tử Lam, từng gặp không chỉ một lần tai nạn xe, chỉ là vì làm cô sảy thai. Mà, Lý Thế Nhân biết rõ, nhưng ông cũng không ngăn lại, mà còn ngầm cho phép hành vi này. Có lẽ, Vương Tử Lam trong bụng Lý Khinh Hồng, cũng là dơ bẩn, không được phép sinh ra. Hiện tại tôi hiểu sao Lý Khinh Hồng lại hận người ba này rồi. Vương Nhất lạnh lùng nói, chẳng lẽ mặt mũi gia tộc, còn quan trọng hơn so với tính mạng của con gái mình sao? Lý Thế Nhân cũng không đáp lời Vương Nhất, hoặc là nói, trực tiếp bỏ qua. Đột nhiên, ông ta nở nụ cười. Gọi cậu đến đây không có ý gì khác, chỉ là hy vọng cậu đồng ý với tôi một chuyện. Khóe miệng của ông ta mang theo vui vẻ, giọng điệu giống như nói việc nhà với Vương Nhất. Cách Khinh Hồng xa một chút. Biểu cảm trên mặt Vương Nhất, cũng lập tức trở nên cứng ngắc. Anh đã từng nghĩ nói chuyện với ông cụ sẽ không vui vẻ như vậy, nhưng mà, không ngờ lại trực tiếp như thế, căn bản không chút nào phí lời, trực tiếp bảo mình cách Lý Khinh Hồng xa một chút. Lý Thế Nhân lại nói, đừng hiểu nhầm, không phải bảo hai người ly hôn, bởi vì cậu và con bé lĩnh chứng, tổ chức kết hôn ở Thiên An, trong mắt tôi, tất cả đều không tính. Vương Nhất trầm mặc thật lâu, một lúc sau, dương mắt lên, sáng lạn cười, thật xin lỗi, chuyện này, tôi không làm được. Anh hiểu,
Lý Thế Nhân ngồi trước mặt anh bây giờ, thân phận không phải là người đứng đầu nhà họ Lý, mà là một người ba. Không hơn. Bây giờ, đối với một người ba như ông ta mà nói thì yêu cầu như vậy cũng không phải là yêu cầu quá đáng, nhưng đối với Vương Nhất mà nói, lại là tước đoạt tín niệm sống duy nhất của anh. Nhận được câu trả lời của Vương Nhất, ánh mắt Lý Thế Nhân từng chút trở nên bén nhọn, hơn nữa, chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Áp lực trên người Vương Nhất cũng tăng lên gấp bội, trước đó ông ta ngồi, Vương Nhất còn không cảm thấy được, bây giờ Lý Thế Nhân đứng lên, Vương Nhất mới giật mình phát hiện, cơ thể của ông ta cao khoảng chừng 1m85. Cậu không có quyền từ chối. Ông ta nhìn Vương Nhất, lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng bên dưới bình tĩnh, lại ẩn chứa sát khí vô tận. Thật sao? Nếu ông cụ đã không nể mặt như vậy, vậy thì Vương Nhất cũng không cần mặt nóng dán mông lạnh, cười lạnh một tiếng, sao ông biết, tôi không có quyền từ chối chứ? Có lẽ, trong mắt tôi, Vương tộc Yên Đô mấy người, cũng không khác gì con kiến hôi thì sao? Lý Thế Nhân nở nụ cười. Cười rất ôn nhu, lại mang theo hương vị thần bí đặc biệt của đàn ông trưởng thành, giống như là một miếng ngọc thô điêu khắc thành. Có phải cậu cảm thấy bản thân mình rất mạnh mẽ? Có sức mạnh và vốn liếng để nói những lời này. Tôi không có sao. Vương Nhất cũng cười theo, chỉ có điều, nụ cười kia rất lạnh. Nụ cười trên mặt Lý Thế Nhân từng chút thu lại, đẩy anh ra nói, vốn liếng mạnh mẽ của cậu, đơn giản chỉ là dựa vào vũ lực mạnh mẽ của cậu, bỏ những thứ này ra, vốn liếng của cậu, còn được bao nhiêu? Vù vù vù. Lý Thế Nhân vừa dứt lời, không khí bên ngoài cửa sổ nổi lên một trận gió lạnh. Lá cây run run rất nhỏ, nhanh chóng hiện lên từng bóng người. Ánh mắt Vương Nhất rét lạnh, nheo mắt lại, phản xạ có điều kiện nhìn ra bên ngoài thư phòng. Một dòng sát khí ngưng động lặng yên chảy xuôi trong không khí, từ bốn phương tám hướng khóa chặt Vương Nhất trong thư phòng. Trên cây bên ngoài, đột ngột có hơn 10 bóng người màu đen lộ ra hơi thở mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào Vương Nhất. Sắc mặt của anh, lần đầu trở nên cực đoan nặng nề. Những tử sĩ màu đen này, mỗi người đều có thực lực ngang với Lãnh Nhan. Cho dù có chút chênh lệch với Lãnh Nhan, cũng không kém bao nhiêu. Bây giờ, cậu còn có tự tin vừa rồi sao? Lý Thế Nhan lại ngồi về chỗ, mắt lạnh nhìn Vương Nhất, cậu, căn bản không xứng với con gái tôi. Hơi thở vô cùng âm lãnh của những người ám sát mạnh mẽ, làm hơi thở trong thư phòng cũng trở nên lạnh lùng. Thân hình cao ngất của Vương Nhất, cũng lập tức trở nên căng cứng. Nhưng chỉ là giãy giụa một cái chớp mắt, tất cả cảm giác căng thẳng đều tan thành mây khói, thay vào đó, là sự lạnh lùng không biết sợ. Sau khi nhìn thấy những tử sĩ ẩn núp trong bóng đêm này, Vương Nhất cuối cùng cũng hiểu được tại sao nhà họ Lý lại nổi tiếng là một trong 9 vương tộc lớn. Bởi vì Lý Thế Nhân, chỉ một mình ông ta mà thôi. Bởi vì một mình ông ta, đã có thể so với một gia tộc lớn khác. Những người ám sát này, chỉ sợ là tử sĩ trong tối mà Lý Thế Nhân âm thầm bồi dưỡng, mỗi một người, đều có thực lực không kém gì Lãnh Nhan. Mười mấy người liên thủ, sẽ là một sức mạnh trong tối kinh khủng đến mức nào. Vương Nhất rất rõ, dù là giới sát thủ, hay là giới lính đánh thuê, đều không có một thế lực nào có thể chống lại đội quân này, nhất định sẽ bị hủy trong chớp mắt. Nhưng mà, nếu muốn uy hiếp Vương Nhất, vậy thì cũng chưa đủ. Anh nhàn nhạt nhìn lướt qua tử sĩ bên ngoài. Lạnh lùng cười, đây là chỗ dựa của ông. Mỗi một người đều có thực lực không kém gì Lãnh Nhan, đội quân này, mặc dù khủng bố, nhưng mà Vương Nhất sợ gì chứ? Trên núi U Hằng, 9 đại chí tôn vượt qua đại dương, đều bị một mình Vương Nhất chém hết, chứ nói gì là đội quân này. Phải biết rằng, 9 cường giả kia, mỗi người đều đạt đến chí tôn cảnh. Chỉ là một trong số đó. Nhưng mà, Lý Thế Nhân lại vẫn như cũ không thèm để ý cười. Đây là đội thân vệ tôi bồi dưỡng, ám ảnh long vệ. Tôi biết cậu từng đi lính, hơn nữa địa vị trong quân đội cũng không thấp, nếu không 5 năm ở giữa này cũng không chống không như vậy, nhưng mà... Nói đến đây, Lý Thế Nhân lại chuyển lời, chỉ vào tử sĩ bên ngoài nói, mỗi một người bọn họ, cũng không kém thành tựu của cậu. Bọn họ có rất nhiều người là vua sát thủ giết người như ngoé, có rất nhiều người là vương giả lính đánh thuê không gì không làm được. Còn có, điệp viên trong điệp viên nằm vùng, sức mạnh của cậu, ở chỗ của tôi thật sự không đáng một đồng. Lời nói vô cùng khinh miệt, giống như là hủy bỏ tất cả nhân sinh của Vương Nhất, nhưng mà, Vương Nhất vẫn không tức giận. Thậm chí, biểu cảm còn lộ ra chút thay đổi, ông muốn giết tôi. Đương nhiên không phải.
Lý Thế Nhân bởi vì câu nói này mà nở nụ cười, tôi bảo bọn họ đi ra cũng không phải là vì giết cậu, nếu không, ngày cậu quay về Thiên An, cậu đã chết rồi. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết một sự thật, thế giới này không đơn giản như cậu nghĩ, cũng không lương thiện như cậu nghĩ, mỗi một người bọn họ đều là kẻ mạnh trong lĩnh vực của mình, lại tụ về một chỗ, phục vụ cho tôi, là vì cái gì? Là vì tín ngưỡng. Lý Thế Nhân chậm rãi nói ra hai chữ, ánh mắt cũng lập tức trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Vương Nhất, tôi có thể làm bọn họ trở nên càng mạnh hơn, cho nên bọn họ đi theo tôi, không chỉ bảo vệ tôi, còn có thể thay tôi làm những chuyện không thể lộ ra ngoài sáng. Tôi không thể giết cậu, là bởi vì sợ con bé đau khổ, cho nên tôi cho cậu một cơ hội chủ động rời khỏi con bé. Nghe xong lời nói của Lý Thế Nhân, Vương Nhất lâm vào trong trầm mặc thật lâu, mặt của anh lúc thì trở nên tái nhợt. Lúc thì trở nên ảm đạm, còn có thất bại. Anh có tâm trạng như vậy, cũng không phải vì e ngại những tử sĩ này, anh không chút để ý đến, anh chỉ là nhìn ra được quyết tâm của Lý Thế Nhân. Vì để mình và Lý Khinh Hồng ly hôn, ông ta không tiết lộ ra một trong những lá bài tẩy là tử sĩ của mình, làm mình sợ hãi. Vương Nhất từng nói, nếu ai ngăn anh và Lý Khinh Hồng ở bên nhau, chính là kẻ địch của anh, nhưng mà, anh thật sự có thể ra tay với ba vợ của mình sao? Nếu thật sự như vậy, Lý Khinh Hồng sẽ cảm thấy mình thế nào? Nhưng mà, anh cũng đã nói, sẽ không để cô lại đau lòng thêm một lần nào nữa. Thế gian an bài phương pháp ổn thỏa cả hai bên, bất phụ Như Lai bất phụ Khanh. Vương Nhất vững tin rằng, rồi sẽ có cách. Vương Nhất hít một hơi thật sâu, giống như là muốn đánh tan toàn bộ tâm trạng ra ngoài, vẻ mặt anh trở nên bình tĩnh. Bác Lý, tôi biết, dù thế nào, ông cũng sẽ không công nhận tôi. Lời này vừa nói ra, ngược lại làm Lý Thế Nhân kinh ngạc. Ông ta kinh ngạc liếc nhìn Vương Nhất, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén. Theo ông ta thấy, Vương Nhất không phải là một người dễ dàng buông tay, anh nói như vậy, nhất định còn có sau đó. Quả nhiên, hơi dừng một chút, Vương Nhất đột nhiên đùa cợt cười nhìn ông ta, nhưng mà ngài có hay không tự hỏi một câu, trong lòng Khinh Hồng, ưu thế của ông có bao nhiêu? Lý Thế Nhân lập tức cau mày, tôi là ba con bé. Còn gì nữa không? Vương Nhất hỏi ngược lại. Trừ cái đó ra, Lý Thế Nhân rốt cuộc cũng không thể nói những cái khác lên lời, sắc mặt vô cùng âm trầm. Cô ấy thừa nhận người ba này sao? Lời nói của Vương Nhất càng lạnh lùng, hai người đã bao lâu không gặp. Cô ấy có gọi ông một tiếng ba không? Lúc cuộc sống cô ấy khó khăn nhất, cô ấy có xin ông giúp đỡ không? Quỳnh! Linh hồn khảo vấn liên tiếp, nói đến mức sắc mặt Lý Thế Nhân thay đổi. Khí thế trên người cũng tăng vọt, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất, cuối cùng cũng đã hiện lên sát ý. Lập tức, không khí bốn phía như là cứng lại, Vương Nhất giống như là đứng ở trung tâm xoáy nước, cảm nhận áp lực cực lớn. Cho dù là anh, cũng không thể không thừa nhận, đây là kẻ địch mạnh nhất, đặc biệt nhất kể từ khi anh trở lại thành thị. Nhưng mà, anh vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Thế Nhân, không chỉ không e sợ, mà là càng nói càng hăng. Cô ấy đã nói tất cả cho tôi biết. Là ai biến cô ấy thành loại tính cách như bây giờ? Vì rời khỏi ông, cô ấy bỏ lại cuộc sống đại tiểu thư Cẩm Y Ngọc Thực, một mình gian khổ gây dựng sự nghiệp, không dùng đến một đồng trong nhà, chính là muốn chứng minh, một mình cô ấy cũng có thể rất tốt. Nếu như tôi là ông, cho dù biết cầu không được sự tha thứ của cô ấy, cũng sẽ bất chấp tất cả mà đến xin lỗi. Nhờ ông ban cho, cô ấy không chỉ hết hy vọng với tình yêu, còn hết hy vọng đối với tình thân. Câm miệng. Trên trán Lý Thế Nhân nổi lên gân xanh, đồng tử mở lớn, trừng mắt nhìn Vương Nhất. Vương Nhất không chỉ không câm miệng, ngược lại còn tức giận nói, hai người căn bản không phải là người thân, hai người chỉ là người xa lạ chảy cùng một dòng máu. Quỳnh! Những lời này của Vương Nhất, hoàn toàn khơi dậy sát tâm của Lý Thế Nhân. Hai mắt ông ta mở lớn, nắm tay nắm chặt, sắc mặt lúc thì tái nhợt, lúc thì đỏ lên. Lời nói của Vương Nhất. Giống như là dao găm cắt thẳng vào lòng ông ta, làm ông ta vô cùng tức giận. Mà ông ta, đã bao nhiêu năm không tức giận rồi chứ? Sao vậy, nói đụng đến chỗ đau trong lòng rồi. Vẻ mặt Vương Nhất vô cùng mỉa mai nhìn Lý Thế Nhân, cho dù ông ta là cha đẻ của Lý Khinh Hồng, nhưng mà Vương Nhất căn bản cũng không có chút hảo cảm nào với ông ta. Tôi thừa nhận ông rất mạnh, nhưng mà, ông vẫn là một người thất bại. Vương tộc Yên Đô thì sao? Chiếm được toàn bộ thế giới thì có làm sao, ông vĩnh viễn mất đi con gái của mình. Giết đi.
Lý Thế Nhân ánh mắt lạnh lùng đứng dậy, giống như là mất đi hứng thú nói tiếp. Ông ta đã động sát tâm, hơn nữa, phải giết Vương Nhất ngay ở đây. Dù là sẽ làm cô lần nữa ghi hận, cũng không sợ nữa. Lập tức, tất cả tử sĩ núp ở bên ngoài đều bước lên một bước, khí thế trên người tăng vọt lên, ánh mắt nhìn Vương Nhất, giống như là đang nhìn một người chết. Cảm nhận sát ý của các tử sĩ, thân sắc của Vương Nhất cũng hơi rét lạnh, khí thế trên người cũng tăng đến cực hạn. Khi một cuộc đại chiến sắp nổ ra, phòng sách lại vang lên tiếng gõ nhẹ. Ba xong chưa, nên chuẩn bị ăn tối rồi. Giọng nói trong trẻo của Lý Tuyết Nhi truyền tới, lông mày của Lý Thế Nhân hơi nhíu lại, liếc nhìn bên ngoài. Vì vậy, sát khí ban đầu bỗng biến mất, các tử sĩ đều ẩn đi. Tất cả gió yên biển lặng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vương Nhất nhìn thấy, ánh mắt nhìn sang Lý Thế Nhân có thêm tia kinh ngạc. Nhìn ra được, ông ta vô cùng yêu thương che chở cô con gái út. Chắc là vì sự tiếc nuối của cô con gái lớn, ông ta dành hết tình yêu cho cô con gái út. Vương Nhất khẽ thở dài ở trong lòng. Bất luận ba vợ của anh xuất chúng như nào, ông ta chỉ là ba của hai cô con gái mà thôi. Nghĩ tới đây, khí thế trên người Vương Nhất cũng biến mất hết. Cứ như vậy, một cuộc đại chiến diệt thế vì hành vi vô ý xông vào của Lý Tuyết Nhi mà bị quét sạch. Lý Thế Nhân tự mình mở cửa thì nhìn thấy Lý Tuyết Nhi xinh đẹp đứng ở cửa, đôi mắt to quét qua quét lại trên người Vương Nhất và Lý Thế Nhân với ánh mắt kỳ lạ, hai người. Không đánh nhau chứ? Em nói cái gì vậy? Vương Nhất cố ý giống như trách cứ mà liếc nhìn Lý Tuyết Nhi, nói, anh và bác Lý nói chuyện rất hợp. Thật sao? Lý Tuyết Nhi không tin, lại quay đầu nhìn sang Lý Thế Nhân. Lý Thế Nhân cũng khẽ gật đầu, tuy không lên tiếng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Không phải rất tươi, nhưng trông rất thoải mái, rất tự nhiên, đây chính là sự cương triều. Trong lòng Vương Nhất càng suýt xoa, thầm nghĩ, đây là tình yêu của ba. Rõ ràng một giây trước còn vì sự mạo phạm của anh mà muốn giết người diệt khẩu, lại vì hành vi vô ý xông vào của Lý Tuyết Nhi mà bị gián đoạn, vẻ mặt cũng trở nên như tấm trong gió xuân, do đó có thể thấy, ông ta không muốn phá hỏng hình tượng vĩ đại của mình trong lòng con gái út. Lý Tuyết Nhi thở phào một hơi, vậy em yên tâm rồi, thật là, chị em còn không yên tâm, bảo em đi xem thử. Vương Nhất lúc này mới ngộ ra, Lý Thế Nhân cũng hơi liếc nhìn anh. Thì ra Lý Khinh Hồng bảo Lý Tuyết Nhi tới, là vì lo lắng ba vợ sẽ làm khó Vương Nhất. Lý Thế Nhân trầm mặc một lúc, bỗng nhiên chỉ vào Vương Nhất rồi hỏi, Tuyết Nhi, con cảm thấy cậu ta như thế nào? Ba nói anh rể sao? Anh ấy rất tốt. Lý Tuyết Nhi nói rất thẳng thắn, anh ấy rất có trách nhiệm và biết gánh vác, cũng rất chăm sóc con, ngay cả con cũng ngưỡng mộ chỉ tìm được một anh rể tốt như vậy. Vậy sao? Lý Thế Nhân mỉm cười, không nói gì nữa. Hai người không cãi nhau thì tốt. Lý Tuyết Nhi rất nhanh thì rời đi. Sau khi cô ta rời đi, bầu không khí trong phòng sách lần nữa trở nên căng thẳng. Nụ cười trên mặt Lý Thế Nhân dần tắt, lại tiếp tục lộ phong mang. Vương Nhất cũng mang ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Lý Thế Nhân. Nhưng ai cũng cảm nhận được, bởi vì sự xông vào của Lý Tuyết Nhi, không ai có sát ý mãnh liệt như trước nữa. Tôi lại có thêm một lý do ghét cậu. Lý Thế Nhân mở miệng trước. Lạnh lùng nói, tôi tổng cộng có hai cô con gái, một đứa bị cậu bá chiếm, đứa còn lại cũng rất ỷ lại vào cậu. Quá khen. Vương Nhất khẽ mỉm cười, đáp. Lý Thế Nhân trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói, cậu chỉ biết trốn ở sau lưng phụ nữ ư. Vương Nhất vẫn không thay đổi sắc mặt, mỉa mai ngược lại, nếu nói tới chuyện trốn ở sau lưng phụ nữ, bác trai mới là tổ tông. Mẹ của Lý Khinh Hồng là đệ nhất mỹ nhân của Yên Đô. Hôn nhân của Lý Thế Nhân và bà ấy, giống như Vương Nhất và Lý Khinh Hồng hiện nay. Sự tuần hoàn của một thế hệ, tất cả đều giống nhau. Tuy nhiên, lời của Vương Nhất không khiến Lý Thế Nhân tức giận, ông ta chỉ nhìn về phía xa với ánh mắt phức tạp. Đi thôi, cuộc nói chuyện của chúng ta dừng tại đây. Một lát sau, ông ta hoàn hồn, vẻ mặt bình thường nói với Vương Nhất. Vương Nhất cũng gật đầu, không hài lòng nửa ngày, còn nói nữa cũng không có nghĩa lý gì. Có điều, bởi vì lần nói chuyện này, bọn họ đều thấy được quyết tâm của đối phương. Hai người đều hiểu đối phương, chỉ là vì lập trường khác nhau, bị ép tới cục diện đối lập. Khi đi ra, quản gia đã chuẩn bị xong cơm tối. Khi vào chỗ ngồi, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá Vương Nhất.
ông ấy nói gì với anh? Lý Khinh Hồng ngồi ở bên cạnh, sắc mặt có hơi khó coi. Vừa rồi tuy Lý Tuyết Nhi nói với cô, hai người không có đánh nhau, nhưng Lý Khinh Hồng căn bản không tin, cô hiểu tính tình của người ba máu lạnh đó của cô, cũng hiểu rõ tính cách của Vương Nhất. Hai người là sao hỏa va chạm trái đất, sao có thể bình an vô sự? Anh ta nhất định uy hiếp cháu rồi. Lạc Thanh Thủy càng trực tiếp, nheo mắt nói. Vương Nhất biết rõ bọn họ là lo lắng cho anh, nhưng anh vẫn lắc đầu, bác trai đối xử với cháu rất tốt, không có làm khó cháu. Vì vậy, lông mày của Lý Khinh Hồng càng nhíu chặt, đang muốn nói một vài lời kêu Vương Nhất đừng quan tâm, Lý Thế Nhân cũng từ trên tầng đi xuống. Bác Lý. Vương Nhất mỉm cười chào hỏi Lý Thế Nhân. Lý Thế Nhân cười ôn hòa, Vương Nhất, không cần khách sáo, coi như nơi này là nhà của mình. Lời này vừa dứt, không chỉ có Lý Tuyết Nhi và Lạc Thanh Thủy mặt mày kinh ngạc, ngay cả trong đôi mắt tuyệt đẹp của Lý Khinh Hồng cũng tràn ngập sự nghi hoặc. Lý Thế Nhân, vậy mà khách sáo với Vương Nhất như vậy. Còn cả Thanh Thủy, em buổi tối cũng ở lại đi. Lý Thế Nhân lại nói. Nghe vậy, Lạc Thanh Thủy và Lý Khinh Hồng lập tức ý thức được điều gì đó, rơi vào trầm mặc. Nói xong câu này, Lý Thế Nhân không thèm liếc nhìn bữa tối phong phú, cất bước rời đi. Vương Nhất lập tức gọi ông ta, bác trai, bác không ăn tối cùng với chúng cháu sao? Không ăn, ngày mai mới là Tết Trung Thu, Thương Kiều cũng sẽ trở về, tôi mong chờ bữa tối ngày mai. Khẽ phất bàn tay lớn, Lý Thế Nhân đã rời khỏi tòa lâu đài này. Vương Nhất không hiểu, nơi này không phải là Vương tộc Yên Đô sao, Lý Thị, tại sao Lý Thế Nhân không sống ở đây? Còn nữa, Thương Kiều là ai? Anh nhạy bén chú ý tới, khi nghe thấy hai chữ Thương Kiều, vẻ mặt Lý Khinh Hồng rất giá lạnh. Lạc Thanh Thủy rầu rĩ thở dài, nhân lúc Lý Khinh Hồng không chú ý, lặng lẽ nói bên tai Vương Nhất, nơi này là Vương tộc Yên Đô, Lý Thị, nhưng người anh rể đó của gì, trước nay sẽ không sống ở đây. Tại sao? Vương Nhất hỏi. Bởi vì, đây là nhà tân hôn mà anh ta và chị gái của dì kết hôn năm đó. Ánh mắt của Lạc Thanh Thủy phức tạp, giọng điệu u ám. Lời này vừa dứt, Vương Nhất cũng hơi thay đổi sắc mặt, nhìn xung quanh. Nơi này là nhà tân hôn của Lý Thế Nhân và mẹ của Lý Khinh Hồng kết hôn năm đó sao? Vương Nhất có chút hiểu tại sao Lý Thế Nhân sẽ không sống ở đây rồi, nhìn vật nhớ người, nơi này là nhà tân hôn kết hôn năm đó. Vậy nên nơi này để lại những mảnh vụn của quá khứ và vợ. Vậy, Thương Kiều, mà bác Lý nhắc đến là... Vẻ mặt của Vương Nhất khác lạ, cẩn thận nhìn Lý Khinh Hồng, cô đang yêu nhã ăn một miếng bít tết. Không sai. Lạc Thanh Thủy nheo mắt lại, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Người vợ tái hôn của anh ta, Ngụy Thương Kiều. Bộp! Khi Lạc Thanh Thủy nói ra thân phận thật sự của người phụ nữ tên Thương Kiều đó, Lý Khinh Hồng bỗng để mạnh đũa xuống. Mặt mày lạnh lùng nói, cháu ăn no rồi. Sau đó thì không nói một câu, đi thẳng lên tầng. Vương Tử Lam có hơi sợ ý lạnh trên người Lý Khinh Hồng, lại lo lắng cho mẹ, vì vậy nghẹo đầu, nghi hoặc nhìn sang Vương Nhất, ba, mẹ làm sao vậy? Vương Nhất nhìn bóng lưng Lý Khinh Hồng đi lên tầng, cũng thở dài, lần nữa nở nụ cười, để mẹ ở một mình một lát đi. Ồ, tuy Vương Tử Lam nghe không hiểu ý trong lời nói, nhưng vẫn không đi làm phiền Lý Khinh Hồng. Lý Tuyết Nhi cũng liếc nhìn trên tầng với ánh mắt phức tạp, trong mắt có một sự áy náy. Bữa tối này kết thúc, Vương Nhất xem hoạt hình cùng với Vương Tử Lam thì phát hiện Lạc Thanh Thủy đứng ở trong đình viện bên ngoài, vẫy tay với anh. Vương Nhất chần chừ một lát, vẫn giao Vương Tử Lam cho Lý Tuyết Nhi, anh đi ra bên ngoài. Lạc Thanh Thủy châm một điếu thuốc, sau đó nhìn sang Vương Nhất, thái độ thân thiện của cháu và anh rể của dì đều là giả bộ nhỉ. Trên thực tế đã ở cục diện đối đầu. Vương Nhất trầm mặc, nhưng vẫn gật đầu thật, phải. Dì nói mà, với tính cách của anh rể của dì, sao có thể chấp nhận cháu? Lạc Thanh Thủy mỉm cười, nói, cháu và anh ta đều là người thông minh, ở trước mặt người thân, đều không muốn để bọn họ lo lắng, vậy nên đạt thành thỏa thuận ngầm. Vương Nhất không lên tiếng, coi như mặc nhận. Thật là khổ não, vậy cháu sau này định như nào? Lạc Thanh Thủy vặn eo, sau đó quay đầu nhìn Vương Nhất. Trong mắt Vương Nhất tràn ngập sự kiên định, bất luận là ai ngăn cản, cháu đều sẽ không rời khỏi Khinh Hồng. Sớm đã đoán được Vương Nhất sẽ nói như vậy, Lạc Thanh Thủy mỉm cười nói, vậy người cháu tốt nhất nên ngăn chặn, không phải là anh rể của gì, mà là, Ngụy Thương Kiều kia.
Sắc mặt của Vương Nhất chợt rét lạnh, nhưng vẫn hỏi, bà ta chỉ là người phụ nữ giang nam bình thường, nhân lúc tình cảm của bác Lý và mẹ vợ có vết nứt, chen vào mà thôi, có gì phải ngăn chặn chứ? Yo, ngay cả mặt của chị gì còn chưa gặp, ngay cả mẹ vợ cũng gọi rồi. Lạc Thanh Thủy liếc xéo Vương Nhất, nhưng vẫn nghiêm túc nói, cháu không phải thật sự cảm thấy, Ngụy Thương Kiều đó là người phụ nữ bình thường chứ? Khựng lại một chút, bà ta tiếp tục nói, cho dù chị của dì không có khả năng sinh con, tốt xấu gì cũng là đệ nhất mỹ nhân, Ngụy Thương Kiều đó là người kéo chị của dì xuống ngựa. Ánh mắt của Vương Nhất lập tức đanh lại, vẻ mặt cũng trở nên chính trọng. Không sai, cô ta là đến từ thành phố Thiên An, nhưng đây mới là chỗ thật sự đáng sợ của cô ta. Trong mắt Lạc Thanh Thủy xẹt qua một tia sắc lạnh, lúc đó, vương tộc của Yên Kinh, chỉ có 8 nhà, người phụ nữ đó sau khi gả cho Lý Thế Nhân thì biến thành 9 nhà, cháu biết tại sao không? Tại sao, Vương Nhất cũng thấp thoáng cảm thấy có chút không đúng. Lạc Thanh Thủy cười lạnh một tiếng, lúc đầu, sau khi Lý Thế Nhân ly hôn với chị của dì, vốn quyết định muốn ra đi tay trắng, là người phụ nữ đó khiến anh ta thay đổi suy nghĩ, từ nhà họ Lạc của dì có được một nửa sản nghiệp, vì vậy có vốn khởi động, thành lập ra tập đoàn Vương Triều. Cũng không phải là nói người phụ nữ đó có giỏi cỡ nào, mà là thủ đoạn dụ dỗ lòng người của cô ta đã đạt tới mức độ xuất thần nhập hóa. Vẻ mặt của Vương Nhất cũng trở nên nghiêm nghị, nếu thật sự giống như những gì dì út nói, vậy thì Ngụy Thương Kiều đó, tâm cơ cực kỳ sâu. Hơn nữa, nếu nói trong nhà này, người hận nhất cháu gái lớn, cũng thích nhất cháu gái lớn bị đuổi ra khỏi cửa, cũng là cô ta. Lạc Thanh Thủy lạnh lùng nói, bởi vì cháu gái lớn là con gái của chị dì, không phải con do cô ta sinh ra, cô ta luôn sợ rằng, có một ngày chị của dì quay trở lại Yên Kinh. Đột nhiên, cả người Vương Nhất chợt rung lên, trong mắt xẹt qua một tia nguy hiểm. Anh nghe hiểu ý của dì út, với Lý Khinh Hồng mà nói, Ngụy Thương Kiều này là mẹ kế, không phải nói mẹ kế nào cũng ác độc, nhưng dù sao không phải con mình sinh ra, Ngụy Thương Kiều không thể đối đãi với Lý Khinh Hồng giống như con gái ruột.